vui được gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện về tình yêu trên kênh Đọc truyện Đêm Khuya. Hôm nay, Hồng Huệ xin thay mặt ban biên tập của kênh xin gửi đến tất cả các quý vị lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ của quý vị suốt thời gian vừa qua. Và trong thời gian tới, Hồng Huệ cũng như kênh Đọc truyện Đêm Khuya mong nhận thêm nhiều sự ủng hộ của quý vị hơn nữa khi quý vị không quên đăng ký kênh để có những giờ phút thư giãn thoải mái từ kênh đọc truyện đêm khuya ngay bây giờ hồng huệ xin kể cho quý vị và các bạn nghe một câu chuyện tình đẫm nước mắt của tác giả bảo châu có nhan đề đêm ngọc lan hồng huệ tin chắc với những tình tiết éo le những nghịch cảnh và cả tình yêu đầy oan ức của nhân vật nữ chính trong câu chuyện sẽ khiến quý vị cùng khóc cùng cười với nhân vật nhưng sau cơn mưa trời lại sáng một kết thúc tốt đẹp đẹp như mơ sẽ làm hài lòng người nghe khi quý vị theo dõi không sót giây phút nào của chuyện ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe lật tới lật lui chiếc phong thư màu vàng sậm mà bên trong chắc chắn là một thiệp cưới sơn cố đoán vẫn không biết của ai bạn bè anh ở thành phố này đã đứa nào nói tới chuyện lập gia đình đâu nếu có chúng nó cũng loan tin thông báo trước chớ có đâu mà đủ một cái phát thiệp như vậy sơn khẽ lắc đầu cười có khi nào là thiệp mời của người yêu không nhỉ nhìn dấu bưu điện nha trang khánh hòa đóng trên con tem sơn không đủ kiên nhẫn chơi trò phỏng đoán nữa vơ cây kéo trên bàn anh cẩn thận cắt sát mép phòng bỉ hối hà kéo thiệp ra rồi hối hả đọc chán sơn vã mồ hôi khi thấy tên cô dâu chú rể thật là điên rồ đây không phải là trò đùa chứ sơn căng mắt lên nhìn thật kỹ tấm thiệp không phải rẻ tiền được in sẵn mà người ta chỉ cần điền tên địa chỉ hai họ ngày cưới vào rồi gửi đi đây là loại thiệp in như vàng thật đẹp giấy mùi trầm thơm phức với tên chú rể cô dâu địa chỉ nhà ngày làm lễ rồi địa chỉ nhà hàng nơi đãi tiệc hẳn hoi những con chữ còn lấp lánh kim tuyến nữa kìa đây không thể nào là trò đùa vậy thì là trò gì nhỉ sơn ngồi thử ra phòng máy lạnh mà người anh đẫm mồ hôi anh thật sự hẫng khi không hay không biết gì về chuyện cưới xin này mà có phải anh là người dưng nước lã đâu nhà chỉ có hai chị em chị xu thật đáng trách khi giấu anh để tự sắp xếp đời mình Tự ái làm Sơn nóng mặt, anh liếc mắt vào tên chú rể lần nữa. Thằng này Sơn còn lạ gì, nó từng là đối thủ của anh, vậy mà. Nuốt tiếng thở dài, Sơn đưa tay nhấp chuột. Công việc ngập lút đầu nhưng anh chả còn tâm trí để giải quyết. Anh nhìn vào điện thoại, có nên gọi về nhà không? Anh sẽ nói gì với mẹ và nói gì với chị Su đây khi tất cả vấn đề chỉ còn là thời gian? Sơn chống cảm nhớ về ngôi nhà ở khu mã vòng của gia đình mình. Cái khu luôn nghe tiếng còi tàu mỗi lúc ra vào ga. Cái khu buổi tối bán bao nhiêu là món ăn. Sơn đã lớn lên ở thành phố biển đầy nắng và gió ấy. Với anh, Nha Trang là cả một phần đời đẹp nhất mà cho dù đi đâu, anh vẫn không nguôi hoài nhớ. Tháng 6 là mùa của biển, Sơn đã đầm mình dưới biển xanh, gió đùa dọc bờ cát trắng bao nhiêu tháng sáu ở nha trang nhỉ chưa khi nào anh là một tổng kết anh lớn lên vô tâm như mọi thằng con trai khác cho đến khi con bé hàng xóm thường ngày luôn bị sơn bắt nạt nhẹ nhàng bước ra khỏi cuộc sống của anh năm tháng trôi qua anh chưa lần nào gặp lại cô bé ấy nhưng hình ảnh của ngọc lan luôn gắn liền với tuổi thơ của sơn nó khiến anh cứ nuôi hy vọng vào một điều gì như sự bất ngờ chẳng hạn Sơn hy vọng vào ngày đó anh bất ngờ gặp lại Ngọc Lan và anh cứ lặng lặng đợi chờ y như điều đó sắp xảy ra vậy Sơn bật dậy anh cảm thấy ngột ngạt trong căn phòng máy lạnh chạy rù rù hồi ức như một đoạn phim chiếu chậm bỗng lũ lượt kéo về Anh Ti Ti quay lại sững sờ đồ vô duyên làm người ta mất hồn con bé đó có đôi mắt đen tròn té ngắn kiểu mai ca đứng bên ngoài cửa sổ phòng ti sụ mặt gọi có một tiếng mà nghe mắng đến ba tiếng anh hàng tôm hàng cá vừa vừa thôi ti quê độ cậu dịu giọng nhưng chuyện gì con bé chớp mi anh trang trí tờ báo tường dùng na nha ti cười khẩy đi mà nhờ thằng đốm nó khéo tay lắm đây không rảnh na hơi nhõng nhẽo một chút anh đốm đâu khéo bằng anh em thích nét vẽ của anh hơn ti khoanh tay nhưng anh lại không thích vẽ màu biến đi cho người ta nhờ đàng quạo vì làm bài chưa xong đây nà nải nỉ em đâu có hối anh giúp na đi em lỡ nổ với mấy nhỏ bạn là anh ti vẽ rất oách rồi làm bài xong hãy qua phụ em nếu không thì thì thấy nhỏ na ngập ngừng ti gắt nếu không thì sao na liếm môi em đành nhờ anh đốm Điều đó cũng có nghĩa anh Ti là hàng dòm, Trong mắt mấy nhỏ bạn em, anh chỉ là cái bóng mờ, xếp sau anh đốm. Liếc Ti một cái, Na nói tiếp. Điều đó cũng có nghĩa thật sự anh chả có tài gì. Ai biểu, em nổ với bạn em, giờ thì dáng chịu. Ti nóng mặt, vớ vẩn, định khích tướng anh à. Anh chẳng quan tâm đâu, Na muốn nhờ ai, tùy. Na cười cười, dĩ nhiên em chỉ muốn nhờ anh nha vẽ dùng em nha, em sẽ đại anh bún bò để bô. Tì nuốt nước bọt, ai thèm bún bò mà dụ dỗ Na lém lỉnh, em nài nỉ, chớ đâu có đủ sức dụ dỗ anh. Hơi lâu rồi mình không ăn bún bò, em thấy thèm. Tì lầu bầu, mồm mép lúc nào cũng trơn tuột, không biết vẽ thì thôi đi, bày đặt tải khôn, nhận là báo tường rồi về đổ cho người khác. Anh đâu có mắc nợ em, sao chuyện gì em cũng đẩy anh vào hết vậy nà ngọt sớt. Anh là người tài hoa, mà người tài hoa thường rất đa đoan. Em sung phong làm cái đa đoan để anh phát triển tài hoa cho tụi bạn em phải tâm phục khẩu phục đến mức té luôn. Nói tới đó, Nà khúc khích cười, tì lử mắt, đúng là vô duyên. Bên nhà Na vang lên giọng phụ nữ, Na, mày mắc dịch mắc gió đâu rồi? Lè lưỡi, Nà chạy về phía hàng rào, leo sang nhà mình. Tì nhìn theo cô bé, cậu chợt thấy lo lo vì giọng rít lại đầy giận dữ của bà huệ thím của na bước ra sân ti đi về phía rào đứng bên đây cậu nhón chân nghe ngóng giọng bà huệ rít giữa hai hàm răng mà ti nhớ là khích dịch. đồ ngựa thượng tứ cứ hở một chút là mày sang đó tao nuôi mày đâu phải để mày đi ngựa nói mãi không nghe tao đánh cho mày nhớ đời ti tì nhói tim khi nghe tiếng thịt thịt vang lên lẫn với tiếng của bà huệ rủa đánh cho chừa không thì mày cũng theo trai như mẹ mày thôi đổ hư thúi trời ơi na là con gái bị đánh như thế da thịt nào chịu thấu trước đây thỉnh thoảng ti cũng thấy người na có vài chỗ bị bầm cậu hỏi lúc nào con bé cũng trả lời chót lọt nào là bị đụng đầu vấp té thậm chí con bé còn bảo là bị mèo chó cắn giờ thì ti biết con ma độc ác ấy là ai rồi. Bà Huệ thở hổn hển, mày đi học làm gì nữa, ở nhà tao kiếm việc cho làm. Nãy giờ, Na không rên gì van xin dù một tiếng, thì chợt nghe tiếng con bé nức nở, thím đừng bắt con nghỉ học, con xin thím mà. Hừ, dạo này trong nhà thế nào, mày biết rồi đó, tiền đâu mà nuôi mày hoài, chú mày chỉ giỏi nhậu nhẹt cờ bạc, không khéo ông bán luôn cái nhà này bây giờ. Bà Huệ gần từng tiếng. Đầu tháng này mày đi làm ở quán bộ sáu mập thay vì ở nhà để dù gì với thằng Ti. na bướng bình, đợi chú lĩnh về còn sẽ nói với chú. Ti nghe một cái bốp, rồi tiếng vật gì ngã xuống đất rất nặng. Quên ca sợ, cậu nhảy đại sang nhà Na. Căn nhà đóng kín cửa, Ti chả thấy gì. Chạy đến cửa sổ, Ti nhìn vào gọi to. Na, Na ơi! Bên trong im phăng phắc. Có lẽ Na và bà Huệ ở dưới bếp Ti chạy dọc hiên bên hông nhà ra phía sau. Cửa vào bếp cũng đóng. Ti bồn chồn gọi tên Na liên tục. Cửa bếp bật mở. Bà Huệ bước ra mặt sưng xỉa. Mày gọi con Na chi vậy? Tao nói cho mà biết. Nhà tao mới mất mấy chỉ vàng. Tao nghi con Na lấy. Mày suối nó phải không? Ti khựng lại. Cậu hoàn toàn bất ngờ vì đòn phủ đầu độc đáo của bà Huệ. Cậu ấp úng làm gì có, làm gì có chuyện đó ạ. À? Bà Huệ cười gằn Vậy thì xéo đi, tao cảnh báo mày, đừng dây vào con Na, không có gì tốt đâu. Mẹ mày không thích và tao cũng vậy. Nhưng Na đâu rồi, cháu muốn gặp Na có chút việc ạ. À? Bà Huệ hất hàm, việc gì cứ chứ, chưa nứt mắt đã bày đặt hẹn hò hả? Mày leo rào vào nhà tao bằng ngõ sau bao nhiêu lần rồi ti? Mày ra chưa? Không, tao là làng lên cho bằng nhục đó, Ti đành ấm ức nhảy trở về Cậu nấn ná lên hàng rào Chớ chưa vô nhà Không nghe tiếng bà Huệ Cũng không nghe tiếng Na Bị đánh như vậy Liệu con bé có làm sao không nhỉ Ti lo quá Nhưng không tìm ra cách để xem con bé có việc gì không Bụng dạ Ti nóng như có lửa Là con trai Cậu chưa bao giờ biết rủa ai Ấy vậy mà lúc này Ti không ngớt lầm bầm rủa bà Huệ Bà ta đúng là ác hơn cả tảo thị nhỏ na thật bất hạnh khi phải sống chung với bà ta tì chợt nghe có người gọi ơi ới ngoài đường chị huệ ơi bà tư sang chờ kìa chị đi không giọng bà huệ hối hả đi đi chớ tu qua liền tì mừng khấp khởi các bà tới nhà sang nhà bà tư chỉ để gây sòng đánh xâm hưởng tứ sắc bà huệ mà đi cầu đến khuya lờ khuya lắc mới về bà nói chú lĩnh bài bạc chứ thực sự bà mới đích thự là bác gái thằng bẩn. Thấy bà Huệ le te cắp nón đi ra, Tì thở phào. Cậu đợi bà khuất bóng là nhảy ngay qua hàng rào, chạy ào ra sau bếp. Tì gọi Na dối rít lâu lắm cậu mới nghe giọng Na nghẹn ngào. Tìm em chi vậy, em sẽ nhờ anh đốm. Anh Tì về học bài đi. Tì bực dọc, em ra đây coi. Na ngập ngừng, em không ra được. Tì quát như thường ngày cậu vẫn quát lấy uy với nà Tại sao vậy? Thím Huệ đánh em chúng đâu? Ra đây anh xem nhanh lên Bên trong lặng thinh Tì nổi cáu Không ra anh đập bể cửa đó Nà kêu lên đừng làm như vậy Dứt lời Nà đẩy mạnh cửa bếp Tì bước vào Cậu thấy Na đứng tựa vách tường, chán dính máu. Tì thẳng thốt. Trời ơi, bà Huệ định giết em chắc. Na lý nhí, tại em đụng đầu vào cạnh bếp chứ không phải tại thím huệ tì hậm hực chết tới nơi rồi còn bênh bà ta vừa nói cậu vừa lôi na ra ngồi xuống ghế bông băng để ở đâu nhà này làm gì có những thứ đó tì lại kêu trời cậu nhảy tót về nhà lôi qua bông gòn oxy giả thuốc đỏ băng keo khi tì quay sang na đã lau hết máu trên chán nhưng vết thương vẫn chưa khô tì mím môi Na ráng chịu đau một chút nghe Cô gật đầu với vẻ cam chịu Tì đổ oxy già lên vết thương Rồi lấy bông gòn lau Cậu xót xa Thế nào cũng có sẹo Mày là ở sát chân tóc Không thì thành dân mặt rỗ rồi Bà Huệ ác thật Bữa nay bà không thua cháy túi mấy kỳ đó Anh rùa bà Tào Thị vô lương tâm ấy Na mím môi làm thinh Nhưng nước mắt lại giàn rụa Khiến ti thôi không nói nữa Lòng cậu nhói đau từ bé đến giờ ngoài những lần đánh nhau với bạn bè ti chưa bao giờ bị đòn dù chỉ một roi bà mẹ cậu chủ trương dạy dỗ con cái bằng lời nói ti chưa từng trải qua nỗi đau thể xác nhìn na cố đừng khóc cậu nghe cay sống mũi ti hỏi còn đau ở đâu nữa na lắc đầu hết rồi ti gần nói dối anh đứng bên rào nghe hết trơn anh ghét bà huệ quá sức na nhìn ti Dẫu sao thím Huệ cũng nuôi em lâu nay, anh đừng ghét thím nha. Tì cọc lốc, anh ghét, bà ấy đâu phải thím anh. Giọng dịu xuống, Tì lại hỏi câu vừa hỏi, còn đau ở đâu nữa? Nà gắt, em nói hết rồi mà. Dứt lời con nhỏ đứng dậy bước đi, Tì nắm vai Nà kéo lại, ngồi xuống đó, Nà ré lên, ai ra? Tì thấy Nà nhăn mặt ôm vai, cậu cuống quýt, vậy mà nói hết, đưa đây xem. Nà lắc đầu, Tì nuốt nước bọt, mắc cỡ quái gì? Lỡ bị gãy xương vai thì sao? Nà nhắm mắt lại thút thít, Tì không biết phải làm gì, giá như có chị Xu ở nhà thì đỡ rồi. Cậu ấp úng đau lắm hả? Nà gật đầu, bà ấy đánh Na bằng gì vậy? Chỉ cây dầu vuông để gài cửa dựng góc nhà, Na nói, đó, bằng cái đó. Tì liếm môi, còn trúng chỗ nào nữa? Nà bật khóc. Sau lưng không biết mấy cái mà kể Nhưng cái trúng ngay vai là đau nhất Tại sao lại chảy máu đầu Thím xô em ngã vào khung bếp Đầu em đập vào đó mới chảy máu Tì hậm hực Vậy mà định giấu ngốc vừa vừa thôi Bà Huệ đánh toàn chỗ hiểm Không khéo gãy xương dập phổi thì chết Nà mếu máu Chớ em đâu biết làm sao Tì nghiềm mặt đưa vai anh coi Nà ré lên không được Tì chống lạnh Con nhỏ này ngộ à anh là người xấu nết nên em sợ phải không? Nà lý nhí, không phải. Tay run run, Nà cởi nút áo cổ rồi chạch vai ra. Ti thấy vai Nà bầm đỏ và sưng to lên. Ti phán một câu chắc nịch. Phải bôi dầu thuốc và xoa bóp cho tan máu bầm, chờ anh một chút. Nà ngồi im nhìn Ti chạy vội về nhà. Cô nghĩ đến viễn cảnh phải nghỉ học để làm việc ở quán bà Sáu Mập mà nước mắt cứ thi nhau rơi. Cô lạ gì cái quán sặc mùi rượu đó, tới đó phụ chạy bàn cho các bợm nhậu, thả chết còn hơn. Na tức tưởi khóc khi Ti bước vào, cậu thẳng thốt, "Đau lắm hả?" Na lắc đầu, Ti cau mày giận dỗi, "Sao lại khóc? Anh chẳng thèm nhìn vào người em đâu, tự em bôi dầu rồi xoa bóp cho mình đi, anh về đây." Na nhìn Ti, "Anh đừng về, em khóc vì chuyện khác." Ti liếm môi, "Chuyện gì?" Na nấc lên, "Em không muốn làm việc ở quán bà sáu mập." em muốn được đi học. Tì dỗ dành, anh biết rồi, chuyện đó từ từ hãng tính, bây giờ lo bồi dầu đã. Tì lắc chai rượu thuốc an triệu, rồi dùng tay thoa nhẹ lên chỗ bầm đỏ trên vai Na, người cậu nóng bừng khi chạm phải làn da mịn màng của Na. Bất chợt Tì đỏ mặt quay đi, rồi lại ngần ngừ nhìn vết bầm trên vai cô. Tì xót xa, đau không? Na gật đầu, Tì tức tối. Sao thím huệ lại ác vậy chứ? Chỉ vì lý do không muốn em qua nhà anh mà đánh em chối chết. Lúc nãy bà còn chơi đòn phủ đầu, vu cho anh là suối em ăn cắp vàng của bà. Thím Huệ giỏi vu khống thật, nhưng sao thím lại cấm anh và Na? Tụi mình có làm gì sai đâu? Na chớp mi không trả lời, ti cũng làm thinh, trong lòng hậm hực. Để chai thuốc rượu lên bàn ti căn dặn, em nhớ bôi dầu đó, anh về đây. Ngần ngừ cậu nói, đưa tờ báo tường, anh vẽ cho Na gượng gạo có cần không, vì đằng nào em cũng phải nghỉ học, mai em sẽ mang vào lớp giao lại cho tụi bạn Mặt ti đành lại không có chuyện đó đâu, anh sẽ nói với mẹ bà Huệ không ưa ba mẹ anh nhưng có vẻ nể, hy vọng mẹ sẽ can thiệp để Na được tiếp tục đi học, rồi còn chú Lĩnh nữa chắc gì chú đồng ý để Na đi làm, cứ nói với thím là chờ chú Lĩnh về đã mặt na tươi tỉnh hơn một chút mong là cô diệu nói thím em sẽ nghe tì ngập ngừng lâu nay em có gặp mẹ mình không nà gật đầu em có gặp hồi noel năm rồi nhưng em giấu nên chú thím không biết mẹ ra đây cả một tuần bà hẹn em ngoài biển gần đài liệt sĩ mắt na mơ màng mẹ đẹp và sang trọng lắm gặp em mẹ chỉ khóc làm em cũng khóc theo Em còn nhớ Noel năm rồi trời rất lạnh, biển mùa đông xám xịt, sóng rất lớn như muốn tràn cả lên đường Trần Phú. Mẹ đưa em vào khách sạn chỗ mẹ ở, rồi dẫn em đi ăn. Mẹ bảo muốn mua quần áo đẹp cho em nhưng sợ thím huệ biết nên thôi. Trước khi về, bà có cho em mấy chỉ vàng. Tì có vẻ thở ơ, vậy hả? À? Nà lại nói, em cất kỹ lắm, mẹ dặn không cho ai biết về mấy chỉ vàng ấy. Mẹ bảo để phòng thân. Tì nheo mắt. Sao em lại nói với anh? Nà nhìn Ti. Tại anh là người tốt. Ti nghe giọng mình lạ hoác. Chỉ vậy thôi sao? Nà ngẫm nghĩ. Anh hay nạt nộ, hay ăn hiếp Na. Nhưng em biết, anh thương chứ không ghét em. Ti nuốt nước bọt. Thằng đốm cũng tốt với em vậy. Nà nhìn Ti. Nhưng anh đốm đâu phải là anh. Ti ậm ự. Vậy không nói tới nữa, anh hứa sẽ giữ kín bí mật này. Nà ngượng ngùng. Kể cả chuyện anh bôi dầu bóp vai cho em nữa nha Dị thấy mồ Tì bật cười Ừ anh hứa mình ngoéo tay nè Na chớp mì Bỗng dưng ti thấy mắt nhỏ na long lanh thật đẹp Con bé chìa ngón tay út ra Tì móc ngoéo Ngay lúc đó tự nhiên cậu thấy mình quan trọng Ít nhất trong cái nhìn của nhỏ na Tì thì thầm Sau này lớn lên đi làm có tiền Anh sẽ lo cho na Anh không để bà Huệ hành hạ em nữa Na buồn bã biết chừng nào mới tới sau này hả anh ti em thấy sợ nếu phải nghỉ học nay mai ti vội trấn an tối nay anh sẽ nói với mẹ em đừng lo na gật đầu cô luôn tin tưởng vào ti lúc này cũng vậy cô tin ti lúc nào cũng ở cạnh để lo lắng cho mình trong mắt cô bé ti chính là chàng hiệp sĩ võ nghệ cao cường xuất hiện đúng lúc để giúp người cô thế như mình với na ti là số một Bà Diệu khoanh tay im lặng, lâu lắm tìm mới nghe bà nói. Mẹ không thích đụng vào bà Huệ, không thích một chút nào. Đây là chuyện riêng của gia đình họ, khó can thiệp lắm. Ti cố thuyết phục, mẹ phải nghĩ tới nhỏ Na, mẹ không thấy tội nghiệp Na sao. Mới lớp 11 đã phải nghỉ học, rồi sau này con nhỏ sẽ làm gì để sống. Bà Diệu nhìn Ti Mỗi người đều có số phận riêng, còn không thể buộc mẹ có trách nhiệm với việc con Na được học tiếp hay phải nghỉ học để tới phụ quán bà Sáu Mập. Mẹ chỉ có bổn phận và trách nhiệm với chị em con mà thôi. Tì bất bình ra mặt, đây không phải là cách sống mẹ từng dạy con và chị Xu. Mẹ thường bảo tự con cần có lòng chắc ẩn với cuộc đời, vậy lúc này lòng chắc ẩn của mẹ đâu rồi? Đang ngồi giữa móng tay, Xu lên tiếng, Sao em lại nói với mẹ bằng cái giọng gắt gỏng như vậy? Chị nghĩ lòng chắc ẩn cũng phải đặt đúng chỗ. Tì sụ mặt, nói như chị nghĩa là nhỏ na không đáng để mình quan tâm giúp đỡ à? Xù khỉnh khỉnh, chị không nói vậy, nhưng chị ngạc nhiên khi thấy em quan tâm tới nhỏ na hơi bị nhiều. Na không có cha mẹ. Em xem nó như đứa em, không được sao? Tì hơi đỏ mặt. Sù gật gù đó cũng là một dạng của lòng trắc ẩn, được, rất được nữa là đằng khác. Tì nổi cáu, thôi đi, kiểu móc méo của chị nghe thấy ghét quá, cứ thử nghĩ nếu rơi vào trường hợp của Na, chị sẽ khổ như thế nào. Dù cười nhạt, chị không thể rơi vào hoàn cảnh như nó được, bất hạnh của con Na xuất phát từ mẹ nó, gia đình mình và gia đình bên đó khác xa một trời một vực. Khó có hoàn cảnh khốn khó nào rơi vào gia đình nhà mình lắm. Bà Diệu lên tiếng, hai đứa không cãi nhau nữa chuyện con na mẹ sẽ tìm cách nhìn ti bà nói tiếp nhưng con phải hứa với mẹ một điều ti ngoan ngoãn mẹ cứ nói ạ à. bà diệu nghiêm nghị năm nay thi con phải dốc toàn tâm toàn lực vào việc học mẹ không muốn con bị chi phối bởi những chuyện như vậy hạ giọng bà bảo mẹ nghĩ rằng con nên bớt gặp gỡ trò chuyện với na bà huệ không thích đâu ti suýt buột miệng bà huệ cũng nói như vậy nhưng cậu đã kịp im lại. Lúc này đây cần phải để dễ bảo để cho mẹ còn giúp Na được tiếp tục đi học. Tì gãi ót, lâu rồi con có gặp Na, chuyện trò với nhỏ Na đâu, con nhỏ đó chán phèo. Xù bắt bẻ, vậy sao em biết nó phải nghỉ học? Tì phần bùa, hồi chiều bà Huệ vừa đánh vừa mắng Na, em nghe nên mới chạy qua can. dù trầm trọng, chả, anh hùng giữ ta. Bà Diệu nhấn mạnh, Mẹ dặn rồi đó, không to nhỏ kiểu bên này rào nói qua bên kia rào, thậm chí đứa này nhảy qua, đứa kia nhảy lại, khó coi lắm. Tì nóng mặt, cậu nhớ tới những lời của bà Huệ hồi chiều, sao người lớn toàn nghĩ xấu về bọn trẻ con như cậu và Na nhỉ? Cái hàng rào ấy có tự đời nào, hai đứa vẫn nhảy rào bao nhiêu năm, bây giờ bỗng dưng người lớn lại thấy khó coi. Tì giận dỗi, còn lớn rồi, đâu cần mẹ dặn nhiều như vậy bà Diệu nhỏ nhẹ, chính vì con lớn mẹ mới dặn. Ti ngắt lời bà, con hiểu rồi. Ti trở ra bàn học, cậu làm tiếp phần bài tập dở dang. Su ôm điện thoại để nấu cháo với một bà trong đám bạn cùng thi trượt mấy năm đại học, cùng vô công dỗi nghề giống mình. Buổi tối chậm chạp trôi theo tiếng còi tàu hỏa, tiếng còi tàu như dục rã lòng người. Bà Diệu nhìn ra cổng chép miệng, giờ nay vẫn chưa chịu về, công việc gì lắm thế không biết, thật khổ thân cho bà các con. Ti nhìn mẹ ái ngại, dạo này ba đi công trường ở Bắc Phú Khánh, nhiều khi không về nhà. Kỹ sư cầu đường rất vất vả, mẹ lo rồi trách bà cũng đúng. Xu gác điện thoại, đến bên bà Diệu, giọng hí hửng Mẹ, con đi với Kim Ngà một chút nha. Bà Diệu khẽ cau mày, đi đâu mới được chứ? Xu ậm ừ, Đi vòng vòng rồi vào quán chè chứ đi đâu cho khỏi thành phố này hả mẹ? Ở nhà hoài, con chán muốn chết. Tì chõ mồm vào, bà đi lấy chồng được rồi đó. Dù bĩu môi, chẳng tên nào ra hồn để tao ưng, cứ đi chơi cho sướng đã, chồng con chi ở tuổi này cho khổ. Bà Diệu nói, đi thì liệu giờ mà về, mẹ phải kiếm việc cho con thôi, nhất quá tam bà bận, năm nay là lần thứ ba, chắc gì con đậu đại học mà mơ. Dù tỉnh bơ, thì mẹ cứ tìm nhưng đúng việc thích hợp lương cao con mới làm bà Diệu cười nhạt không chuyên môn, không bằng cấp mà đòi hỏi quá mẹ cho con ra chợ ngồi bán bây giờ dù nhún vai mẹ bảo nhà mình tri thức ba đời sao mẹ lại bắt con nhà tri thức ra chợ làm con buôn nhỉ Tì lại xíu vào con buôn thì đã làm sao vẫn hơn con ăn bám gấp mấy chục lần dù sừng lên thằng này hỗn tao cho cái tát bây giờ Bà Diệu gắt, có thôi hay chưa, chị em gì cứ như chó với mèo, con Su đi đâu thì đi, rồi còn về sớm. Su xoa hai tay vào nhau, mẹ cho con ít tiền giản túi với. Bà Diệu bực mình, tiền đâu mà xin hoài vậy? Su gần cổ lên, cả tuần nay mẹ cho con đồng nào đâu? Bà Diệu lạnh lùng, mẹ hết tiền rồi. Su tỏ vẻ bất cần, vậy con không xin nữa, nhưng mẹ đừng hỏi con tiền ở đâu ra mà xài nha. Bà Diệu nhìn Su chân chối. Ai dạy con ăn nói kiểu đó vậy? Su cục mắt xuống rồi làm thinh dắt xe đi. Bà Diệu thở dài. Coi như đường học hành của chị Su tới đây là đứt. Nó còn ôn tập luyện thi cỡ nào cũng vậy thôi. Bà mẹ chỉ còn kỳ vọng vào con. Ti nhìn bà. Con sẽ cố mẹ đừng lo. Tốt nhất mẹ nên tìm cho chị Su một công việc. Bà Diệu gật đầu. Tới chỗ để điện thoại bà nhấn số tì nghe và biết bà đang hỏi để xin việc cho chị xu bà mẹ rất nuông chiều chị theo mẹ kể hồi bé chị xu ốm yếu bệnh hoạn luôn bởi vậy ai cũng cưng tới lớn xu tự xem mình là người được mọi người ưu tiên ưu đãi học thì lười ba mẹ hỏi tới thì bỏ ăn mất ngủ sụt cân suy dinh dưỡng dù biết chị xu đóng kịch để làm nư nhưng ba mẹ sót con nên cứ cho qua được nước dù ngày càng lấn tới chị luôn làm theo ý mình, xem ra bà mẹ đành bó tay thôi. Ti chợt nghe mẹ nhắc tới Na, điều này làm cậu ngạc nhiên. Mẹ tìm việc làm cho cả Na sao? Bà có hiểu lầm ý cậu không nhỉ? Mẹ kiến Ti thấy khó hiểu quá, cậu rụt rè hỏi khi bà Diệu gác máy. Sao mẹ lại tìm việc cho nhỏ Na? Bà Diệu thong thả đáp. Mẹ định tìm cho nó một công việc bán thời gian, nó sẽ đi học một buổi làm một buổi, chỉ có cách đó may ra bà Huệ mới để con bé tiếp tục đi học. Ti ngần ngừ, chỉ sợ Na không đủ sức vừa học vừa làm. Bà Diệu chép miệng, cũng đâu còn cách nào, phận không cha mẹ phải chịu cảnh thiệt thòi hơn người khác. Tiệm bán đồ mỹ nghệ ngoài biển đã đồng ý rồi, ngày mai mẹ sẽ nói với bà Huệ để nó làm. Ti dặn dò, mẹ nhớ nói khéo khéo nha. Bà Diệu lườm Ti, khéo như thế nào, con dám dặn dò cả mẹ nữa đấy hả? À? Tì vội nói, con chỉ ngại bà Huệ nghĩ con kể với mẹ chuyện bà ấy bắt con nhỏ na thôi học thì kỳ lắm. Bà Diệu khoát tay, mẹ phải có cách nói, còn khỏi lo. Chuyện của con là chuyên tâm học chứ không phải chuyện đàn bà con gái nhỏ nhặt tầm thường này. Tì làm thình, cậu không nghĩ như mẹ, với Tì chuyện của Na không thể là chuyện nhỏ nhặt tầm thường, Giữa hai đứa đã có bí mật riêng cơ mà. Tạm thời, Ti cứ lắng nghe chứ không cãi mẹ, chỉ hy vọng mẹ giúp được Na tiếp tục đi học. Được như thế Ti đã mừng lắm rồi. Lòng nhẹ nhõm, Ti cầm bút lên, cậu sẽ nghiêm túc chuyên tâm học cho mẹ vui và cả Na nữa. Còn bé đã lỡ nổ với đám bạn là Ti rất oách, cậu đâu thể làm Na thất vọng. Ti muốn mình là người hùng trong mắt nhìn của Na. Và của đám bạn con bé. Na kiên nhẫn chờ hai người khác nhỏ tuổi lựa mấy vòng cổ bằng đá, cô cậu chọn đã bao nhiêu món nhưng vẫn chưa ưng ý món nào. Na Nà thấy anh con trai lăng xăng bên cô bé chạc tuổi mình, cô bé mới kiều hãnh làm sao khi món nào cũng óng ẹo chê Na chớp mì bỗng dưng cô nhớ đến anh ti anh ti không ngọt ngào với Na kiểu như anh chàng bốn mắt đang nói lời mật ngọt với cô bé nhưng Nà vẫn thấy thích nghe cách anh hay quát hay nạt của anh Ti. Nà biết Ti vợ giữ dằn với cô, chứ thật lòng Ti không như thế. Ti vẫn luôn lo cho Nà đó thôi. Nà mỉm cười và khựng lại ngay vì nghe giọng con nhỏ chua lép. Tự nhiên cười, bán hàng gì vô duyên không thể mua nữa mình đi. Anh bốn mắt kêu lên, sao lại đi? Anh thấy sâu chuỗi đá này rất hợp với em. Còn nhỏ cong môi, nhưng em không thích tiệm này, mình qua chỗ khác mua. Gã con trai nhìn Na cười gượng gạo, làm ơn cất những món này rồi, cảm ơn em nghe, đừng phiền ha. Na cũng cười nụ cười rất gượng, dạ không có chi. Nhìn qua hai người rung răng rung rẻ bước qua đường về phía biển, Na nốt tiếng thở dài. Lâu rồi cô không được rảnh rang như vậy, và cũng lâu lắm rồi anh ti với cô không có dịp trò chuyện với nhau. Hôm dắt Na tới đây làm, bà diệu đã nói dạo này anh ti rất bận việc học chiếm hết thời gian của ti na không nên làm phiền ti bằng những chuyện như nhờ vẽ báo tường hay gặp ngoài rào để tán gẫu linh tính mách bảo na không phải bà diệu nói khơi khơi với cô như vậy mà bà không thích anh ti và na thân thiết như ngày xưa tại sao nhỉ na có làm gì sai đâu mắt cô cụp xuống buồn bã khi nhớ tới mẹ mình trong mắt nhiều người Mẹ Na là hiện thân của cái xấu, một phụ nữ bỏ chồng con để theo người đàn ông khác thường được xem là thứ vứt đi. Na vẫn còn nhớ lúc mẹ bỏ đi, cô đã 6 tuổi, cái tuổi có thể hiểu lờ mờ bi kịch của gia đình, cô đã khóc, đã bỏ ăn mà lan ra ốm. Cả mấy tháng trời sau đó, Na cứ ngẩn ngơ như mất hồn, Na hay lang thang một mình ra xóm vườn dương sau ga để nghe còi tàu hỏa để trông mẹ về và để nhìn mãi hai đường tàu song song mà không biết nó chạy về đâu cho tới bây giờ mỗi khi nghe còi tàu na vẫn nôn nao cảm giác mẹ sẽ về nhưng mẹ na đã đi mãi chỉ có nỗi buồn trở về thôi nỗi buồn như lúc nào cũng hiện hữu quanh na càng thêm tuổi cô càng thêm thấm thía sự bất hạnh mà mẹ đã để lại cho mình trái tim na như ứa máu mỗi khi nghe thím huệ mắng mình nhưng lại động tới mẹ. Bỏ chồng con theo trai luôn là câu ra giả của thím Huệ mỗi khi nổi cơn thịnh nộ. Trong suy nghĩ của mình, thím Huệ luôn có ấn tượng sau này lớn lên Na sẽ giống mẹ. Thím đã đóng vào cuộc đời còn rất ngây thơ trong sáng của Na một dấu ấn đen khủng khiếp. Người trong gia đình còn thế huống hồ gì người dưng. Bà Diệu nói xa nói gần như vậy là lịch sự, là tế nhị lắm rồi na phải biết thân biết phận đừng tự nhiên chạy sang nhà ti hay đứng bên rào réo anh như hồi còn bé thím huệ bà diệu và biết đâu chị xu anh ti cũng không thích như vậy người lớn lúc nào cũng chẳng nghiêm trang chững chạc lóc chóc lanh chanh như na chỉ tổ bị bắn vô duyên vô duyên như con nhỏ chảnh chọe kia vừa bắn na chẳng hạn cũng may tiệm chỉ mình na lỡ có bà chủ hay chị liễu ở đây chắc họ không để na yên đâu na ớn nhất cặp mắt soi mói của bà tuyến chủ xốp chuyên bán quà lưu niệm này bà ta rất ngọt ngào với khách nhưng với đám người làm công như na thì bà lại chua cay đến mức tận cùng na nghe nói trước mình đã có nhiều người xin thôi việc vì không chịu nổi những cơn nóng giận rồi trừ lương vô cớ của bà tuyến bà ta chuyên môn giận cá chém thớt còn cá bà tuyến giận nhưng không bao giờ dám chém là cậu con trai cầu tự tên dũng chính vì dũng mà bà bực mình cáu gắt nổi chút mọi bực dọc đó lên người làm na chưa bị họa lây kiểu đó lần nào có thể vì cô rất chăm và không cãi lời bà cũng có thể vì na được bà diệu giới thiệu nhưng dù vì lý do nào na nà cũng phải cố gắng để không mất chỗ làm tốt hơn ở quán bà sáu mập nhiều xếp lại những chiếc lược sừng cho ngay ngắn. Nà ngẩng lên khi thấy có người bước vào, không phải khách mà là cậu chủ Dũng. Cậu ta vênh váo, mẹ tao đâu? Nà nhỏ nhẹ, dạ cô tuyến xuống chợ đầm rồi. Dũng khịt mũi, xuống làm quái gì nhỉ? Em không biết. Dũng chỉ vào hộp để tiền, trong đó có bao nhiêu mày biết không? Dạ chỉ có mấy chục đồng lẻ để thối cho khách thôi. Dũng quát, còn này láo bán buôn gì từ sáng tới giờ chỉ được mấy chục lẻ. Nà nuốt nghẹn xuống, cô Tuyến mang đi cả rồi. Dũng lầm bẩm bà già chơi đều thật, chiều này gọi là phỗng tay trên, được lắm. Nhìn Na Dũng bảo, còn mấy chục thì đưa đây mấy chục. Nà ngần ngờ, đưa anh rồi tiền đâu để thối cho khách. Dũng nhúng vai, đó là chuyện của mày. Nà thẳng thắn, anh đã nói thế, em phải giữ lại số tiền lẻ này, anh thông cảm đợi cô Tuyến về. Dũng xà sầm mặt. Mày đùa với ông hả? Cho mày biết, bà già tao còn chưa dám nói thế. Màu đưa mớ tiền lẻ đây nếu không muốn vỡ mặt. Nà lắc đầu, em không đưa. Dũng sấn tới, nà lùi ra sau sát vách. Vì bị dãy tủ kính chắn ngang nên cậu ta không trộm chúng na. Miệng liên tục chửi thề, Dũng bước ra sau quầy, tới học tủ để tiền cậu kéo ra, nhưng hậu tủ đã bị na khóa cứng ngắc dũng rít lên mở ra không ta giết mày na lo lắng nắm chặt cái chìa khóa trong hậu có khá nhiều tiền chứ đâu phải chỉ vài chục đồng lẻ như na vừa nói dối na có thói quen bao giờ cũng khóa tủ cô khóa cho an toàn với khách lạ chứ không nghĩ tình huống thế này sẽ xảy ra ngay lúc đó anh chàng kính cận và con bé chảnh bà cố quay lại dũng vội đứng xích ra thở phào nhẹ nhõm, na díu dít, mời anh chị tự nhiên. Con bé bĩu môi, nghênh nghênh mặt, mắt nó hướng về phía Dũng đầy tò mò. Cậu vút tóc, giọng ngọt sớt, em mua gì, anh lấy cho. Con bé liếc anh chàng kính cận, rồi cố ý nũng điệu với Dũng, lấy cho em mấy chiếc vòng đồi mồi kia. Nà thấy anh kính cận đỏ bừng mặt, chỉ vào tượng quan công bằng đá anh ta bảo, cho tôi xem cái tượng đó. Nà gật đầu, cô nhón chân nhấc cái tượng cá nặng trên kệ xuống giá của nó không rẻ nếu bán được tiền chắc chắn sẽ lọt vào túi dũng nếu anh ta chịu trận với bà tuyến đã lấy số tiền đó thì đỡ cho nà ngược lại anh ta chối nà phải làm sao đây nà nghe anh kính cận hỏi có bớt không nà lắc đầu dạ không ạ à. dũng vọt miệng em mua đi anh bớt cho 10%. phần nà nhằn nhó sao lại bớt ạ à? cô tuyến sẽ mắng em đó Dũng cười rồi Bữa nay sinh nhật anh bớt cho khách chút ít lấy hên Mẹ không mắng đâu Nà biết Dũng cố tình giảm giá Để bán được hàng Rồi lấy tiền Anh ta mà cầm được Thì làm gì còn tiền đến mức Đợi bà Tuyến về Bữa nay nà kẹt cứng rồi Chắc chắn bà Tuyến sẽ nổi cơn tam bành khi biết chuyện Nhỡ bà bắt Na phải bù tiền vào khoản Dũng lấy đi bằng cách trừ lương thì sao? Bức tượng quan công cưỡi ngựa tay cầm đao dài thật oai nghiêm này có giá nhiều hơn tiền lương một tháng của Na. Nếu bà Tuyến làm thế thì coi như có làm không công cho bà rồi. Lòng Na nóng hơn lửa đốt, cô vái trời cho bà Tuyến mau về. Nhưng trời cao lắm, không sao nghe được lời vái thầm của cô. Con bé chảnh hỏi, thế em mua trang sức có được bớt không anh? Dũng gật đầu chắc nịch, bớt chứ, em mua nhiều đi, anh vừa bớt vừa tặng thêm một món hàng độc nữa kìa. Con bé cười tít mắt, buồn bán như anh mới giữ được khách, chứ ai như người kia chật. Thấy mà chán. Dũng liếc na, miệng xoèn xoẹt. Nó là người giúp việc ít học lại hơi đần. Em cho anh xin lỗi nếu có làm gì khiến em không thích. Con bé phán một câu chắc nịch, đuổi hắt nó cho rồi. Anh chẳng cận cau mày. Em tới mua hàng thôi, sao lại nói kỳ vậy? Dũng hấp hái mắt, khách hàng có quyền góp ý, anh hoàn ngành ý của em. Hết tháng này, em sẽ không còn thấy con ngố đó nữa đâu. Anh xin hứa với thượng đế như vậy. Con nhỏ chảnh vênh váo, nói với anh bốn mắt. Thấy lời của em nặng ký chưa? Để anh lúc nào cũng bất đồng ý kiến với em. Nà nuốt nước bọt, cô không hiểu sao mình bị nhỏ đó ghét thậm tệ như vậy. Phèn này, Nà khó yên thân rồi. Con bé Bảo Dũng đưa cho xem mấy chuỗi hột đá lúc nãy nó đã xem, rồi chọn ra năm chuỗi, nó khoe, em mua để gửi qua Mỹ đó. Dũng trầm trồ, em đúng là có mắt thẩm mỹ. Mỹ chuỗi đá đó là đẹp nhất. Đi khắp hết Nha Trang này cũng không tìm ra những chuỗi đẹp như vậy. Còn bé phỏng mũi, em biết chứ. Thế anh tặng thêm em món gì nào? Dũng dành mà, em cứ mua xong đi đã. Quả tặng đâu có cánh, em không lo nó bay. Anh kính cận bảo Na, gói cho tôi tượng quan công này. Na lấy hộp ra, rồi cẩn thận đặt tượng vào, cố chêm giấy xung quanh trước khi gói lại. Con bé chảnh đẩy mấy sâu chuỗi về phía na, gói mớ này luôn, cho đẹp à nhé. Dũng ngọt sớt, anh sẽ trừ phần trăm cho hai em. Với tay lấy máy tính, Dũng nhấn số thành tiền. Na giàu hết sức, cô biết mình không thể tranh nhận tiền của khách trước Dũng được. Dũng đưa tờ giấy tính tiền cho anh kính cận, anh chàng lấy ví ra. Na lách ra đứng trước Dũng, Cô đành lì mặt nói Anh đưa tiền cho em nè Dũng gắt Cái con ngốc này bất lịch sự quá Hàng chưa gói xong đã đòi tiền khách Mùa bán kiểu này ai chịu cho nổi Xéo ra coi Quay sang hai cô cậu Dũng bảo Anh xin lỗi hai em nha Lấy ra một vòng đeo tay bằng đá màu hồng Dũng nói tặng em Con bé khoái chí Cảm ơn anh hào phóng thật Nà than trời trong bụng Hào phóng kiểu này chắc bà Tuyến phải bán tiệm luôn vì con trai quá. Cầm tiền trong tay, Dũng vành mặt lên. Lần sau, hai em cứ ghé đây, anh sẽ bớt cho. Tiễn hai người khách ra khỏi tiệm xong, Dũng quay vào lo le mấy tờ bạc trên hai ngón tay. Mày thấy cậu chủ mày tài chưa? Thửa lúc Dũng hiu hiu tự đắc, nà trộm tới trộm nhanh mới tiền trong tay anh ta. Dũng gầm lên, đưa đây. Nà cường quyết, không đưa, cô Tuyến sẽ mắng em, Dũng điên tiết, còn tao sẽ đập vào mặt mày, cái nào đáng sợ hơn? Dứt lời, Dũng sấn tới khiến Na lui vào tường. Cô xiển niệm về cái tát như trời sáng của Dũng, mắt mũi hoa cả lên, nhưng Na vẫn nắm chặt cứng tiền. Cô biết chắc nếu Dũng lấy số tiền này, bà Tuyến sẽ trừ vào tiền lương của cô. Không có lương mang về, thím huệ bắt Na nghỉ học ngay. Nếu không được đi học, Na không thích sống nữa. Chính vì vậy bằng mọi giá cô phải giữ được tiền thật may cho na bà tuyến chợt về tới thấy na với dũng đang giằng co bà nhảy dựng lên chúng bây làm trò gì thế hả đây là chỗ tao buôn bán mà na thợ hảo hẹn anh dũng lấy tiền trong quầy con không chịu nên nên bà tuyến quát na im đi tao hiểu rồi dũng hậm hực bước ra người ở của mẹ giỏi lắm nó dám cãi lời chủ đấy giọng bà tuyến ngọt ngào muốn gì thì cũng phải đợi mẹ về Dũng lạnh tanh, ai biết mẹ đi đâu mà chờ. Bà Tuyến hạ giọng, mẹ xuống chợ rồi về chứ có đi đâu, nào con muốn bao nhiêu mẹ cho. Dũng búng tay, một tờ một trăm thôi. Bà Tuyến cười méo xẹo, mẹ đâu có sẵn đô, con cầm tạm năm trăm ngàn vậy. Dũng cười nhạt, chưa được năm chục đô, mẹ nghĩ sao vậy, con không rẻ thế đâu. Bà Tuyến nghiêm nghị, thế thì thôi, mẹ đang thiếu tiền lấy thêm hàng, nên không đưa nhiều cho con được dũng chống nạnh mẹ coi tiền nặng hơn con chứ gì con đi mẹ đừng kiếm mất công nha thấy dũng dợ bước bà tuyến dối lên đây này một triệu không cần thì thôi trời con ạ à. dũng xoa hai tay ít ra cũng có cỡ này trong túi cho bạn nó không dám khinh mà mẹ cũng thơm lây chứ bà tuyến chép miệng gớm mẹ không dám thơm lây từ con đâu dũng tự đắc dần có máu mặt ở Nha Trang toàn gọi con là cậu hai quang tuyến chớ đâu gọi con là Dũng đi tới đâu là con quảng cáo không công cho tiệm của mẹ tới đó mẹ còn muốn gì nữa cha mẹ càng giàu con cái càng xài sang túi còn mà rỗng thì thiên hạ cười mẹ bà tuyến lắc đầu xài tiền rồi còn kể công nữa tôi sợ cậu hai quá rồi cậu hai quang tuyến hà Dũng ném cái nhìn căm ghét về phía na con muốn mẹ đuổi nó. Bà Tuyến nói, chuyện này mẹ không chiều con được, gì Diệu gửi nó đấy. Dũng nhét tiền vào túi áo, vậy mẹ liệu dạy dỗ nó, hồi nãy nó mới ăn một bàn tai của con thôi, như thế là hơi ít, hử, con gái gì lỉ như trâu. na trực ứa nước mắt vì những lời thô lỗ của Dũng, mà tốn nước mắt với hạng người như anh ta làm chi, với mẹ mình Dũng còn thế kia mà. Bà Tuyến nhìn Na, mặt còn in rõ năm ngón tay kìa. Cái thằng khỏe thật. Mà này, còn đừng có nói lại với cô Diệu nghe chưa? Nà Lý Nhí, dạ, nhưng cô vẫn cho con làm chứ. Bà Tuyến thở dài. Anh Dũng nhất thời nói vậy cho hả giận thôi, cô đuổi con làm gì? Nà ngập ngừng, con chỉ sợ anh lại đòi tiền rồi lại bạt tai con nữa. Bà Tuyến trấn an, sẽ không có chuyện đó đâu, cô sẽ bảo Dũng, bây giờ phụ cô kiểm lại hàng rồi hãy về. Nà ngoan ngoãn, vâng ạ. Thật tỉ mỉ, cẩn thận, Nà lấy sổ ra ghi lại số lượng từng mặt hàng còn trong tủ kính. Bà Tuyến vốn kỹ lưỡng, cứ mỗi cuối tuần bà đều cho kiểm kê hàng, đó cũng là cách kiểm tra người làm. Thường Na ở tiệm buổi chiều, buổi sáng do chị Liễu cháu ruột bà Tuyến trong tiệm. Liễu cũng chẳng ưa gì Dũng, chính chị ấy cảnh báo với Na về cậu chủ tiêu tiền như rác chứ ai. Và cũng chính chị Liễu cho Na biết, bà Tuyến sẵn sàng trừ lương người làm nếu có thất thoát. Điện thoại reo, đang nhấn máy tính để tính chi thu, bà Tuyến cau mày trước khi nhấc máy, giọng bà hốt hoảng khiến Na phải ngẩng lên. "Hả? Cái gì? Ôi trời ơi là trời, nó làm sao? Trời ơi, trời ơi." Na nghe bà Tuyến kêu trời mà rợn óc, cô không đoán được chuyện gì đã xảy ra khiến một người có máu lạnh như bà phải mất bình tĩnh đến thế. Nà thấy bà buông ống nghe, mặt tái xanh tái mét, ôm ngực bà Tuyến phèo phào. Điện thoại cho chị Liễu biết thằng Dũng bị xe đụng nặng lắm, rồi đi vào bệnh viện với cô nhanh nhanh. Nà gật đầu, vâng vâng cô bình tĩnh. Nà chưa nói dứt câu, bà Tuyến đã xỉu cái đùng. Không biết làm sao, cô đứng trơ trơ ra. Mấy giây sau, Nà mới vực bà Tuyến lên ghế và hối hả gọi điện thoại cho Liễu. Dù ghét cay ghét đắng cái cậu chủ tóc xoắn tít ấy, Nà vẫn vái trời cho nó không bị nặng. Nếu không, với cái tật giận cá chém thớt của mình, Nà khó lòng yên thân với bà Tuyến. Tì đứng bên này hàng rào đưa tay lên miệng mút chuột thật to, nhưng không thấy Nà già. Con nhỏ này bị lãng tai rồi chắc. Tì bực bội đi tới đi lui, nhưng không dám nhảy vào vì có chị Xu ở nhà Tì lại mút chuột thêm cái nữa rồi liếc vào nhà mình xem bà su đâu Tì lại mút chuột thêm cái nữa rồi liếc vào nhà mình xem bà su đâu bà chú nhiều chuyện ấy mà thấy cậu sủ sỉ với Na thì chỉ rách việc quay lại Tì thấy Na mái tóc của con bé ướt rượt chắc nó vừa tắm xong bước vội đến rào Na hỏi gọi em hả bỗng dưng Tì bực mình cậu cọc lốc chứ không lẽ anh gọi con mực làm gì lâu vậy Nà vô tử đáp Em đang gội đầu Làm sao ra ngay được Ti đưa cho cô một bịch xốp Xoài sống nè Mắt nà sướng lên Ở đâu anh có Ti ngàng ngàng bạn cho Trong đó có mấy quyển mực tím Ngồi quầy buồn thì đọc Nà xịu mặt Em sợ không rảnh để đọc quá Ti kêu lên Chà tiệm của bà Tuyến đắt dữ vậy sao Nà lắc đầu Không phải nhưng khó mà rảnh lắm không có khách, em phải làm gì? Sỏ sâu mấy cái vòng cổ bằng vỏ ốc hả? Hay trả mấy tượng bằng đá non nước? Nà nhún vai, anh muốn nghĩ sao cũng được, chỉ tóm lại em bận lắm. Tì cọc lốc, trả mấy quyển mực tím đây. Nà trợn mắt, ơ, em sẽ đọc ở nhà. Tì bắt bẻ, bộ ở nhà em rảnh hả? Thế nào thím huệ cũng hỏi chuyện của ai rồi mắng xa mắng gần luôn cả anh anh ghét kiểu bắn mò chua như giấm của bà ấy lắm. Nà nhằn nhó, con trai gì nhỏ mọn quá, hở tí là ghét người này không ưa người nọ, kỳ. Ti vênh váo, ờ, à, tôi nhỏ mọn vậy đó. Nà nhìn Ti, dạo này anh khó chịu quá, lâu lâu em mới nói chuyện với anh một lần, vậy mà cứ hầm hừ, cứ cọc lốc, rốt cuộc ở đâu em cũng toàn nghe những lời ê ẩm lỗ tai. Ti hơi quê, cậu làng đi bà tuyến hay nặng nhẹ na lắm hả na buồn buồn cô tuyến thì không đến nỗi nào nhưng con cô ấy mới khó chịu em đến khổ vì hắn ta ti cau mày thằng dũng phải không na gật đầu anh biết hắn hả ti nói sao lại không thằng đó quậy cả trường ai không biết tiếng nhưng nó ra tiệm làm gì nhỉ na chép miệng anh dũng ra đấy vòi tiền nói tới đó Nà chợt nhớ tới cái tát của Dũng rồi những lời anh ta nhục mạ mình. Cô không nên kể với Ti những chuyện này, bất công phiền muộn. Ti hỏi ngay, thế em có đưa cho nó không? Dạ không, bởi vậy mới khổ vì hắn. Ti có vẻ suy nghĩ, một lát sau cậu nói, rồi cũng tới lúc Nà phải đưa tiền cho nó, tốt hơn hết em nghỉ làm cho xong. Nà kêu lên, nghỉ ở đó chắc em phải ra quán bà Sáu Mập, không được đâu, Cô Tuyến đã hứa sẽ không để anh Dũng ra tiệm quấy nữa. Anh ta vừa bị xe tông, chẳng đi đứng gì được. Tì ngắt lời na, chẳng lẽ nó nằm một chỗ suốt đời. Cô Tuyến hứa là một chuyện. Nó vòi tiền là một chuyện. Cái thằng đó sẵn sàng đánh em để lấy tiền. Bất giác na đưa tay lên má. Tì nhìn cô chân chân. Nó đã đánh em phải không? Na lắc đầu thật nhanh. Đâu, đâu có. Tì gằn thật không? Na nuốt nước bọt, thật, bộ em dễ bị ăn hiếp lắm hả? Tì bứt rứt, lẽ ra hôm mẹ giới thiệu em tới làm cho bà Tuyến, anh phải nhớ ngay cái thằng côn đồ ấy để ngăn mẹ lại. Chật, sao anh lại quên nhỉ? Lỡ như nó ham dọa, sẽ dùng nắm đấm bắt em đưa tiền thì sao? Na nói cứng, em cũng có cách đối phó chứ. Tì hất hàm, cách nào? Na Nà ấp úng, tạm thời em chưa nghĩ ra. Tì cười khẩy. Lúc em nghĩ ra được thì đã tiền mất tật mang, chắc anh phải dạy em vài miếng võ phòng thân quá. Nà cười cười, em biết võ bảy trọ là được rồi. Ti ngạch mặt ra, võ bảy trọ là võ gì? Nà lém lỉnh, là võ bỏ chạy đó, 36 kế chạy là thượng sách, không phải sao? Ti lườm nà, hử, chỉ giỏi lách trách cái mồm, thôi anh vào làm bài đây. Ngần ngừ Ti dặn dò nếu thằng dũng quắn ăn hiếp em em phải cho anh biết anh sẽ dạy dỗ nó tới nơi tới chốn nhớ đó na gật đầu em nhớ rồi na cầm bịch xoài vào nhà cô thích xoài vừa chín tới chua chua giòn giòn ngọt ngọt và ti hay chạy tới nhà bạn hái về cho na nà. lần nào nhận xoài cô cũng vờ hỏi ở đâu anh có để nghe ti trả lời bạn cho những câu hỏi những câu trả lời như thế đã được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, xong lần nào na cũng thích nghe. Vào nhà, na lấy bài vở ra học, cô phải tranh thủ để lát nữa còn đi làm. Na thở dài, hai tiếng đó, hai tiếng đi làm đó nghe sao sao ấy, na không muốn bạn bè biết mình. Na không muốn bạn bè biết mình phải vừa học vừa làm. Trừ nhỏ Trang bạn thân nhất, na không hé môi với ai khác. Cô không muốn bị nhìn bằng ánh mắt tội nghiệp, dù cô vẫn thường xuyên bị nhìn như thế mỗi khi giáo viên chủ nhiệm đề cập tới trường hợp học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn cần được bạn bè quan tâm giúp đỡ. Na mím môi nghĩ sang chuyện khác. Sắp kiểm tra học kỳ 2, cô phải học bài thôi. Trưa nay thím Huệ không ở nhà, Na đi học về phải vội vã nấu cơm ăn cho kịp. Cây trứng luộc dằm nước mắm và trái dưa leo là thực đơn trưa của Na cũng may là còn cái trứng bằng không chắc cô chỉ có nước mắm dạo này thím huệ mê đánh tửu sắc quá sức ngày nào thím cũng đi từ sáng sớm tới khuya mới về được bạc thì không sao chớ thua ấy hả cầm chắc là bị chỉ chiết mắng mỏ những lúc đó na chỉ khóc và nghĩ tới mẹ mẹ đẹp đẽ sang trọng giàu có nhưng bà lại bỏ mặc na khốn khổ như thế này trong mắt nhiều người mẹ thật đáng khinh đáng trách nhưng na chưa bao giờ trách mẹ cô luôn tin rằng mẹ rất thương mình song vì hoàn cảnh mẹ không ở bên cô được na giật mình khi nghe giọng the thế của chị xu vang lên bên hàng rào na na ơi để vở lên bàn cô chạy vội ra mặt chị xu sừng sỉa khó chịu bà quang tuyến nhắn mày sớm ra coi tiệm cho bà đi công việc đi bây giờ lại được rồi đó na lý nhí cảm ơn chị dù bĩu môi ơn huệ gì không dám có lần hai đâu ai ở không nghe điện rồi chạy ra đây kêu réo mày dứt lời xu kéo dép lẹp xẹp về nhà na cũng trở vào phòng vậy đó phận làm công chỉ xé một tiếng là chạy có cờ bữa nay đâu phải lần đầu bà tuyến bắt na ra tiệm trông sớm như vậy chị liễu còn phải lầm bầm trách gì ruột của mình bóc lột sức lao động của người khác mà không trả thêm tiền kia kìa dắt xe đạp ra, Na đạp dọc theo đường Thái Nguyên ra phía biển. Mùa này biển xanh lắm, Na vẫn thích nhìn màu xanh của biển ở cuối đường. Cái màu xanh ấy dịu mắt làm sao? Nó có thể khiến tâm hồn Na bình yên trước mọi cái ồn ào xô đẩy của cuộc sống. Tới cửa tiệm, Na đã thấy bà Tuyến đứng, giọng bà cộc lốc, trong tiệm cẩn thận đó. Na dắt xe vào tút bên trong, chị Liễu ngồi chống tay, mặt trầm vầm khiến Na ơn ớn, Cô e rẻ, chị về đi. Liễu nhìn Na, chị nghỉ việc rồi, em dáng làm một mình nha. Na kêu lên, chuyện gì vậy, sao chị lại nghỉ? Liễu tuôn ra một tràng, chị chịu đời hết thấu rồi, dì tuyến càng lúc càng quá đáng. Na không biết đâu, hôm qua thằng Dũng phóng xe quẹt phải bà bán xôi trên đường xin nó gãy chân là đáng đời. Tội bà già, bị chảy xước tùm lum ê ẩm cả người phải nghỉ bán cả tuần. Chị thấy vậy mới nói gì, Tuyến nên gửi bà cụ ít tiền để thuốc men bồi dưỡng. Lúc đó dì gật đầu, chị liền đưa bà cụ mấy trăm ngàn. Ai ngờ bữa nay dì lại mắng bảo rằng chị xài hoang, xài vào chuyện không cần thiết rồi trừ vào lương tháng. Em nghĩ coi, có ai ăn ở vô hậu như vậy không? Nà khá bất ngờ trước những gì vừa nghe, cô ngập ngừng. Chắc cô Tuyến nói thế thôi, chớ, chớ. Liễu cắt ngang lời Na, cũng không ai đi nói như vậy, Chị không nể ai trọng đồng tiền hơn con người dù đó là gì của chị. Rồi em coi thằng Dũng sẽ phá sạch cái gia sản này bây giờ. Em phải rẻ chừng nó. Thằng ấy hoang lắm. Nếu tìm được việc khác dù ít tiền hơn em cũng nên nghỉ ở đây cho rồi. Vơ cái túi sách đeo vào vai liễu nói chị về đây dáng nhớ những gì chị dặn. Nà gượng gạo. Vâng em nhớ. Nà bẩn thần nhìn theo liễu. Cô thấy chỗ làm của mình thật quá bấp bênh, điều đó cũng có nghĩa chuyện học hành của cô cũng bấp bênh không kém na sợ phải nghỉ học lắm nhớ tới chuyện học cô vội lôi vở trong túi sách ra bài sinh dài ngoằng cô chưa thuộc lấy một chữ sẽ làm kiểm tra vào ngày mai giờ này giữa trưa chả ai đội nắng đi mua sắm na có thể an tâm gạo bài nhưng chưa gạo được bao nhiêu đã có người vào tiệm thấy mặt người đó na chợt bối rối Cô cố làm ra vẻ tự nhiên. Anh đốm đi đâu vậy? Đốm không trả lời. Cậu ta nhìn giáo giác khắp tiệm rồi tẳng hắng. Thì ra nà làm ở đây. Hôm trước nghe cô Huệ nói em đi làm nhưng anh không biết chỗ. Nào ngờ tiệm này của thằng Dũng quán bạn cùng lớp với anh. Nà ấp úng Vậy hả? Anh tìm anh Dũng hả? Đốm lắc đầu. Anh tìm em. Nà buột miệng. Chi vậy? Đốm gãi ót anh muốn mời na đi ăn chè đậu ván em mắc bán mà chừng nào na về chứ không phải bây giờ na lắc đầu không được thím huệ sẽ mắng em đốm mà mãnh ai bảo na nói với cô huệ làm gì na nghiêm mặt em không đi đâu anh đừng bày đặt rủ dê dị lắm đốm cười nhạt em thích đi với thằng ti chứ gì na ấp úng em không thích đi với ai hết anh đừng có nói bậy đốm nhìn cô bé anh chỉ hỏi thế thôi làm gì na sợ dữ vậy thẳng ti bận đi với bồ thời gian đâu để đi với em na nhìn đốm cô định hỏi bồ ti là ai nhưng đã kịp thời miếm môi lại anh ti lớn rồi thế nào cũng phải có bồ chứ vớ cây chổi lông gà na quét quét lên mặt tủ kính một cách vô thức đốm bắt lỗi em đuổi khéo anh đấy hả na dừng tay xin lỗi em không có cố ý mà anh không đi học thêm sao? Đốm ưỡn ngực, anh đầu rốt như thằng Ti, hở một chút là học thêm, học thêm, học học thêm. Nà khó chịu, sao anh biết anh Ti rốt? Đốm nhún vai, nhìn mặt, nó mà khôn hơn ai? Nà làm thình, cô thấy ghét đốm quá chừng, anh ta dám chê anh Ti trong khi bản thân chẳng ra làm sao hết. Đã thế, Nà không thèm nói chuyện với đốm nữa đốm nhấc một con ốc gai to lên trồng cây thế này ai lại bỏ tiền ra mua nhỉ đúng là giống như vỏ ốc Nà nhỏ nhẹ nói như anh chắc em mất việc vì mẹ anh dũng phải dẹp tiệm quá đốm thản nhiên cầu mong tiệm này dẹp cho rồi anh sẽ giới thiệu em làm việc khác ba anh quen thiếu gì Nà vội vàng bảo cảm ơn làm chỗ này em thấy được rồi dứt lời na làm thinh Cô mong đốm biến sớm chừng nào tốt chừng nấy Nhưng dường như không quan tâm tới sự im lặng của Na Đốm lại múa võ mồm Tiệm này nhỏ xíu, lương chắc không có bao nhiêu Đã đi làm phải chọn nơi chứ Công sức bỏ ra phải được trả công xứng đáng Cánh cửa thông ra nhà sau tiệm bật mở Dũng chống nạn cải nhắc bước ra Mặt một đống như đang tức tối ai đó Dũng ném về đốm cái nhìn hàn học Ê, Mày tới dụ người ở nhà tao đi chỗ khác làm hả? Chó đốm. Nói cho mày hay, đừng dẫn mặt với Dũng quán nghe. Đốm chừng mắt. Ai là người ở của nhà mày? Ăn à nói lịch sự chút đi. Dũng cười khẩy. Lịch sự con mẹ gì? Người ở thì gọi là người ở, chứ không lẽ gọi là cô là bà. Mày nghe tao sai biểu nó đây. Tẳng hắng một tiếng Dũng cao giọng Nà, đi mua cho tao tô mì quảng. Nà chống chế. Em mắc coi tiệm, Dũng lừ mắt, tiệm để cho tao, không biến mất đâu mà mày sợ. Nà nút nghẹn xuống, nhưng mà... Rộng cây nạng xuống đất một cái thật mạnh, dũng quát, không nhưng gì hết, đi ngay. Nà nghe hai má đỏ bừng, tim đập thỉnh thịch vì phẫn uất Cô biết Dũng muốn hạ nhục cô trước mặt đốm cho bỏ khét, cho ra mặt ta đây là chủ. Đốm rít lên, còn trai như mày hèn lắm. Dũng khỉnh khỉnh, Hèn cũng được, sang cũng được, miễn có còn ở để xài là sướng rồi. Mày động lòng hả cho đốm, hay mày ganh tị với tao? Nhìn mặt mày tao thừa biết mày mê tít con Na nên mới vào tiệm nhà tao để tán tỉnh. Đốm gườm gườm, mày không xứng đáng là tay chơi đâu dũng quắn. Dứt lời, đốm bước ra khỏi tiệm. Na cũng ra theo, lòng nặng trịch với những gì vừa nghe. Cô nhăn nhó trách đốm, anh chỉ gây phiền phức cho em. Đốm ấm ức. Nếu không nghĩ tới Na, anh đã cho nó một trận. Na nhìn đốm phóng xe đi mà thở dài. Anh chàng nào cũng muốn thể hiện chất người hùng. Chỉ khổ thân Na là kẻ ở giữa. Tới quán mì quảng gần đó, Na đứng đợi thay vì chờ người ta mang tới tiệm. Na thừa biết tánh ý dũng. Anh ta thích đỉ Na cho bỏ ghét. Cô không bưng mì về thì còn tiếp tục mệt cho đến hết buổi làm việc. Na vừa vào tới cửa tiệm, Dũng đã ra lệnh để đó rồi nhắc kế lại cho tao. Nà đặt tô mì lên bàn, nhắc kế lại theo đúng yêu cầu của Dũng. Vừa xỉ sụp ăn, Dũng vừa chỉ chiết. Tại mày mà hôm đó tao bị xùi xẻo. Hừ, nếu mày chịu đưa tiền sớm tao đi sớm thì đâu gặp vận hung đến mức chống tó thế này. Nhìn cái mặt mày, tao chỉ muốn bụng. Nà mím môi làm thinh, một sự nhịn chín sự lành. Cô tự nhủ như vậy, nên ngồi im mặc kệ Dũng vừa ăn vừa hỏi. Sao mày quen với thằng chó đốm vậy? Nhà em gần nhà anh ấy. Có sát vách không? Không. Tiếc hỉ. Rồi cậu nghêu ngào hát. Ước gì nhà mình chung vách. Hai đứa mình dở vách ngủ chung. Nà tức đỏ bừng mặt. Anh hát bậy. Dũng cười hô hố. Nhà hai đứa bay có chung vách đâu mà lên tiếng. Hay tại tao hát bậy mà đúng ý hai đứa bay? Nà nắm chặt hai bàn tay lại Cô không thể đôi co với Dũng Tốt nhất vẫn là nhịn nhục Nhưng Dũng đâu có để cô yên Búng tay cái chóc cậu ta bảo rót cho tao ly nước lạnh Nà lặng lặng làm theo Khi bưng nước ra Cô thấy trong tiệm có hai ba thanh niên Chạc tuổi Dũng đang đi vào Quanh các tủ kính đựng hàng Nà đưa nước cho Dũng Và nhận từ cậu ta cái hất hàm Vào trong đi Nà còn ngần ngừ một thanh niên mặt đầy trứng cá đã nói cứ để con nhỏ ở đó mày kêu nó vào làm gì dũng ra vẻ bình thản nhưng nà nghe như giọng cậu hơi lạc tao không thích cái mặt nó quay sang nà dũng quát biến đi nà nhìn đám thanh niên cô chợt chột dạ vì những ánh mắt dữ dằn của chúng thay vì vào trong nhà cô bê tô mì quảng lên em đi trả tiền mì rồi hấp tấp nà bước ra đường qua quán mì cô ngồi xuống gọi cho mình một tô Bà hai mì quảng bỗng nói Nè mấy thằng vừa vô tiệm quang tuyến Toàn thứ đầu trộm đuôi cướp Sao con lại ngồi đây ăn mì Mà không về coi hàng Nà trả lời Anh Dũng đuổi con ra đó chứ Bà hai lắc đầu Thằng đó toàn giao du với quỷ Mày ngồi đây lỡ tiệm mất đồ Bộ tuyến sẽ lắc dương mày ra để đền bù Nghe bà hai nói thế Nà bật dậy nhưng con biết làm sao nếu anh Dũng để mấy người đó lấy đồ. Bà hai rảnh mạnh, mua đồ phải trả tiền. Tụi nó mà không trả, mày cứ chạy ra đường la làng. Không ai bỏ mày một mình đâu mà sợ, mau về đi. Nà vội đi về, tới cửa cô nghe giọng một đứa. Tao lấy bao nhiêu đây vẫn chưa đủ số tiền mày thiếu đâu. Dũng nói, tụi bây phải thông cảm, tao đang xui tận mạng. Cái chân gãy này, ngốn của bà già tao biết bao nhiêu tiền rồi, bởi vậy hôm dày tao đâu moi được của bà ấy đồng ten nào. Đó là chuyện của riêng mày, nhưng thiếu nợ thì phải trả, không bằng tiền thì bằng đồ. Nà bước vào giọng tỉnh như không, để em tính tiền rồi gói cho các anh. Thằng mặt mụn sửng sổ, tính tiền cái con mẹ gì, tao đang xiết nợ thằng Dũng, mày đừng có xíu vào. Nà vừa nói vừa run, những thứ này đâu phải của anh Dũng mà là mặt hàng em đang bán, mấy anh phải trả tiền mới mang khỏi đây được. Cả bọn cười lên hô hố, một đứa hỏi, nhỏ này là chị hai mày hả Dũng, sao nó nói nghe mạnh miệng quá vậy? Dũng nhìn Na, ra ngoài. Na lắc đầu, cô Tuyến giao tiệm cho em, em không đi đâu hết. Con nhỏ này ngon, nhưng tụi tao không trả tiền, mày nhắm làm gì được nào? Na nà nhìn Dũng, anh không được để bạn mình lấy đồ trong tiệm đi. Dũng cọc cằn, tiệm của tao, mày quyền gì mà ra lệnh? Mày cút đi, nếu không muốn ăn đòn, Nà xuống giọng Em năn nỉ anh mà Cô Tuyến đã dặn phải coi tiệm cẩn thận Em đâu làm khác được Dũng rít lên Lằng nhằng hoài mệt quá Vất tay cậu bảo Tụi bay đi đi Thằng mặt mụn nhấc cái hộp đựng món đồ mỹ nghệ lên Nà đứng trận ngay cửa Anh lấy đi là tôi la lên đó Dũng nói tụi bay cứ lấy Nó đố có dám la Nà chạy ra ngoài về hè Tôi la đó nghe bớ người ta Thằng mặt mụn chửi thề Rồi bỏ hộp xuống Mẹ không nói nhiều nữa Ngày mai nếu không trả tiền thì coi như mày tới số Dứt lời cả bọn kéo nhau đi về phía biển Nà thở phào Tới lúc này cô mới thấy sợ Nắm hai bàn tay lạnh ngắt lại với nhau Nà ngần ngừ đứng ngay ngưỡng cửa Bên trong tiệm Dũng chửi vọng ra Chó má thật Mày đúng là các tinh của tao Từ lúc mẹ tao mướn mày về Tao toàn gặp chuyện suối quẩy Tào nhất định biểu bà đuổi mày na làm thinh chịu đựng cô đứng ngoài này dũng làm gì cô được trừ chuyện ngoác mồm lên mắng mà na đã quen nghe mắng lắm rồi cứ để anh ta tha hổ quát miễn sao hàng họ vẫn còn đủ là na đã đỡ khổ với tình trạng này cộng thêm những lời của chị liễu na thấy mình khó làm lâu ở đây việc kiếm sống luôn bấp bênh với người nghèo ít học không có chuyên môn cô diệu đã nói thế với na khi khuyên na phải cố gắng học có học mới đổi đời được những lời khuyên của cô diệu rất chân tình song na vẫn thấy lời khuyên ấy chính là một giới hạn cho na biết gia đình na và gia đình cô có đời sống hoàn toàn khác nhau đổi đời luôn là mơ ước của nhiều người trong đó có na ngày xưa ông nội của na là một trong vài người giàu có tiếng ở cầu đá nha trang Ông làm chủ hơn chục chiếc tàu đánh cá của ăn của đề không biết bao nhiêu mà kể. Nội có hai người con trai, bà Na là anh cả. Chính nhờ là chủ tàu, bà mới cưới được mẹ một hoa khôi của trường nữ trung học thời trước. Nhưng việc làm ăn đâu phải lúc nào cũng xuôi buồm thuận gió. Qua mấy mùa bão liên tục, đội tàu hơn chục chiếc của nội, lớp chìm lớp hư hỏng, của cải trong nhà từ đó đội nón ra đi. Ông nội Na buồn bực sinh bệnh rồi mất. Bà Na từ chỗ là cậu chủ, bây giờ cũng phải theo tàu xa khơi, dòng dã mấy năm trời, nhưng không thể nào vực dậy cơ ngơi của ba mình. Trong dòng họ, bắt đầu tiếng vào tiếng ra rằng ba lấy nhà một người vợ khắc tuổi nên dẫn tới chuyện cả gia đình chồng ngày càng lụ bại. Lúc đó mẹ đang có mang, sức khỏe kém lại thêm bị áp lực tinh thần nên mẹ đã sinh sớm đứa bé là anh trai của na không sống được khiến mẹ rơi vào trạng thái suy nhược trầm trọng phải mấy năm sau mẹ mới nuôi ngoai nhưng hầu như giữa mẹ và gia đình bên chồng là một hố sâu không gì lấp được đã thế còn được đào sâu thêm khi mẹ sinh na là con gái chứ không phải là con trai như mọi người vẫn mong đợi mẹ ám na về nhà nhưng bà nội đã bắt na lại đưa cho người khác nuôi mẹ chỉ được phép thăm na chứ không được chăm sóc nỗi đau này kéo dài nỗi đau nọ khiến mẹ trở thành một người khác bà đã như cái bóng vật vờ trong gia đình chồng cuối cùng bà đã bỏ na đi vào sài gòn với người đàn ông mãi tới bây giờ na vẫn không biết mặt nhiều năm về sau na mới gặp lại mẹ mẹ đã kể đời khi can đảm bước qua nỗi khổ của nhiều người hiện tại bà đã có hạnh phúc không Đằng sau vẻ sang trọng Giàu có của mẹ là gì Nà không đoán được Nhưng cô biết mẹ không ân hận Khi bỏ cha con cô Để đi tới trần trời khác Tì nghe giọng mẹ thẳng thốt Khi nghe điện thoại Có chuyện đó nữa sao Vâng tôi sẽ tới ngay Vâng 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 Bà Diệu gọi Tì và báo Chở mẹ tới tiệm quang tuyến Tì nghĩ ngay tới Na cậu ngập ngừng Để làm gì hả mẹ Bà Diệu gắt đừng có hỏi đúng là làm ơn mắc oán. Tì dẫn chiếc cúc mười cũ xỉ ra, bà Diệu ngồi ngay sau lưng cậu không nói gì, nhưng thỉnh thoảng lại thở dài. Tì không thể ngậm tâm, cậu buột miệng. Na, na bị làm sao hả mẹ? Giọng bà Diệu khô khan, tiệm mất đồ, người ta nghi nó lấy. Tì kêu lên, na không làm chuyện đó. Sao mày biết, bẩn cùng sinh đạo tạc, ông bà đã nói vậy khó sai lắm. Tì nóng hơi trong lòng, cậu tăng ga chiếc xe phóng vút đi khiến bà Diệu ngồi phía sau là oai oái tới tiệm bà Diệu hấp tấp vào trước tì dựng sát xe sát lề đường rồi vào sau cậu thấy bà Tuyến mặt đằng đằng sát khí dũng quán thì hầm hầm khó chịu còn na thì cúi đầu không dám nhìn ai tìm tì nhòi nhói đau cậu khó tin na là đứa ăn cắp nhưng trong lòng buồn bực quá giọng bà Tuyến éo éo vang lên Chị đã qua, tôi có vài lời xin thưa. Trước đây vì nể chị, tôi mới nhận con Na vào làm. Ai ngờ, nó là đứa tham lam hư hỏng. Nó lấy cắp đồ nhiều lần rồi, nhưng mấy lần trước tôi không bắt tận tay dây tận mặt nên thôi. Lần này thì chứng cứ hẳn hoi rồi. Đó, chị nhìn mà xem nè, chuỗi ngọc trai rồi cả vòng ngọc trai, nó bỏ trong giỏ mang về. Nà nức nở, con không có. Bà Tuyến vỗ bàn, câm ngay, mày được quyền nói hay sao? Bà Diệu nhìn Na, nếu không phải thì hãy giải thích tại sao nhiều thứ này nằm trong giỏ của con. Na ấp úng, đã có người bỏ bỏ vào. Bà Diệu nhíu mày, để làm gì lời biện minh của con không thuyết phục. Tì thoáng thấy Dũng Quán nhếch mép đắc ý, cậu nắm tay lại tức tối. Na lấm lét nhìn bà Diệu, con cho là anh Dũng, anh Dũng. Bà Tuyến rít lên, có ai đi ăn cắp của chính mình không? Mày đúng là ngậm máu phun người. Hử, tao đem mày giao cho công an, lúc đó khỏi chối con ạ. À. Bà Huệ vội nói, xin chị bớt nóng, cháu còn nhỏ dại nên không biết nghĩ, chị bỏ qua cho nó. Bà Tuyến khoát tay, bỏ qua à, như vậy thiệt thòi cho tôi quá. Bà Diệu nhỏ nhẹ, chị có mất gì đâu? Lần này thì chưa, nhưng những lần trước thì đã mất, tôi không dám mướn nó nữa đâu. Này có chị đây, tôi trả nó lại đó, còn lương tháng này tôi trừ vào những lần mất trước coi như huệ bà diệu ngần ngừ chị tính vậy tội nghiệp cho con nhỏ bà tuyến cười nhạt lấy ai tội nghiệp cho tôi không đưa nó ra công an là tôi nể chị lắm rồi bà diệu chưa nói gì nà đã lên tiếng cô cứ đưa con ra công an con không ăn cắp nên con không sợ bà tuyến kêu lên lại con thế nữa à con này ghê thật chị thấy nó thách thức tôi chưa để chị nói nó hiền lắm khờ lắm bà diệu vẫn bình tĩnh Chính vì khờ nên nó mới tưởng công lý thuộc về mình. Chị cho con bé thôi việc, tôi không dám có ý kiến, nhưng tôi nghĩ chị nên trả lương tháng rồi cho nó. Làm ăn lớn như chị, mấy trăm ngàn đâu là bao, lại được tiếng vừa thương người vừa rộng lượng. Dũng quắn bĩu mồi, không lý do gì phải rộng lượng với hạng ăn cắp của chủ như nó. Đi chừng mắt nhìn Dũng, mày có quá lời không Dũng? Dũng khinh khỉnh, chứng cớ rành rành, tao chỉ nói đúng chuyện nó làm, có gì đâu gọi là quá lời. Tì gằn, gấp lửa bỏ tay người. Mày, mày. Bà Diệu gắt khẽ, tì, để người lớn nói chuyện. Bà Tuyến nhìn bà Diệu, con tôi nó nói đúng, tôi không dung thứ đứa ăn cắp của chủ, nhưng nghĩ tới chị, tôi bố thí cho nó mấy trăm ngàn, đó coi như để xả xui. Nà đành giọng, con không nhận tiền bố thí, con muốn nhận phần lương trả cho công sức của mình đã bỏ ra. Bà Tuyến chua ngoa, Lương, tao nhất định không trả vì nó đã được trừ vào những thứ mày ăn cắp trước đây. Tao nể chị Diệu nên bố thí cho mày mấy trăm ngàn thế là tử tế với mày lắm rồi. Na mím môi nói một lời con không ăn cắp con không ăn cắp bất cứ món gì ở đây cô không trả lương cho con con vẫn cảm ơn cô đã cho con một bài học về kinh nghiệm sống con về đây. Nói xong Na vào trong dắt xe đạp ra đạp đi một mạch. Tì nhìn theo con bé rồi quay sang nhìn dũng quán. Nó có vẻ hả hê trước những gì vừa chứng kiến. Tức tối tì bước ra ngoài. Cậu thấy tội nghiệp cho na quá. Con bé mất chỗ làm, mất tiền lương và mất cả danh dự vì bị gán tội ăn cắp. Tì thoáng dùng mình khi nhớ tới khung cảnh bát nháo ở quán nhậu của bà sáu mập. Nếu na phải vào làm ở đó, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho con bé. Bà diệu bước ra. Vào chào bà Tuyến rồi về con Tì cọc lốc Con không chào người như bà ấy Lầm lì Tì dẫn xe xuống lòng đường Bà Diệu cào nhau ngồi sau lưng cậu Tì gắt gỏng Sao mẹ không để công an can thiệp vào Đâu cho ra đó Bà Diệu cười khẩy Công lý ít khi nào thuộc về người thấp cổ bé học Mẹ tưởng con phải khôn hơn na Để hiểu điều này chứ Tì nghẹn ở cổ Cậu bắt bẻ Nghĩa là mẹ biết na bị oan Nhưng mẹ mặc kệ nếu chuyện này xảy ra với chị Xu, chắc mẹ đâu để yên. Bà Diệu bực bội, con trách mẹ hả? Sao con không chịu nghĩ xa? Là người đứng giữa mẹ phải làm sao đây? Nếu trước kia mẹ đừng vì con, đừng xin việc cho Na thì bây giờ đâu có khó xử. Tì làm thình, một lát cậu nói, mẹ phải nghĩ cho Na chứ, rồi con nhỏ sẽ thế nào với vết nhơ ăn cắp ấy? Bà Diệu lầu bầu, chắc gì nó không làm chuyện đó, mẹ không cho là nó bị oan. Nhưng con tin Na bị oan và người làm chuyện này là thằng Dũng, nhất định con sẽ tìm thằng đó hỏi cho ra lẽ. Bà Diệu kêu lên, mẹ cấm con lo chuyện bao đồng thì cử tới nơi rồi kia. Tì lầm lì cho tới lúc về nhà, dựng xe xong cậu nhảy rào qua nhà Na mặc kệ cái nhìn tóe lửa của bà Diệu. Nhưng Na vẫn chưa về, Tì hậm hực ngồi dưới gốc khế. Hoa ly ti dụng tím một khoảng sân và lần đầu tiên trong đời Ti thấy màu tím buồn thê thiết. Giọng chị xu chua loét Ti về ăn cơm. Ti thẫn thờ đứng dậy. Na vẫn bận tâm. Con nhỏ đi đâu vậy kìa? Vào bàn, Ti chợt no ngang. Cậu ngán ngầm nhìn gương mặt nặng trịch của bà Diệu. Su hỏi, mày năn nỉ vỗ về gì con Na mà lâu thế? Ti không trả lời. Cậu rất ghét cách châm chọc của chị xu vì nó đầy ác ý. Giọng Su dài ra con na à, vậy mà ghê thiệt tao sẽ không bao giờ cho nó vào nhà mình tì phê phán chị thật ác khi nói vậy dù tròn xoe mắt ơ hay bộ tao nói không đúng hả lỡ mất này nọ phải bực mình không bà diệu mệt mỏi trời đánh tránh bữa ăn chúng mày làm ơn không cãi nhau nữa cả ba người rơi vào im lặng cho đến khi có tiếng kèn xe ngoài cổng dù bật dậy a à, ba về rồi lăng xăng mở cửa cười díu dít như con nít. Tì ghét kiểu đóng kịch ngây thơ của bà chị nhưng không nói ra. Cậu thấy vui khi thấy ba mình về nhà nhưng ít khi nào Tì biểu lộ như chị Xu. Bà Diệu vội thêm chén thêm đũa cho ông Thao. Hai người phụ nữ bắt đầu nói đủ thứ chuyện trong nhà. Ông Thao vụt hỏi Tì Con học hành tới đâu rồi? Tì nhát gừng Con đang ôn thi. Ông Thao nhèo nhèo mắt Thì tốt nghiệp ấy hả? Tì vội nói Dạ ôn thi đại học tốt nghiệp chắc chắn còn phải đậu rồi xu chen vào đừng chủ quan em khối thẳng rớt tú tài vì những môn học bài đấy tao thấy mày lười học thuộc lòng gần chết tì mỉa mai chị riêng học thuộc lòng nên ngoài đậu tú tài ra chị chẳng đậu vào đâu cả xu nóng mặt cái thằng láo để tao xem mày đậu đâu khi học không lo mà lo bà diệu nạt nói đủ chưa cứ ngày bữa ăn là cãi nhau, chúng bay thật kỳ cục. Ông Thao có vẻ chú ý câu nói giữa chừng của Xu, thằng Ti lo gì mà không lo học. Xu vừa lùa cơm vào miệng để không phải trả lời, thái độ này của cô càng khiến ông quan tâm. Ông nhìn vào bà Diệu, nó thế nào, em nói đi chứ. Bà Diệu nhăn mặt, thằng nhỏ vẫn học hành tử tế chứ có làm gì sai đâu, nếu cho rằng em không chăm sóc dạy dỗ con cái tốt thì anh ở nhà mà quản lý chúng em mệt mỏi lắm rồi ông thao cáu kỉnh tôi có muốn đi làm xa đâu bà diệu cao giọng vậy anh đừng thắc mắc về con cái nữa ty nhìn hai người con đã tự hứa sẽ đậu đại học bà mẹ đừng to tiếng mà buông đũa cậu bỏ ra ngoài bên nhà na vẫn cửa đóng then cài đèn đóm tối thui Tì rốt ruột quá, con nhỏ đi đâu vậy kìa, có khi nào vẫn trí nó làm chuyện dại dột không? Tì giật mình với ý nghĩ vừa thoáng qua, vội vàng cậu xách xe đạp tút ra biển. Nhưng biển ban đêm có nhìn thấy được gì? Tì đành chạy lòng vòng trong thành phố. Tới công viên trước ga, Tì thấy Na ngồi ủ rũ trên ghế đá cạnh xe đạp. Cậu đáp vào lề quát to, sao không về, mất công người ta đi tìm. Nà chớp mi, giờ này anh đang phải ở nhà học bài, đạp xe lung tung thế nào cô Diệu cũng mắng, anh về đi. Ty nhìn Na, em không về sao? Nà lắc đầu, về gặp thím Huệ em sợ, sợ cũng phải về, con gái ai lại ngồi một mình ở công viên. Dường như không quan tâm đến câu ti vừa nói, Nà giàu dĩ, đợt này chú Lĩnh đi biển lâu quá, hơn hai tháng rồi còn gì, không có chú ở nhà, thím bắt em đủ thứ em sợ lần này phải nghỉ học thật ghê ti trấn an không gì na phải lo em lo chứ thím huệ mê cờ bạc chuyện gì lợi cho mình là thím bắt em làm ngay chú lĩnh có ở nhà đâu mà ngăn em vẫn bị cái quán bà sáu mập ám ảnh làm ở đó thà em bỏ nhà đi còn hơn ti nói tội vạ gì phải bỏ đi khi đó là nhà của em cứ bình tĩnh anh sẽ nhờ mẹ tìm việc khác cho na giọng na hiu hắt em đã khiến cô diệu mang tiếng cô có giúp em cũng không nhận chắc mẹ anh giận na lắm làm gì có mẹ anh phải biết na là người thế nào chứ na nà sụt sùi khóc làm ti nhăn mặt cậu nhìn ra phía ga nơi đó lúc nào cũng nhộn nhịp người đi kẻ về ti khẽ bảo đừng khóc nữa người ta nhìn kìa na hít mũi sợ người ta nhìn anh đừng ngồi đây ti quạo quọ, quọ. Bực rồi nghe, anh bảo về nghe chưa? Nà đứng dậy, cô lên xe đạp đi một mạch khiến Ti phải vội vã đạp theo. Nà không về nhà mà ra hướng biển, hai đứa cứ thế mà đạp xe. Ti hỏi nhỏ, em ăn gì chưa? Nà lắc đầu, Ti nói, ăn bún bò để bô nhá, anh bảo. Nà buồn hiu, em không ăn đâu. Ti xoa bụng, anh đang đói mà, không ăn làm sao thức huy học cho nổi. Nà ngạc nhiên, anh chưa ăn cơm sao? Tì kéo dài giọng, chưa, anh đi tìm Na từ chiều tới giờ. Nà chớp mì, thật hả, vậy thì đi ăn bún bò. Tì nhèo nhèo mắt, nói trước, anh chỉ đủ tiền bún bò chứ không đủ tiền nước ngọt đâu nghe. Nà bật cười, em chỉ uống nước trà của quán thôi. Tì tủm tỉm chỉ sợ nước trà không giúp em hết khát. Nà vô từ em đâu có khát. Tì nghiêng đầu về phía Na Khóc như mưa từ chiều tới giờ mà không khát à Na gượng gạo Có khóc nhưng đâu thể như mưa Em càng nghĩ càng hận dũng quắn Nên khóc cũng chả nổi Tì lầu bầu Anh cũng nghi nó bày ra trò đó Nhưng em làm gì mà nó lại hại em như thế Giọng Na phận uất Dũng lấy đồ trong tiệm để gán nợ Em không chịu Thế là Tì im lặng nghe Na kể lại mọi chuyện nhưng trong bụng cứ sôi lên vì tức. Cậu hậm hực, vậy mà trước đây bảo nghỉ làm cho nhà nó em không chịu nghe. Nà kêu lên, chắc thím Huệ để yên nếu em không có việc làm quá. Tì xót xa khi nghe Nà nói thế, hai đứa tấp xe vào quán bún bò quen thuộc. Nà lăng xăng tìm hộ ớt, vì cô bé biết Tì ăn ớt rất nhiều. Tì nhìn Na và buột miệng, sau này anh sẽ lo cho em, thật đó. Nà chớp mi. Sau này là bao giờ? Tì ngập ngừng. Ở thì vài tháng nữa. Thì đại học xong, anh sẽ đi dạy kèm. Tiền đó anh sẽ cho em đóng tiền học, mua sách vở và những quyển chuyện mà em thích. Nà hỏi. Anh không xài gì hết sao? Anh xài ít ít thôi. Nhớ cô Diệu hay chị Su hỏi. Anh sẽ trả lời thế nào? Tì phẩy tay. Ôi dào, thiếu gì cách tiêu tiền. Anh không biết nói xạo chắc. Nà chống cằm hai tháng nữa em chỉ thấy hai tháng nữa anh phải vào Sài Gòn chứ vài tháng nữa sẽ không biết ra sao Ti ngập ngừng ờ nếu thi đậu anh phải đi học nhưng anh sẽ về lo gì chuyện xa xôi ấy bây giờ lo no cái bụng cái đã anh đói lắm rồi người phục vụ mang ra hai tô bún bò nghi ngút khói nà thêm ớt rau vào tô cho Ti tới lúc này cô mới thấy run tay vì đói hai đứa xỉ sụp ăn thật tự nhiên thỉnh thoảng na lại suýt xoa vì ớt quá cay ti ngừng đũa anh thích làm ra tiền để đưa na đi ăn món này món kia na liếc ti làm như em ham ăn quá vậy ý anh không phải thế na cười cười cô thấy được an ủi nhiều khi có ti ở cạnh nụ cười chưa dứt trên môi cô đã nghe có người gọi anh sơn na nhìn ra cửa nơi có hai con nhỏ đang hí hưởng bước vào, cô gặp ngay cái nhìn khó chịu của một đứa, đó là con bé dễ ghét từng vào mua hàng ở tiệm quang tuyến. Nà bỗng luống cuống, cô làm rơi đũa xuống bàn trong khi ti cũng lúng túng. Con bé dễ ghét kéo dài giọng anh Sơn vui quá ha. Tì cười gượng gạo, ờ, Bích và Thoa cùng vào ăn cho vui. Nà chớp mi, cô không biết ai là Bích, ai là Thoa, và cả hai là gì của ti nhìn vẻ bên ngoài cách ăn mặc và nhớ lại cách mua sắm của con nhỏ na từng gặp cô biết họ thuộc dạng con nhà khá già cô biết họ hơn cô rất nhiều mặc cảm thua thiệt chợt làm na như co người lại cô im lặng nghe ti và thoa bích đưa đẩy con bé dễ ghét nói nếu ngồi cùng một mình anh tụi này mới vui chứ giữa chừng chen ngang pô tụi này không có thích mà không thích thì không có vui. Quay sang đứa kia đi cùng, con bé hỏi, phải không Bích? Nhỏ Bích gật gù phải quá đi chứ, ai lại đi phá đám? Tì sò vài, có gì đâu, ảnh tự nhiên lắm. Nhỏ thoa khỉnh khỉnh, anh Sơn đi với ai vậy ta? Tì dịu giọng đây là Na. Thoa ngắt ngang lời Tì, làm công ở tiệm quang tuyến chứ gì? Na nóng mặt, cô chỉ muốn mình có phép tàng hình hay thuật độn thổ để biến khỏi nơi đây. Ti nói, ở uh, ờ, đúng, Na phụ việc những lúc rảnh ấy mà, vừa đi học vừa đi làm là cách tốt nhất để tiếp cận cuộc sống. Thòa quẹt mũi, đó là cách của ai đâu, chứ bọn em thì không. Có tiền người ta tiếp cận cuộc sống kiểu khác, chớ kiểu giúp việc làm công, em không có ham. Ti thản nhiên, vậy à, cách đó chắc chắn không hợp với anh, hai đứa cứ tự nhiên đi nhé. Dứt lời, Ti để mặc hai con nhỏ tìm bàn ngồi, cậu rót nước trà cho Na. Na cầm ly nước, cô uống từng ngụm như để dằn lòng, nhưng nước mắt tủi thân cứ trực trào. Ti nhìn Na, mình về. Na gật đầu, cô đứng dậy, mặc kệ những cái rẻ biểu của Bích và Thoa. Ti ra vẻ người lớn, Bích Thoa về sau nhé. Thoa dài giọng, vâng. Na đạp xe thật nhanh, Ti cũng thế, cậu có ý phân mua. Hai nhỏ đó là em của bạn anh na nghe giọng mình gắt gỏng em có nói gì đâu hai đứa bỗng rơi vào im lặng cho tới nhà thím huệ vẫn chưa về na mở cổng dẫn xe vào khoảng sân tối đen cô nghe giọng của chị xu vọng qua mày đi với con danh na hả mẹ đang bực mình vì mày kia đồ ngu na mở cửa bật đèn cô đốt nhang trên bàn thờ cho ông bà và riêng một nén cho bà mình khói hương làm ngôi nhà ấm hơn nhưng lại làm na buồn bã hơn khi nhớ tới người đã mất na nhìn thật lâu người đàn ông trong hình ông cũng nhìn cô trìu mến không biết ở nơi trốn xa kia ông có biết na đang khổ vì mất cha thiếu mẹ không na chợt sợ khi nghĩ tới ngày mai tương lai với cô phủ màn xương ảm đạm nhưng na sẽ phá tan lớp xương ảm đạm ấy cô tự hứa với bản thân và với di ảnh của ba mình Ông lĩnh lầm lì nhìn bà Huệ. Tôi nói lần chót, bà không được bắt con na vừa làm vừa học. Tôi bây giờ dù nghèo, nhưng đâu bần cùng tới mức không nuôi nổi đứa cháu mồ côi ăn học. Bà Huệ cười khẩy. Tôi có bảo ông nuôi nó không nổi đâu. Nhưng là con gái, học nhiều cũng vô ích, vài ba năm nữa cũng lấy chồng. Ông lĩnh gườm gườm, chừng nào tới đó hãng hay, bây giờ tôi chỉ yêu cầu bà để yên cho nó học. Bà Huệ bĩu môi, Học cái quỷ gì Tối ngày nó với thằng Ti Cứ nhảy qua nhảy lại cái hàng rào Không khéo Tôi với ông lên trước ông chú bà thím bây giờ Ông lĩnh nhìn vợ Là phụ nữ Bà không để ý quản lý dạy dỗ con cháu Mà lại đi nói những lời khó nghe như vậy Bà thật là độc mồm và vô trách nhiệm Tôi không có trách nhiệm với con na Bởi vậy trước đây tôi đâu có nhận nuôi nó Hừ, càng lớn Nó càng giống con mụ thư để rồi ông xem sớm muộn gì nó cũng ông lĩnh quát bà im đi giống chị thư thì sao chị ấy bỏ đi cũng một phần vì lòng đố kỵ nhỏ nhen của bà bà huệ gằn giọng ông đổ lỗi cho tôi à thật là buồn cười bà ta chả có gì để tôi phải đố kỵ hết ông lĩnh nhấn mạnh ít ra chị thư cũng dành cho anh hai được đứa con bà huệ tái mặt ông im đi bà huệ thút thít khóc ông ác lắm ác lắm ông lĩnh làm thinh một lát ông nói tại sao bà không có con na như con của mình tôi nghĩ con nhỏ cần một người mẹ nếu bà thương nó nó sẽ rất thương bà bà huệ cười khẩy tôi không có con tôi không biết làm mẹ như thế nào và tôi cũng không thương được nó từ khi anh hai chết tới bây giờ tôi luôn căng thẳng vì phải chịu đựng con na ông lĩnh nhìn vợ không sinh đẻ được nhiều người phải xin con thiên hạ về nuôi, đảng này có sẵn con cháu trong nhà mà bà lại đối xử quá tệ, rõ ràng bà không hề nghĩ tới nỗi khổ của tôi. Bà Huệ đứng phát dậy, giờ ông muốn gì đây? Ông lĩnh chậm rãi đáp, con Na à, là cháu tôi, tôi coi nó như con đẻ, nếu bà không xem nó như con mình thì đừng trách tôi đèo bỏng. Bà Huệ rít lên, ông, ông hăm dọa tôi à? Ông lĩnh thản nhiên Tôi nói thật chứ không dọa Tuổi tôi bây giờ có con vẫn chưa muộn đâu Bà Huệ lắp bắp Ông, ông Ông lĩnh ngắt lời bà Hạnh phúc gia đình luôn nằm trong tay người phụ nữ Bà không biết gìn giữ Thì chớ có trách ai Dứt lời Ông lấy chiếc nón kết chụp lên đầu Và bước ra ngoài hiên Bà Huệ thẳng thốt hỏi với theo Ông đi đâu Uống rượu Bà Huệ cay đắng vừa về đã kiếm chuyện đi, rốt cuộc ông có còn coi tôi ra vợ không? Ông lĩnh quay lại, bà tự hỏi mình thì hơn, không người chồng nào lênh đênh mấy tháng trời ngoài biển lại bỏ đi nhậu khi vừa về tới nhà nếu ngôi nhà ấy là tổ ấm. Bà Huệ ngồi phịch xuống ghế, ông lĩnh đã đi ra khỏi cổng, cả nhà im lặng đến tề người. Bà không thích ngôi nhà này, nó không phải của vợ chồng bà mà của anh hai nhân bà con nà. Sau khi hai nhân mất xác ngoài biển, ông lĩnh lãnh phần nuôi cháu nên hai vợ chồng bà đã tới đây ở, còn nhà mình bà mang cho thuê. Ngôi nhà thanh thang lại âm u như từ đường luôn gợi cho bà những hồi ức xấu. Bà chỉ muốn bắn phắt nó đi để lấy vốn mở một sạp buôn bán ngoài chợ đầm, nhưng đâu có được. Bà Huệ ngọ ngoại trên ghế, nghĩ cho cùng bà chưa bao giờ từ bỏ ý muốn có phần tham lam này. Ngôi nhà là cả một gia tài lớn, muốn chiếm cho riêng mình đâu phải dễ. Con Na à, là thừa kế duy nhất trừ phi nó biến mất khỏi cõi đời này, may ra. Bà Huệ nặng nhọc bước xuống bếp, bà làm cơm nhưng đầu óc cứ loanh quanh luẩn quẩn những chuyện không thể. Nếu có tiền, bà chẳng phải sợ ông lĩnh đèo bỏng, thậm chí bà sẽ bỏ ông chớ không để cho ông lên mặt dọa dẫm này nọ như vừa rồi. Lấy chồng ngư phủ, hồn treo cột buồm. Dần già nói đâu có khi nào sai. Bà có bao giờ ăn ngon ngủ yên vào mùa rông bão biển động. Thắc thỏm, lo đến cháy lòng khi chồng lênh đênh trên biển là tâm trạng của những người đàn bà lấy chồng ngư phủ. Nếu có tiền, đã tự lo thân, bà sẵn sàng bỏ chồng để thoát kiếp có chồng ngư phủ môi mím lại bà huệ tưởng tượng lúc mình giàu có còn ông lĩnh và con na phất phơ ngoài chợ như ăn mày hai chú cháu dắt díu nhau tới chỗ bà buôn bán để xin ăn nhưng muốn được như tưởng tượng bà phải làm sao chiếm hữu ngôi nhà này có tiếng mở cổng rồi tiếng dựng chống xe đạp chắc con danh na đi học về bà huệ ậm ự khi na thưa bà con danh chắc hả hê lắm khi biết mình không phải tới quán sáu mập bưng bê rửa chén chỉ nghĩ thôi bà đã thấy bực mình bà càng bực mình hơn khi nà hỏi chú ba đâu hả thím bà cộc cằn tao không giữ ông nà dè dặt có chừa cơm cho chú ba không thím bà huệ gắt ăn hết ông đi nhậu có cần chi cơm nà lặng lẽ dọn chén đũa lên bàn cô xới cơm rồi mời bà huệ hai người ăn cơm một cách uể oải dù rất đói bụng nhưng nà không sao nuốt vô cô thấm thía câu mồ côi khổ lắm ai ơi ngoài cổng cô nghe có người gọi bà huệ ơi ới khác hẳn mọi khi hôm nay bà cao có bước ra miệng lẩm bẩm có thằng trả về sao đi được mà réo giật ngược không biết bà tươi cười đùa ông ấy đâu bà huệ cọc lốc nhậu rồi Bà Tươi hấp hấy mắt, "Phải nhậu không đó bà?" Bà Huệ khó chịu, "Chị nói vậy là sao?" Bà Tươi phẩy tay, "Mở cửa đi rồi tôi nói cho bà nghe." Nóng này, bà Huệ mở rộng cửa kéo bà Tươi vào. Ngồi ngoài hàng la, bà Tươi hỏi, "Con Na đâu?" Nó rửa chén tuốt sau bếp, "Mà chuyện gì? Chị hỏi con Na làm chi?" Bà Tươi hạ giọng, "Tại không muốn nó nghe vậy mà." Bà Huệ nôn nóng, "Nó không nghe được đâu." chị nói đi vụ gì bà tươi thì thào tôi nghe đồn ông lĩnh lập phòng nhì đó nha bà huệ sững người mặt tái xanh bà lắp bắp ai đồn bà biết ai đồn làm chi chuyện cần làm là kiểm tra coi đúng hay sai bà huệ thử người ra kiểm tra bằng cách nào khi thằng trả đã cố giấu thiệt tôi không ngờ bà tươi ái ngại bà dở quá mất chồng như chơi đó bà huệ nghẹn giọng Tôi phải làm sao đây? Bà tươi chép miệng. Bà rình coi ông lĩnh đi đâu. Nếu đúng là ông có con mụ nào khác, bà phải tìm cách đối phó. Mặt bà Huệ đanh lại. Hừ, tôi mà biết con nào, tôi sẽ cho nó một trận nhớ đời. Bà tính đánh ghen hả? Không nên đâu. Ông lĩnh là người sĩ diện. Ông sẽ bỏ bà luôn nếu bà làm ông mất mặt. Bà Huệ rít lên. Để yên, chịu kiếp chồng chung luôn sao? Tôi không đời nào. Dĩ nhiên, có ai chịu như vậy. Nhưng vì bà không có con, nên ông Lĩnh tìm được lý do. Bà Huệ nhớ lại những lời xa xôi của ông Lĩnh lúc nãy. Thì ra, ông nói có mục đích chứ không dọa dẫm bâng quơ như bà tưởng. Máu ghen bốc lên tới đỉnh đầu khiến bà choáng váng. Bà gầm gừ, con đó là ai? Chị phải nói cho tôi biết. Bà tươi ngần ngờ, bà nóng quá, tôi không có nói đâu. Bà Huệ nuốt nghẹn xuống Nhưng cục tức cứ dâng lên Khiến bà tối tăm mày mặt Bà tươi vội nói đó mà bình tĩnh đi Chuyện đâu còn có đó mà Bà Huệ thều thào Thật khổ thân tôi Mười mấy năm hầu hạ ống Nuôi cháu ống Bà tươi thương hại Xa vào mê hồn trận rồi Thì còn nhớ gì nữa mà bà kể với lệ Tôi nghĩ thực tế nhất Là bà lo cho phần mình Lỡ ông ấy có con với mụ Bà Huệ mím môi Tôi sẽ cho ông ấy một dao Ngủ dại gì Sợ ông ấy chết mà bà phải vào tù ấy chứ Nếu là tôi hả Tôi sẽ khiến ông trắng tay Lúc ấy ông ấy sống cũng như chết Mắt bà Huệ sáng lên Chị làm cách nào Bà Tươi phẩy tay Thư thả rồi tôi bày cách cho Dứt lời bà Tươi tùng tìm cười Khiến bà Huệ hơi bị hẫng Bà Tươi hỏi Bớt nóng rồi phải không bà huệ thở dài tôi cũng linh cảm thấy chuyện này nhưng rồi nghĩ mình quẫn trí khi tối ngày cứ ở nhà ai ngờ đâu ông ấy sanh tật bà tươi thị thảo con đó ở xóm cồn mới ngoài ba mươi thôi tôi nghe đám bạn chảy đi cùng ông biết nói cũng lâu rồi này mới dám cho chị biết bà huệ nhếch môi cảm ơn chị bà tươi thân mật bà cũng đừng giàu dĩ quá lỡ đổ bệnh thì khổ thân bà huệ gượng cười nhưng trong bụng rối bời bà tươi nhóng nhóng nhìn vào trong con na đâu rồi chị bà huệ trả lời như máy nó rửa chén dưới bếp bà tươi khen nó ngoan đó chứ bà huệ bỗng cay cú ngoan lắm cũng bằng con bộ thư mẹ nó bà tươi xua tay chị nói vậy tội nghiệp con nhỏ bà huệ bĩu môi ôi dạo tôi dáng vài năm rồi kiếm chỗ gà nó cho xong chứ để nó trong nhà như chứa bom nổ chậm ngán ngược bà tươi nhiều chuyện tôi thấy thằng đốm con bà nhị khoái nó lắm thằng ti nhà bà diệu nữa bà huệ chép miệng con trai xóm này thằng nào không khoái nó bởi vậy bà huệ không nói nữa mất bà tối sầm những căm ghét làm sao bà đối xử tốt với con na cho được khi ông lĩnh đã không chung thủy với bà thậm chí tội lỗi của ông con na phải lãnh thay là khác. Bà Tươi lại nói, hai nhân chết để lại con na ngôi nhà này cũng đỡ chứ. Bà Huệ mỉa mai, ờ, đỡ, mấy thằng khoái nó hay khoái ngôi nhà này, ai mà biết. Bà Tươi xua tay, mấy thằng con nít ấy không nghĩ xa vậy đâu chị ơi. Bà Huệ cười khẩy, nó không nghĩ nhưng cha mẹ nó nghĩ. Ngôi nhà này là của hồi môn của con na, thấy bọn con trai lượn lờ quanh nó mà tôi ứa gan nói thiệt tôi chỉ muốn bán quách nhà cho rồi thử coi tới lúc đó còn thằng nào đeo con na không bà tươi lờ lửng muốn thì làm chứ đừng nói miệng bà huệ nhìn bà tươi làm sao bán được bán rồi ở đâu bà tươi nói ở đâu thầy kệ ông lĩnh và con na bán nhà xong bà ôm tiền đi xứ khác mua miếng đất nhỏ ở cho khỏe thân tôi nói thiệt bà không lo thủ trước đến sau này lỡ ông lĩnh trở què đòi ly dị bà chả được gì đâu bà huệ ngập ngừng nhầm bán ngôi nhà này được không khi đó không phải của tôi và ông lĩnh bà tươi nhìn bà huệ bà lo xa quá thiếu gì cách bán nếu bà cần tôi kiếm người mua giúp bà cả căn nhà ở khu chợ xóm mới nữa nhưng muốn vậy phải chờ lúc ông lĩnh đi biển đã bà tươi nói tiếp đây gọi là chiêu khiến ông lĩnh trắng tay. Lúc đó, coi có con nào theo ông nữa không? Bà Huệ buột miệng. Chị đúng là cao kiến. Nếu được, tôi nhất định đền ơn chị xứng đáng. Trời ơi, có gì đâu mà ơn với Huệ. Bà tươi bật dậy. Thôi, tôi về. Khoan đã, chị phải cho tôi biết nhà con nhỏ đó. Bà tươi khoát tay. Từ từ bà ơi, nóng quá không có được đâu. Bà Huệ ậm ừ, tiễn bà tươi ra cổng. Trở vào, bà thấy na dưới bếp đi lên trên tay na là một ly nước cam vàng óng na mời thím uống nước cam này bạn con cho ngọt lắm bà huệ lạnh lùng ta không khát na đứng tần ngần với ly nước cam trên tay cô nhìn bà huệ đi vào trong bà đang bực mình mà ngày nào thím huệ không bực mình chỉ không biết vừa rồi bà tươi đã to nhỏ chuyện gì mà mặt thím trông hình sự quá na ngào ngán lắc đầu Cô uống một ngụm nước cam và nhận ra cam không ngọt như cô tưởng. Tì ném vút hòn sỏi vào cánh cửa sổ nhà Na. Đây là hòn sỏi thứ hai nhưng vẫn chưa thấy con nhỏ xuất hiện. Cậu định ném tiếp thì cửa lớn mở. Bà Huệ bước ra, mắt giáo giác nhìn. Tì vội ngồi thụp xuống trốn. Giọng bà Huệ rít lên. Quân bứt dậy, bà mà bắt tận tay thì biết. Tì thở hắt ra khi nghe tiếng đóng cửa đánh dầm một cái. Có bà chẳng ở nhà Thảo nào cậu đợi hoài vẫn không thấy nhỏ na Còn mẹ bị cấm cung rồi Tì bồn chồn trong sân Cậu rẽ vào Sài Gòn Sao cho đúng ngày Để gấp rút luyện thi Mẹ cậu vừa quyết như thế Trong bữa cơm trưa Tì muốn rủ na đi biển chơi Cho hết buổi chiều Để đêm mai cậu xuôi tàu vào Sài Gòn Nhà cạnh nhau mà muốn gặp con bé khó quá Tì đâu thể đi trong im lặng Cậu biết Na sẽ rất buồn nếu cậu không một lời nhắn gửi con bé trước khi đi. Tì dẫn xe ra, cậu đạp một mạch tới nhà hàng Luân. Nhỏ Trang em nó là bạn Na, cậu phải nhờ nhỏ này mới được. Thằng Luân mặt mày ngái ngủ, bước ra vỉa hè, chỗ Tì dựng xe đạp. Trời, thằng này sao mà chưa nắng trang trang lại chạy ra ngoài đường vậy? Tì vô để luôn, chứ không chấp câu móc méo của Luân. Trang có ở nhà không? Tào nhờ nó, Luân lõ mắt nhìn Ti. Chuyện gì quan trọng dữ vậy? Tì ậm ừ, chuyện không dính dáng gì tới mày hết. Bởi vậy đừng tò mò, mất thế đàn ông. Luân quẹt mũi. Nói hay lắm, nhưng nhỏ Trang là em tao, chứ mày nhờ và gì nó phải thông qua tao chứ. Tì thoáng lúng túng, nhưng vốn là đứa nhanh trí, cậu cao giọng Nói nhờ là không đúng. Thật ra, con na nó nhờ tao nói với nhỏ Trang đến nhà nó. Luân gờm gờm. Chi vậy? Ai mà biết? Mà sao mày khó chịu vậy? Luân xòa cằm, chồng mày gian lắm. Tì nhè rằng, gian cái đầu mày. Lúc làm kiểm tra trái bài của tao, mày có thấy tao gian không? Hừ, nếu biết thế tao đã. Luân khoát tay, đủ rồi. Quay vào nhà, Luân ngoác mồm. Trang! Tì trầm trọng, tỷ làm anh nên giống to như bò. Luân lượm, nó điếc, không giống như bò không được trang ngơ ngác chạy ra con nhỏ nhìn ti rồi hỏi anh tìm em hả ti gật đầu nhỏ na nhờ anh nhắn riêng em chút chuyện trang hấp tấp na bị làm sao hả ti liếm môi không chuyện này hơi riêng tư ti liếc luân thằng cô hồn khoanh tay đứng đó nó đúng là bất lịch sự khi cố tình nghe chuyện gọi là riêng tư của người khác thấy ti ngập ngừng trang hối chuyện gì anh nói đại đi Tì kéo nhỏ Trang vô sân rồi kéo nhanh cổng lại nhốt luôn ngoài đường. Tì hạ giọng, anh sắp đi Sài Gòn để ôn thi. Chừng nào anh đi? Tối mai cho kịp nhập học vào sáng mốt. Ủa, vậy thì liên quan gì tới nhỏ Na? Tì bối rối, anh muốn gặp Na nhưng dạo này cô Huệ ở nhà suốt cô ấy không ưa anh nên chàng gật gù hiểu rồi nhờ em tới xin thím Huệ cho Na đi chơi phải không? Tì buột miệng, em thông minh dễ sợ Trang nhún vai, chuyện nhỏ như con thỏ, ông Luân nhờ em mánh này hoài chứ gì. Nhưng em không được hé môi chuyện này với ai đó, vì thiếm Huệ sẽ đánh na. Trang màu mắn, hiểu mà, anh đợi nó ở đâu vậy? Ngoài biển, ngay hàng dương. Trang phẩy tay, rồi, anh ra đó trước đi, cảm ơn Trang. Ti mở chốt cổng, thằng Luân lừ đừ đi vào, nó lầu bầu, mày đúng là gian. Ti cười hỉ hỉ, tao học mánh này từ mày mà. Chừng nào mày vô Sài Gòn Tao thì thủy sản Vô Sài Gòn làm chi Ở ờ, tao quên Thôi tao biến Chừng thi đại học xong sẽ gặp lại Mày dáng đậu nghe Luân gật đầu Ừ mày cũng vậy Tì thơ thới đạp xe về hướng biển Đang là tháng 6 Nhưng năm nay Tì không có thời gian ra biển Dù mùa này đúng là mùa đẹp nhất Ở Nha Trang Bài học thi tốt nghiệp Bài vẽ để thi kiến trúc ngốn hết thời gian của Tì cậu luôn xem chuyện ra biển như một món quà cho chính mình khi đã xong phần thi cử tới đường trần phú ti dẫn xe lên lề rồi ra dưới hàng dương cổ thụ đã được cắt tỉa thành những khối vuông tròn lạ mắt tựa lưng vào gốc dương già ti nhìn ra biển cậu chợt hồi hộp khi nghĩ sẽ không biết nói gì với na càng hồi hộp khi cậu cảm giác đây là một buổi hẹn hò thật không bình thường chút nào Mẹ cậu và bà Huệ mà biết thì cậu và Na chắc không yên thân. Ti bồn chồn trông ngóng, cậu vụt đứng dậy khi thấy Na đạp xe tuốt bên kia đường. Con bé dắt xe lên cát, bước vội về phía Ti, mặt hớt hải trông thật tội. Ti chưa kịp nói gì, Na đã lên tiếng trước, "Tối mai đi anh ha?" Ti gật đầu, "Ờ." Na ngồi xuống cát, "Sao bây giờ mới nói?" Ti gượng cười. Bữa nay mẹ mới đủ tiền cho anh đi Nà hở hững Anh gọi em ra đây làm chi Tì hơi cụt hứng Thì để cho Na biết Nà bó gối nhìn con tàu ngoài xa tít tắp Chỉ vậy thôi hả Nếu vậy anh chỉ cần déo em ra hàng rào Nói mấy câu là xong Tì nhằn nhó Dạo này thím huệ canh Na kỹ quá Anh muốn gặp Na có được đâu Anh déo em cho bà chửi hả Nà ngào ngán Em khác nào bị giam lỏng, nghỉ hè phải ở nhà với em thật là đáng sợ. Xem tivi thì bị mắng, nghe radio cũng bị cằn nhằn, em có cảm giác mình sắp sửa mộng ra. Tì bật cười, cảm giác gì nghe văn chương tiêu cực quá vậy, đừng nói với anh là nà làm thơ nghe. Nà chớp mi, làm gì cũng bị thím huệ chỉ chiết soi mói, thế là em ngồi vào bàn, lấy vở lấy viết ra cắm cúi viết thơ không ra thơ, văn cũng không thành văn. Em thấy chỉ viết những gì chất chứa trong lòng ra giấy xong, hồn em nhẹ nhõm hẳn. Tì nheo mắt, lúc này hồn em nhẹ hay nặng? Nà cười cười, nếu nặng, chắc em không đội nắng đạp xe ra đây với anh. Nhớ cất những trang viết ấy để cho anh xem, anh thích đọc những gì của Na. Nà xịu mặt, em đốt hết rồi. Tì kêu lên, sao lại đốt? Thím Huệ mà thấy thì thế nào cũng um sùm, em đốt cho xong. Tì chặt lưỡi, em thích là nhàm văn, sao không thử gửi báo. Đất suy nghĩ của mình uổng quá. na nhìn Tì, nhắm người ta đăng không? Phải gửi thử mới biết chứ. Hôm vẽ báo tường, anh thấy mấy bài thơ của Na dễ thương lắm đó. na có vẻ không tin. Anh biết bài nào của em sao? Tì hất mặt, sao lại không? N là em chứ ai? Na dài giọng Anh nói thơ của Na dễ thương Nhưng có nhớ câu nào đâu Tì tung hứng đọc Thật ngoan trên bàn học Lời cô giảng ngọc ngà Là vàng rơi em khóc Mùa thu tuổi vừa xa Na tròn xe mắt Anh thuộc cả bài thơ hả Em không ngờ nha Còn trai mà cũng đọc thơ nữa Tì phỉ cười có quy định nào nói thơ dành riêng cho con gái đâu. Nà liếm môi, nhưng con trai thích thơ thường yếu lắm. Tì lưỡng cô, bộ anh yếu lắm hả? Nếu cần anh thừa sức đánh một lúc hai thằng như thằng đốm. Nà nhằn nhó, tự nhiên nói chuyện đánh nhau, ghét. Tì lửa mắt, ghét anh vậy chắc em ưa thằng đốm. Nà đành đá, ai dễ ưa thì em ưa hả? Anh đốm chưa bao giờ chỉ chiết mắng nhiếc em như anh. Tì nhún vai vì nó chưa bao giờ phải chịu được em như anh. Mai anh đi rồi, em khỏi phải nghe anh chỉ chiết mắng nhiếc sướng nhé. Nà làm thinh, tì cũng thế. Ngoài kia, biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, mặt biển cứ như vụn vỡ muôn ngàn mảnh thủy tinh. Tì trở lại vấn đề cũ. Mai mốt viết rồi đừng có đốt nữa, em thử gửi bài cho báo mực tím hay hòa học trò xem. Nà ngào ngán, em thấy danh sách bài nhận được in chữ nhỏ xíu dày đặc cả một trang hai trang báo dễ gì người ta đăng bài của mình tì nói phải tự tin chứ lấy trong túi rết ra một quyển sổ bìa cứng màu đỏ tì đưa cho na để dành chép thơ của em bao giờ quyển sổ đầy em sẽ là người nổi tiếng na so vai em chẳng ham nổi tiếng rồi cô trầm trồ quyển sổ đẹp quá Biết tới bao giờ em mới làm đầy nó nhỉ? Tì nghiêm nghị như ông cụ, ăn thua ở chỗ em có muốn làm đầy nó không kìa? Anh tin vào khả năng viết lách của Na, đừng phụ lòng anh đó. Na yếu ớt, em có khả năng gì đâu. Anh cho em quyền sổ này, khác nào giao cho em một trọng trách. Tì nói, em đâu còn bé mà sợ trách nhiệm. Na chớp mi, em có một chuyện ngắn mà không biết phải là chuyện ngắn không nữa. Em viết về mẹ Em viết xong rồi xé Rồi lại viết lại Càng viết em càng thấy với em Mẹ đúng là người xa lạ Tì thắc mắc Sao lạ thế Nếu là người lạ cảm xúc ở đâu ra cho em viết Nà chống cằm Mắt nhìn ra tận cuối trời Em toàn tưởng tượng Trong chuyện mẹ em là tiên trên trời Một hôm tiên xuống trần chơi Và yêu rồi làm vợ một ngư phủ Hai người có con xong tiên phải bay về trời mấy năm mới sáng trần một lần để thăm con hai mẹ con thương nhau cách mấy cũng không thể gần nhau càng thương khoảng cách giữa thần tiên và người trần thế càng lớn na chợt im lặng ti nhìn cô em tưởng tượng giỏi thật nhưng đoạn kết thì sao em vẫn còn chừa cười buồn buồn na nói tiếp tiên vẫn phải ở trên trời người trần ở dưới đất cực khổ vẫn hoàn cực khổ kết cục là thế Tì an ủi rồi một ngày kia Tiên lại xuống ban cho con mình phép màu em phải viết đoạn kết như thế chứ Nà nhốn vai giống chuyện cổ tích quá thời này trẻ con không còn tin vào cổ tích nói chi em Tì hủng hồn anh tin vào cổ tích thật đó vậy phép màu bà Tiên ban cho con mình là phép gì thế Tì nói ngay phép biến khổ đau thành hạnh phúc Nà gật đầu thứ phép mà ai cũng thèm muốn anh tưởng tượng siêu gấp mấy lần na tì vành váo vậy mới thi vào kiến trúc sư chứ na chép miệng kiến trúc sư mơ mộng quá xây nhà dễ sập lắm đó nha tì chừng mắt chưa chi đã chủ ẻo sập nhà na cười khúc khích vàng thiệt đâu có sợ lửa tì gõ vào đầu na liệu hồn đó cô vờ kêu lên ui ra làm người ta chấn thương sọ so não đi Tì hầm hở Anh đâu có ác như thím Huệ Nà nhằn mặt Thôi mà dạo này thím hết bắt em đi làm rồi Tì ấm ức Nhưng bà vẫn ác Mới vừa rồi anh bị thím Huệ mắng là quân mất dậy nè Nà cười cười Tại anh ném đá vào cửa chứ bộ Tì kêu lên Thì ra em nghe hết Vậy mà làm thinh đúng là tàn nhẫn Nà vành mặt Em lên tiếng thì hai đứa cùng bị mắng Thậm chí có thể em còn bị ăn đòn. Anh thích sao? Tì ậm ừ, thích em bị ăn đòn. Nà liếc tì, anh còn hơn là tàn nhẫn nữa. Tì dài giọng ừ, anh là vậy đó, rất tàn nhẫn, có thế người khác mới nhớ tới mình chứ. Nà khịt mũi, người nào khùng dữ vậy kìa. Tì ấm ức, mai mốt không ai ăn hiếp chắc có kẻ sùng sướng. Nà thản nhiên, đương nhiên rồi. Tì nhặt mấy quả phi lao, ném về phía trước một cách giận dữ. Nà cũng làm như thế, cô hồn nhiên cười khi thấy mình ném xa hơn tì. Nà reo lên thích thú, thấy chưa, ai hay giận dỗi, kẻ đó không có sức mạnh, anh ném thua em rồi. Tì khỉnh khỉnh, ai thèm ăn thua với con gái. Nà xỉu xuống, cô nhặt một chiếc que vẽ vô vơ trên cát, nà phục phịu, em về à. Tì năn nỉ, mai anh đi rồi, ngồi một chút nữa, Em ngồi đây, mai anh cũng đi. Tì ngập ngừng, em không buồn sao? Nà lắc đầu, không. Tì gặng, thật hả? Nà bình thản thật. Em thấy vui vì sẽ không bị ăn hiếp. Em thấy vui vì không ai thèm ăn thua với mình. Em vui, rất vui là khác. Giọng nà như nghẹn lại. Tì nghe tim mình nhoi nhói khi thấy mắt nà ngấn lệ. cúi đầu như có lỗi, tì gượng gạo. Vui gì, yếu xìu, hay mình đi ăn mì quảng. na đều giọng em không đói và cũng không muốn ăn. Vậy em thích gì? Na ngồi bó gối, em không biết. Tì ngập ngừng, mình đạp xe xuống dốc hải học viện chơi. Nhỡ cổ diệu hay tím huệ thấy thì chết, ngồi đây vậy mà không có sao. Tì cào nhỏ, nói gì cũng không, ai chiều na cho nổi. Ai đâu cần ai chiều. Tì nhèo mắt, khó chịu quá. Nà vênh mặt, em là vậy đó. Đi sò vai, muốn chọc cho anh tức à, còn lâu anh mới tức. Còn cho gì nữa bày ra luôn, mai anh đi rồi đó. Nà thách thức, anh còn trò gì cũng bày ra trước đi. Trò vui, em mới chịu nha. Tì gõ gõ vào đầu, để anh nghĩ đã. Nà nghe như có người gọi mình, quay về phía đường Trần Phú, cô thấy Dũng. Cậu ta chống nạn, đang cùng hai gã mặt hết sức cô hồn, đi về phía Ti và Na ngồi. Chán Ti cau lại, cậu lầm bầm, chuyện quái gì đây? Dũng quắn chống nạn đứng trước mặt Ti và Na, cậu ta khinh khỉnh, rảnh nhỉ, nhờ chút việc nhé. Na lạnh tanh, xin lỗi, tôi không quen anh. Dũng quắn cười khẩy, thế à, cũng phải thôi, chủ và tớ làm sao ngang hàng được mà quen. Không quen nhưng biết nhau quá còn gì, này cô em ô xin và thằng kia ra chỗ khác ngồi. Tì đành mặt lại Làm gì có chuyện ra chỗ khác Mày gây sự không đúng nơi rồi Dũng ra lệnh cho hai gã kia Không nói nhiều Tôi bay dẹp sạch chỗ này cho tao Tì đứng dậy trong sự lo sợ của Na Cậu lầm lì Tao không ngán bọn bay đâu Dũng quắn vằng tục Rồi mày sẽ ngán mẹ kiếp Hôm trước ở tiệm Thấy mày bên con Na Tao đã hầm hơi Bữa nay tao càng ngứa mắt Trước cảnh tụi bay hò hẹn Nà kéo tay Ti, mình đi thôi anh. Ti giật tay lại, anh không hèn như vậy đâu. Dũng quắn, muốn làm anh hùng trong ngõ hẹp hả tụi bay cho nó biết tay đi. Nà nhìn gương mặt đanh lại của Ti mà sợ, sao con trai thích đánh nhau đến thế nhỉ? Nà nháo nhào ngó quanh với mục đích kêu cứu. Khổ nỗi, giữa trưa nắng gắt, biển rất ít người, cô chẳng biết kêu ai đây. Hai thằng đi cùng Dũng lử lử bước tới. Nà sợ quá mức, cô ngồi xuống bốc một nắm cát, hất thẳng vào mặt một thằng đầu trọng. Bị bất ngờ, nó không tránh kịp nên ôm mặt la hét. Dũng rít lên chửi thề, nó vụt cây nặng gỗ vào người Na, cô quỵ xuống đau điếng. Tì nhào tới, đá một cú vào cái chân bó bột của Dũng, nó giống lên rồi ngã lăn ra cát. Thằng mập còn lại thụt lùi ra sau, tì chạy tới bên Na, cô bị một cây nặng vào người, đau đến nín thở nhìn gương mặt tái xanh của Na ti nổi khùng cậu lao tới đấm mạnh vào thằng đầu trọng vừa bị ăn cả nắm cát vào mặt đang rụi mắt nó không sao tránh kịp trận đòn thù của ti nên đành ôm đầu chịu đau thằng mập chụp một khúc cây trên cát vụt lấy vụt để từ sau lưng ti cậu không tránh kịp đành đưa tay đỡ na nghe ti kêu lên một tiếng đau đớn nhưng cậu vẫn lì lợm chụp khúc cây của thằng mập ngồi ôm chân trên cát Dũng quán nói không ngớt miệng Đánh chết mẹ nó cho tao Tì quài người Đá một cú ngay mặt nó Dũng quán lại giống lên Rồi đưa tay lên mặt Máu mũi nó ướt cả tay đó Nà rụng rời hét lên Khi thấy cảnh tượng này Thôi thôi đừng đánh nhau nữa Dứt lời cô bật góc hô hô Thằng mập và thằng đầu trọc dừng tay Tì cũng đứng lại Dũng quán thở hồn hển Đồ chó chết tụi bây sẽ biết tay tao gượng lâu lắm nó mới lê chân chống nạn đứng lên được. Hai thằng kia lườm lườm nhìn Ti rồi kẻ rỗng quán đi. Ti vội chạy đến bên Na. Em đau lắm hả? Na gật đầu. Một bên hông e ẩm khiến Na không thẳng người lên được. Ti đỡ cô ngồi xuống. Na lo lắng. Tay anh có sao không? Ti nhìn ngón áp út sưng to và nói. Có đau nhưng chắc không bằng em. Na thắc thỏm. Cô Diệu biết anh đánh nhau với Dũng quán thì chết. Tì mím môi, mẹ mắng anh đành chịu cho anh không nhịn được thằng khốn đó được. Nà nhìn tay Tì, tay anh sưng to như vậy, thế nào cô Diệu cũng thấy. Tì nhún vai, anh sẽ nói tại té xe, lo gì chứ? Nà nhằn mặt, dạo này anh nói láo hay thật? Tì tỉnh bơ, anh nói láo vì người khác chứ đâu phải vì anh. Xùy dạ, anh chả có tội lỗi gì giáo nà phục phiệu em mới là nguyên nhân mọi tội lỗi hả tì cười cậu bóp nhẹ ngón áp út bắt đầu đau của mình thằng dũng quắn đúng là thứ tiểu nhân khốn nạn tì thể không đội trời chung với thứ đàn ông con trai như nó cậu ngập ngừng anh sợ khi anh đi rồi thằng dũng sẽ kiếm chuyện với na em phải hết sức đề phòng nó na gật đầu em biết mà hai đứa chợt im lặng ngoài kia biển bắt đầu sẫm màu biển đã thôi xanh và chuyển qua màu tím nà thẳng thốt chiều tới rồi sao mau vậy giọng ti tha thiết nà nà ngỡ ngàng quay sang và chạm phải gương mặt rất gần của ti cô bỗng cuống cả lên khi ti kéo nhẹ cô nà mềm người cô tựa đầu vào vai ti trái tim như muốn rơi ra ngoài nà có cảm giác ti cũng run như mình Hai đứa ngồi sát vào nhau nghe biển hát. Tì thì thầm bên tai cô, ước gì mình được ngồi như vậy hoài. Đà như bừng tỉnh, cô ngồi xích ra. Em sợ cô Diệu và Thím Huệ. Tì khẽ gắt, anh không muốn nghe từ sợ, anh không sợ gì hết và em cũng phải như anh. Nà để yên tay mình trong tay Ti Bên anh cô luôn thấy bình yên Nhưng ngày mai Ti đã đi rồi Ai có thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra trước một cuộc chia ly. Giọng Na nức nở, không có anh bên cạnh, Na sợ mọi thứ. Tì chắc lưỡi, Thì đại học xong anh lại về. Nhưng rồi anh lại đi, một mình em biết phải làm gì. Tì kêu lên, em đừng có khóc. Rồi cậu nâng gương mặt nhòa nước mắt của Na lên, tim cậu như bị ai xiết mạnh, tay vụng về, ti run run lau nước mắt cho cô. Ngay lúc đó, một cảm giác rất lạ chạy luôn trong cơ thể ti hai người biết nhau từ bé nhưng chưa khi nào cậu gần na đến gần như vậy ti đang run và na cũng vậy gương mặt và đôi mắt trong veo của cô sẽ theo ti khi anh vô sài gòn ti biết vậy và tự dưng trong anh dâng lên nỗi khát khao kỳ lạ nín thở ti cúi xuống na tròn mắt nhìn anh rồi cô khép mi ti cuống quýt đặt môi mình lên môi na môi cô mím lại, tay bấu chặt vai ti, rồi cũng chính na dịu dàng đáp lại môi ti. Đang trôi trong cảm giác bềnh bồng, na bỗng xô mạnh ti ra, làm cậu bật ngửa trên cát. Na chạy vội tới chỗ để xe đạp và cuống cuồng đạp đi khi ti thẳng thốt gọi tên cô. Na giật mình khi nghe giọng chị Su hậm hực réo ẩm lên bên rào. Chết rồi, chắc là chuyện đánh nhau ban chiều, liếc nhanh vào bếp, Nà không thấy bà Huệ đâu cả, cô chạy vội ra sân. Đứng ngay hàng rào, mặt xu hết sức hình sự, qua đây biểu coi. Nà kêu trời trong bụng, lưng còn đau ê ẩm, cô không thể nhảy rào như mọi khi. Mở cửa thật nhẹ, cô đi qua nhà ti. Trong sân nhà dựng một chiếc xe máy, hình như của dũng quán. Tìm đập thỉnh thịch, nà bước lên hàng ba vào phòng khách. Nà chạm ngay ánh mắt tóe lửa của bà Tuyến và Dũng Quán. Cô bối rối gật đầu chào, bà Tuyến khinh khỉnh quay đi. Nà lén lén nhìn ti, cậu đứng sau lưng bà Diệu, mặt cũng đằng đằng sát khí. Bà Diệu thẳng hắng trước khi lên tiếng. Còn Nà có mặt rồi đó, chuyện như thế nào, cháu nói đi Dũng. Dũng Quán dối như thật, lúc nãy cháu đã nói rồi. Con bé này và Ti đánh hội đồng cháu. Ti kêu lên, đồ nói láo. Mày và hai đứa nữa đánh người ta trước thì có Bà Tuyến chỉ vào mặt Na Tất cả là vì con danh này Nó thù thằng Dũng Nên mới xúi dục thằng Ti đánh Chị Diệu à Tôi và chị từ nào tới giờ Không hề xích mích Khi không lại xảy ra chuyện ẩu đà của hai đứa nhỏ Chân thằng Dũng bây giờ đau nhức dữ lắm Chị tính sao thì tính Bà Diệu điềm đạm Thằng Ti đã trình bày đầu đuôi với tôi rồi Tay thằng nhỏ bị đánh gãy ngón áp út tôi đã đưa vào bệnh viện băng bột và cũng đã nhờ công an can thiệp họ sẽ xử lý công bằng chị khỏi phải lo Na thẳng thốt nhìn ti cậu đưa tay bó bột lên rồi ra dấu ngầm báo cô đừng lo đứng gần đó dù bĩu môi khó chịu bà Tuyến có vẻ hơi khựng lại bà Diệu cao giọng nhân tiện đây tôi sẽ nhờ công an điều tra vụ mất trộm ở tiệm chị lần trước luôn bà Tuyến nói ngay con Na ăn cắp điều đó rõ ràng quá rồi còn điều tra gì nữa chị bà diệu nhìn bà tuyến chị bảo con bé na là nguyên nhân khiến hai đứa nhỏ đánh nhau công an phải điều tra cho lý do chứ chắc nay mai họ sẽ mời cháu dũng với hai đứa bạn lên đồn làm việc cháu ti lẽ ra sẽ vô sài gòn ngày mai nhưng tôi bắt nó ở lại cho xong chuyện này đã cây ngay đâu sợ chết đứng tôi tin con tôi vô tội con bé na cũng thế bà tuyến cười khẩy để rồi xem Chị đừng ỉ thế mình quen biết nhé. Bà Diệu tử tốn, tôi không bao giờ ỉ thế, cũng không hiếp đáp người khác. Dũng quán ném vào ti cái nhìn hận thù. Đồ dại gái, vì con na, mày bị gãy tay thật không đáng chút nào. Nếu biết chuyện này, thằng chó đốm nó cười vào mặt mày. Mặt na đỏ lên, cô không dám nhìn ai mà chỉ mong có chỗ đất nào nứt để được chui xuống. Bà Tuyến đứng dậy, về con, Thằng Dũng chống nạn khập khiễng bước đi, dù bước theo họ để đóng cổng, trong khi bà Diệu vẫn ngồi trên ghế. Căn phòng không vì bớt người mà đỡ ngột ngạt, Na lo lắm, cô chờ, nhưng không nghe bà Diệu nói gì về mình. Dù trở vào nhìn ti cô phán, thằng Dũng quán nhận xét đúng, mày quả là đồ dại gái. Mặt tì đỏ bừng lên, chị biết gì mà nói. Dù hất hàm, mẹ đã yêu cầu mày thế nào, mày có nghe đâu, dây vào nó hử xấu mặt chưa nước mắt na chảy ròng ròng cô ấp úng con xin lỗi tại con mà mà anh ti phải phải hô hô ti gạt ngang chuyện này không liên quan tới em nín đi nếu không có em ở đó bọn anh cũng đánh nhau xù cười khẩy giỏi dữ chỉ bọn vô lại mới giải quyết mâu thuẫn bằng nắm đấm bà diệu nhìn na ngồi xuống đây na diêu diếu nghe theo nghĩ tới chuyện ngày mai ti không được vào sài gòn cô chỉ biết khóc bà diệu nghiêm nghị bây giờ có mặt hai đứa cô nói luôn thể con na và thằng ti nghe đây từ giờ trở đi không đứa nào hò hẹn đi chơi với đứa nào hết cô dặn dạ lần chót con na hiểu chưa na nghẹn ngào dạ con hiểu bà diệu nhìn na con còn nhỏ lắm lo học đi đã ti lên tiếng không phải tại na đâu bà diệu ngắt lời mẹ không cần biết tại đứa nào nhưng mẹ rất bực mình trước chuyện vừa xảy ra đó là những rắc rối không nên có nếu nghe lời mẹ con đã tránh được rồi tì bướng mình con sẽ không tránh nếu rắc rối đó động tới lòng tự trọng của con dù cười cười kể cả chuyện trễ học sao không kịp ôn thi cho bằng người ta mày đậu cành mềm là cái chắc rồi tì khó chịu chị thích em thì rớt cho giống chị lắm hả em sẽ đậu cho chị thất vọng chơi. Dù bĩu môi, chưa biết ai thất vọng đây nữa, nhưng mày đừng có nói trước, coi chừng bước không tới đó nha. Nà nhìn Tì như ngầm bảo cậu đừng cãi tay đôi với chị Xu nữa. Tì nhún vai bỏ ra sân. Nà ngồi trên ghế đá và không biết phải làm gì. Dù đài nghiến, trầm sự cũng tại mày thấy chưa na? Bà Diệu bảo, con Sù chở mẹ đi công chuyện dù ngành mặt Cứ để nó trễ học Mẹ đừng lo làm gì cho phí sức Bà Diệu lắc đầu Mày làm chị mà nói nghe không được chút nào Thật là chán dù vùng vằng Mẹ lúc nào cũng bênh nó Quay sang Na xù nạt Không về cho rồi Định ngồi đó ám người ta chắc Na mếm môi đứng lên Cô lý nhí chào bà Diệu Rồi băng băng đi ra cổng Tì gọi giật lại Nhưng cô cắm đầu bước nước mắt na cứ thế mà tuôn nhà cô đang có khách chẳng cần quan tâm xem bà huệ trò chuyện với ai na chui ngay vô phòng khép cửa lại vụ việc này mà lùm xùm lên na khó sống yên với bà huệ chỉ nghĩ thế thôi cô đã muốn đổ bệnh giọng bà huệ vang lên làm na giật mình na coi nhà tao đi công chuyện đây vội vàng cô bước ra phòng khách và gật đầu chào bà tươi miệng cười rất vui, bà tươi bảo, chà, bữa này lớn đại rồi ha, đẹp gái quá chứ, để gì tìm cho một anh Việt Kiều chịu không? Nà gượng gạo nhách môi mà không biết mình đang cười hay đang mếu. Bà Huệ khoát tay, đi cho rồi bà ơi, hơi đầu mà mai với mối, nó không cha không mẹ, bộ dễ kiếm được chồng lắm à, trên đời có bốn cái ngu, ai khiến bà chui vô cái ngu thứ nhất vậy? Nà làm thinh bước ra sân đợi hai bà rời khỏi nhà Na đóng sập cổng lại rồi chạy ù ra đằng sau khóc òa lên chưa bao giờ Na thấy mình đơn độc như bây giờ những ngày hè với cô thật lê thê ảm đạm không bạn bè không người thân yêu rồi mai mốt cô không có cả ti Na chợt giật thót người khi nhớ lời bà Diệu lúc nãy còn còn nhỏ lắm lo học đi đã Na sẽ không có ti bên cạnh na sẽ không được nhớ tới ti vì na còn nhỏ lắm khóc mãi cũng chẳng vơi buồn na lủi thủi vào nhà đúng lúc nhỏ trang gọi ơi ới ngoài cổng con bé lại tới đây làm chi nhỉ lúc trưa ti đã nhờ nó bảo na ra biển chẳng lẽ bây giờ ti lại na mở cổng nhỏ trang giáo giác nhìn thím mày đâu na mệt mỏi đi với bà tươi rồi trang chăm chú nhìn na nó hỏi như bụt hỏi sao mày khóc Na tuôn một thời, tao gặp chuyện gì đâu không hà nà ngồi xuống bậc thềm đá xanh giọng nghẹn ngào, không khéo anh ti không vào Sài Gòn, rồi sụt xà sụt xịt, Na kể cho Trang nghe chuyện đánh nhau ngoài biển. chàng kêu trời liền miệng, thật bó tay với ông lão dũng quán và cả ông ti nữa, đánh nhau làm chi, cho lỡ chuyện học hành thi cử chứ. Nà mếu máu, tao sợ chuyện tới tài thím huệ thì chết. Chàng nói, nhắc tới thím huệ ta mới nhớ mẹ tao bảo sang đây nói với mày chuyện này nà lo lắng gì nữa đây chàng hạ giọng thím huệ đang kiếm người mua căn nhà này đó nà khựng lại cô hầu như không hiểu ý chàng mày vừa bảo sao chàng nhắc lại thím mày đang định bán căn nhà này bán cho ai chàng nhằn mặt ôi dào bà nhờ bà tươi dắt mối hài bà bí mật tìm người mua có người nói cha mẹ tao nghe nà thẫn thở sao thím huệ dám làm thế đây đâu phải là nhà của thím chàng chép miệng vậy mới có chuyện nà nhìn chàng chú lĩnh không ở nhà tao phải làm sao chàng hỏi thế giấy tờ nhà ai cất nà nói chú tao cất trong tủ thờ mày vào xem coi còn không nà bật dậy cô chạy vội vào nhà tìm chìa nà mở khóa tủ thờ cô run run lấy mấy cái cháp bằng gỗ môn cấn xả cử ra cái cháp vẫn được khóa Na lại lần mò vào trong tủ Để cái chìa bé xíu để trong hốc Hồi hộp cô cha mãi chìa khóa Mới vào ổ Nhỏ Trang nhìn ra cửa Nó cũng run như Na Trang nói để tao canh chừng Nhỡ thím huệ về bất tử thì chết luôn cả mẹ tao Na mở cháp Cô kiểm tra Sổ chủ quyền giấy xác nhận quyền thừa kế của ba Na Di chúc ông để lại cho cô Nhỏ Trang gật gù Thím Huệ nghĩ chú Lĩnh và mày không biết chuyện nên bà chưa dím mấy thứ này. Mày còn hên. Nà thử người ra, hên cái gì, thím ấy mà muốn tao cũng không ngăn được. Thím có thể làm giấy tay cho người mua mà. Chàng cao giọng sao lại không ngăn được, bà ấy đâu có quyền bán thứ không phải của mình. Nhà bà, bà ấy cho mượn, bà ấy ở đây được tiếng là nuôi cháu chồng, nhưng bà ấy đối xử với mày ra sao, cả xóm này ai cũng biết. Nà chớp mi, lời của Trang làm cô hết sức tủi thân. Trang lại bảo, mày giấu hết giấy tờ đi. Lỡ thím Huệ hỏi thì sao? Mày bảo không biết, hoặc mày nói chú lĩnh giữ. Nà nhìn Trang, có bao giờ chú tao bảo thím mới bán nhà không? Trang hơi khựng lại, cái đó thì tao không biết, mà chẳng lẽ chú lĩnh tệ như vậy? Nà nói như không tin lắm vào lời mình, chắc không đâu, phải không Trang? Nếu chú lĩnh không cho, Sao thím Huệ dám làm chuyện này, bán cả một ngôi nhà to như vậy, chứ đâu phải bắn một cây kim, trừ khi. Thấy Trang ngập ngừng na gặng, trừ phi cái gì? Trang thì thào, trừ khi thím mày bài bạc thiếu nợ, bà ấy phải bán trả nợ, nếu không bà ấy phải vô ngồi tù. Bán nhà là cách duy nhất để thoát vòng tù tội. Nà thẳng thốt, trời ơi, làm vậy là thím Huệ đâu coi chú lĩnh ra gì. Trang so vai, người có máu cờ bạc, thì còn biết thương ai sợ ai chú mày suốt ngày trên biển bởi vậy thím huệ mới tha hồ quậy nhỏ trang lên giọng như bà cụ non phải chi hai ông bà có con cũng đỡ mà thôi tao về đây mày liệu giấu hết giấy tờ đi nà đưa trang ra cổng quay vào cô thấy ti đứng bên rào cô dối cả lên khi nhớ tới tất cả những gì vừa xảy ra trong chiều nay dường như ti cũng không tự nhiên giọng cậu lạ hoắc Trang đến chi vậy Na? Na không biết phải nói sao nữa. Cô lắc đầu bước vào nhà. Ti vội nhảy rào sang. Ti vào theo Na giọng trùng xuống. Na giận anh hả? Na im lặng. Cô tránh ánh mắt của Ti. Đâu có. Mà anh qua đây làm gì? Lúc nãy cô Diệu đã nói rất rõ. Em không muốn anh bị mẹ mắng. Ti nhún vai. Anh cũng đâu có muốn. Mà nhỏ Trang đến chi vậy? Có chuyện gì không? Na chẳng muốn Ti biết chuyện này chút nào đầu óc ti còn tập trung cho việc học. Chả phải cô Diệu đã nói vậy sao? Nà dối như thật. Cha nghe anh đánh nhau nên tới hỏi thăm tại anh nhờ nó gọi em nên nó sợ. Tì lầu bầu mới đó đã đồn dùng lên về này chắc anh khỏi phố Sài Gòn rồi. Nà buồn hiu chị Xu nói đúng chăm sự tại em. Tì chắc lưỡi hơi đâu nà nghe chị Xu bà ấy vốn độc mồm độc miệng mà. Nà hạ giọng anh về đi, em năn nỉ đó. Tì giận dỗi, về liền đây, em khỏi phải đuổi. Mai anh không vô Sài Gòn, thì mốt, thì bữa kia, anh cũng vô. Lúc đó đừng than buồn vì không ai chơi nghen. Nà nóng mặt khi nhớ tới nụ hôn vụng về ngoài biển, cô chấn tĩnh lại và giọng thật chua hoa. Không dám than đâu, chuyện mới xảy ra, đủ làm người ta sợ rồi. Anh vô Sài Gòn sớm chừng nào tốt chừng đấy, em ghét anh. Ti hầm hầm nhảy rào về nhà. Na chợt nhớ mình chưa hề hỏi thăm bàn tay bị gãy ngón áp út của Ti. Nhưng cô không thể chạy theo anh dù chỉ chạy tới rào để hét to lên một câu gì đó như mọi khi. Trở vào nhà, Na đóng cửa lại. Cô ngồi trước mớ giấy tờ không biết phải làm gì. Cuối cùng, Na quyết định lấy ra nào là sổ chủ quyền nhà, giấy xác nhận quyền thừa kế, di chúc, tìm vài tờ báo cũ Nà bỏ vào cháp cô khóa lại trước khi cất vào tủ. Tìm một túi ni lông, Nà bỏ giấy tờ và chìa khóa cháp vô. Cô cột dây thun cẩn thận, Nà sẽ cất tất cả vào một chỗ mà thím huệ chẳng bao giờ để mắt tới. Tì trụ môi huyết gió để gọi Nà, cậu muốn nhảy qua nhà con bé nhưng lại sợ có bà la sát huệ ở trong nhà. Phải nén niềm vui xuống, kể ra cũng bị ức chế, nhưng dù sao ức chế niềm vui vẫn tốt hơn ức chế nỗi buồn. Nà lò dò bước ra, con nhỏ hất mặt lên, ồn ào quá. Tì cười toe vậy mà ồn, anh đang muốn hét to lên. Nà nhìn Tì rồi như nhớ ra cô gieo, có kết quả rồi hả? Tì gật đầu, để bà du khỏi chủ anh đậu cành mềm. Nà nhảy cẫng lên, phải khao người ta đó nha. Tì tít mắt, chuyện nhỏ, khao mấy lần cũng được mà anh la to được không? Nà gật đầu, được. Ti giang hai tay xoay một vòng, rồi hú lên như người rừng. Nà cười như nắc nẻ. Cô cũng muốn la để chia vui với Ti nhưng cô không dám. Đứng bên này hàng rào, Nà chỉ sợ chị Xu hay cô rượu ra mắng thôi. Ti thở hào hển Ôi mệt quá, nhưng cũng đã quá. Đâu phải lúc nào anh cũng được làm kim mau sư vương tạ tốn như vậy. Nà tấm tắc, anh cử thật, ôn thi trễ hơn người ta mà vẫn đậu. Tì cười, sang năm, Na cũng phải cử như anh. nà chớp mi, em sẽ cố, còn được hay không là chuyện khác. Tì nhèo mắt, tối nay anh khao, bún bỏ Huế nhé. nà lắc đầu, anh không sợ bị mắng hả? Tì ưỡn ngực ra vẻ ta đây, thì cử xong, kết quả đã có, ai dám mắng anh? Nà nói ngay, cô Diệu chứ ai? Tì hơi khựng lại, anh gãi gót, giọng nàn nỉ, mẹ không mắng đâu. Đi nha Na, lâu rồi mình không đi chơi. Na im lặng, cô đã hết hưng phấn với cái tin ti thi đậu. Cô đang nhớ tới những gì mà Na nói. Em ngán bún bò lắm rồi, với lại em đã hứa với cô Diệu, em không thể làm khác. Ti dậm chân, trời ơi, em đâu cần giữ kẽ đến thế. Tại hôm trước xảy ra chuyện nên mẹ mới nói như vậy cho anh chuyên tâm học na lắc đầu anh không hiểu gì hết ti nhíu mày hiểu về chuyện gì na nhìn ti giọng hết sức bình thản em ghét anh đó là điều anh không hiểu ti đứng sững sờ vì thái độ của na cậu bực bội đá hòn sỏi dưới đất và thấy đúng là mình không hiểu gì hết sao na lại nói thế ngay lúc đó ti nghe giọng thằng đốm oang oang ngay cổng nhà na cậu quay ra nghe ngóng và nhìn thấy mình vừa kỳ cục vừa khó chịu thế nào ấy đốm khoe bằng giọng như reo na ơi anh đậu rồi na ngọt sớt em biết thế nào anh đốm cũng đậu đốm cười toe toét có kết quả là anh chạy tới nhà na ngay à không biết thằng ti thế nào ha na Nà ra về dừng dưng anh ti cũng đậu hình như vậy thú thật em không quan tâm tới anh nên không rảnh lắm quên nữa anh vào nhà chơi nhé Tì lùng bùng lỗ tai, mặt nóng bừng lên vì tự ái, vì hụt hẫng. Lẽ nào, Na Nà thích thằng chó đốm? Tỳ khó lòng tin được, nhưng nếu không phải vậy, sao Na lại ngọt ngào đến thế? Tỳ dựa lưng vào vách, trong đời cậu chưa bao giờ có cảm giác bực tức như hiện tại, đó chắc là cảm giác ghen. Tỳ đấm tay bồm bộp lên tường, ngón áp út vừa lành chợt đau nhói lên, quả thật không sao hiểu đổi được con gái nếu na thích thằng đốm sao chiều đó na để cho ti hôn mũi ti cay xẻ cậu muốn khóc hết sức lẽ nào na ghét ti như cô vừa nói cậu chợt nhớ lại dũng quắn hôm đó dũng quán đã ném vào mặt cậu câu này nếu biết mày đánh tao vì con na thằng chó đốm sẽ cười vào mặt mày thằng đốm đi học tên trí nhưng bạn bè vẫn gọi nó là chó đốm thằng chó đốm ấy có gì hơn ti mà nhỏ na thích nó nghe cách nói của na mới ghét anh ti cũng đậu hình như vậy kiểu nói hở hững đó khiến ti điên lên vì tự ái thật bẽ bàng khi ti đã hạnh phúc khi nghĩ đến lúc hai đứa sẽ đạp xe lang thang dọc đường trần phú đầy lãng mạn uổng công suốt thời gian ôn thi ở sài gòn cậu luôn nhớ tới na càng suy nghĩ càng đau lòng Ti phóng xe ảo ảo ra biển, tới hàng dương, cậu thảy xe lên cát rồi ngồi phịch xuống nhìn ra khơi. Tháng 8, biển không còn xanh trong như tháng 6, cậu cứ nhìn từng con sóng đập vào bờ vỡ tan. Lần đầu trong đời, Ti hiểu thế nào là thất vọng. Na thu người trên ghế, cô nhắm mắt, cố không nghe những tiếng cười giòn tan, tiếng đùa giỡn lẫn với tiếng nhạc từ nhà Ti vẫn xoáy vào tai cô. Bữa nay cô Diệu tổ chức bữa tiệc nhỏ để ti khao bạn bè. Ti không hề mời Na mà chỉ có cô Diệu lúc nãy đứng bên rào gọi vọng sang bảo Na qua chơi. Na đã lễ phép cảm ơn cô rồi từ chối với lý do phải đi công việc. Chính vì lý do đó Na đành giúp trong nhà để khỏi ai thấy mình. Kể từ bữa ti khoe đậu, dù Na đi ăn khao và cô lạnh lùng từ chối tới nay hai đứa không hề gặp mặt nhau nói đúng hơn là có gặp nhưng ti phớt lờ không nhìn na cô biết ti giận nhưng giận đâu phải tính cách của ti na buồn lắm lúc nãy nhìn qua cửa sổ cô thấy có con nhỏ thoa dễ ghét từng làm tình làm tội na khi vào tiệm quang tuyến mua quả lưu niệm ti nói không thích nhỏ đó vậy mà anh mời nó chắc ti làm thế để chọc tức cô na chớp mi cô với tay lấy quyển sổ trên bàn quyển sổ bìa cứng màu đỏ đã có những bài thơ và những dòng viết ngẫu hứng của na cô định sẽ đưa ti xem một ngày nào đó nhưng ngày đó không đến rồi na mím môi định sẽ những trang đã viết nhưng không đành những dòng chữ được chắt chiêu nắn nót này vô tội na đã rất yêu nó kia mà âm thanh nhộn nhịp từ nhà ti càng lúc càng to có lẽ na không ở mãi trong nhà được nữa thay quần áo na dẫn xe đạp khóa trái cửa cô đạp một mạch tới nhà trang hy vọng con nhỏ đó ở nhà tới cổng na không phải gọi nhiều lần đã thấy trang xuất hiện với nụ cười hết cỡ trên môi nó mở rộng cửa tao định tới nhà mày đây na dắt xe vào chi vậy trang ậm ừ thì cũng có chuyện Nà ngồi xuống cái ghế này để trước hiên nhà Trang. Cô hỏi, anh Luân đâu? Trang ngồi xuống kế bên. Ông ấy ra hòn chồng chơi rồi. Mày hỏi ông Luân chi vậy? Nà ậm ừ, tại không thấy ảnh thì tao hỏi thôi. Trang cười cười, cũng may ông Luân đậu thủy sản hạng chót mà tao mừng lắm. Bà tính khao nhà hàng, nhưng ba tao không chịu. Ông ấy nói đậu hạng chót mà khao, có thiên hạ cười vô mặt. Nhìn Na Trang hỏi, ờ ông ti có khao không nà nốt nước bọt có đang khao dần dần ở nhà kìa ủa sao mày nà cắt ngang lời chàng người ta không mời tao chàng ngỡ ngàng không mời là sao nà ứ nghẹn ở cổ là không mời chứ sao chàng kêu lên trời ơi lão ti tệ vệ hả mới thi đậu đại học đã thành người khác rồi nà ngập ngừng chắc anh ti giận tao nên mới như vậy chàng hỏi tới mày làm gì mà lão nổi giận là buồn buồn cô diệu và thím huệ đều lên tiếng yêu cầu hai người chàng nhún vai ông ti phải hiểu mày chứ ai lại giận mày là lắc đầu không đâu lúc nãy cô diệu có gọi tao sang chơi nhưng tao từ chối chàng bĩu môi bà mở lơi từ chối là phải người ta đã như vậy mày buồn làm gì người ta đã như vậy mày buồn làm gì tao nói mày có nghe không na gượng gạo cười chàng hùng hồn tao sẽ biểu ông luân khao hai đứa mình mày thích ăn món gì na hở hững mày thích món nào tao sẽ thích món đó chàng nhằn mặn mày không có lập trường gì giáo chán na chuyển sang chuyện khác mày định tới nhà tao chi vậy chàng vỗ tay đánh bốt ờ quên nữa con bé hạ giọng Bà Huệ bán căn nhà đang cho người ta mướn chứ không phải bán nhà của mày. Nó thẳng thốt. Trời ơi thiệt không? Chàng nhìn nà. Sao lại không? Thím Huệ mướn cỏ ra phường chạy giấy tờ. Nhìn tên chú lĩnh trong hồ sơ mẹ tao nhận ra liền. Bà Huệ bán xong mà thế nào cũng tính tới căn nhà của mày. Nà chép miệng. Tao giấu hết giấy tờ rồi. Chàng gật gù Vậy thì tốt đợt này chú lĩnh về mày phải nói cho chú biết sự thật Na vẫn còn thẫn thờ sao thím huệ lại làm như vậy chứ chàng chùa ngoà sang với trang gì bà thua bài đậm lắm rồi phải bà ấy phải bán được phải bà ấy bán được mày bà ấy cũng bán Na làm thinh nhưng trong bụng rối tung cả lên đang buồn chuyện này giờ lại gánh sang chuyện khác chàng nói mày phải lo cho thân mình trước Chú lĩnh cứ đi biển biệt như vậy, mày khó lòng sống yên với bà Huệ. Nà thở dài, tao biết làm gì bây giờ. Chàng ngập ngừng, mày không có địa chỉ của mẹ mày à? Nà nhìn đạn kiến bỏ dọc chân tường, có, nhưng tao không trông đợi gì ở mẹ hết. Chàng cao giọng, mày nói vậy chứ, chẳng lẽ bác ấy không có chút trách nhiệm nào với mày? Nà chống cằm, mẹ tao đã có một gia đình khác, tao không đời nào muốn chen chân vào đó. Chàng gật gù, bức bối quá, tao nói vậy thôi, chứ đúng là khó khi tự nhiên bây giờ mày lại về sống với mẹ trong một gia đình mà chính mẹ mình cũng là người xa lạ. Nà uể oải, tới nhà mày để được vui vẻ thoải mái, ai ngờ toàn nghe những điều lùng bùng lỗ tai. Chàng an ủi, thôi đừng giàu dĩ nữa, đi ăn chè đậu ván nhé. Nà nhún vai, với tao lúc này chè ngọt cỡ nào cũng trở nên đắng. Tràng kêu lên làm gì mà chua chát dữ vậy phải là quan yêu đời lên mày à kéo tay na chàng bảo đi rồi mày sẽ thấy trẻ vẫn ngọt na đứng lên theo cái kéo tay của chàng hai đứa xong xe về phía biển ngang tiệm quang tuyến na thoáng thấy dũng quán dũng quán đang ngồi trên yên xe dựng phía trước tiệm với vài ba đứa bạn mặt mày chỉ nhìn sơ qua cũng biết là đổ quỷ quái nà bình thản đạp xe ngang mặt chúng cô nghe tiếng một đứa huyết sáo gió to điều này chứng tỏ dũng quắn đã thấy nà tự nhiên lòng cô đẩy bất an nà nhìn chàng nó vẫn vô tư nó không nghĩ nà đạp xe nhanh hơn khiến chàng phải ngạc nhiên chàng ngoắc làm gì mà như chạy giặc vậy nà ậm ừ tao đang tránh dũng quắn chàng nhìn quanh nó đâu nà nốt nước bọt nó ngồi trước nhà với đám toàn ma quỷ Tao sợ bọn chúng theo sau mình Chàng cười khẩy Mày đi với tao Đố thằng nào dám theo Cứ đạp xe tà tà xem sao Na thấy yên tâm Vì những lời như đinh đóng cột của Trang Ba mẹ Trang làm ở ủy ban Chức vụ đều khá to Thằng Dũng có đầu gấu cỡ nào Cũng phải biết kiêng nể chứ Hai đứa tấp vào quán trẻ Trang bảo phải ăn nhiều vô Để lấy sức mà học Năm nay thi Tao cấm mày, lo nghĩ vẩn vơ. Không được nghĩ lẩn thần đấy, mày phải thi đậu để lão ti về ân hận khi đã chảnh với mày. Nà nhìn chàng, tao phải thi đậu vì bản thân mình chứ không vì ai hết. Chàng vỗ tay, nói rất hay, cố lên, cố lên. Một lát về ngang mã vòng, tao đãi mày thêm một chậu bánh canh cá bá cháy. Nà chép miệng, không ai ăn ngọt xong mới ăn mặn ngược đời như mày. Chàng thản nhiên, ngược xuôi gì cũng vào bụng. Mày nguyên tắc quá, khó sống lắm. Nà làm thinh, cô không nghĩ mình là người nguyên tắc. Nhưng trong cuộc sống, người ta phải tuân thủ một số quy định nếu không muốn bị cô lập. Hai đứa đạp xe về, ngang qua khu mã phòng, hàng hàng món ăn, nà lắc đầu từ chối. Thật tình mà nói, cô không bụng dạ nào nuốt bất cứ món ngon vật lạ nào khi nghĩ ở nhà ti và đám bạn đang vui như hội na cố tránh rồi cũng phải về nhà cô mở cửa thật nhẹ như sợ bên kia ti và cả nhỏ thoa dễ ghét biết cô đang vào nhà bên đó ổn như giặc ai thèm để ý tới na kia chứ na giật mình vì có tiếng con trai gọi mình ngoài cổng lại là đốm lúc này có đốm bên cạnh đúng là đỡ buồn na mở rộng cổng cho đốm chạy xe vào Đốm vừa dựng chống xe vừa hỏi Lúc nãy Na đi đâu vắng vậy? Na trả lời Em xuống nhà nhỏ trang Hai đứa đi ăn chè đậu ván Đốm ngóng sang nhà ti Vậy mà anh tưởng em sang bên đó Na làm thinh Đốm lại nói Ti khao bạn bè chuyện nó thi đậu phải không? Na ậm ừ bước vào nhà Anh thấy rồi còn hỏi Đốm cười khẩy Anh chúa ghét những trò phô trương này Ở Nha Trang đầu chỉ có mình nó đậu đại học. Nà có ý bênh vực, bạn bè đòi khao, không lẽ anh ti làm thinh. Đốn nhúng vài, rủ nhau ra quán thế là xong, khỏi phiền người lớn. Nà bĩu môi, ra quán còn nổi đình đồi đám giữ nữa. Đâu phải ai cũng thích ra quán như anh. Đốm khựng lại, anh đâu nói mình thích ra quán, mà sao Nà bênh thằng ti quá vậy. Nà chùa ngoà, bênh hồi nào anh hỏi câu thấy ghét Đốm cười cười Đừng có ghét, anh hỏi chơi thôi mà Tìm em chi vậy Đốm gãi ót Ờ, thì định mời Na đi ăn khao Na quẹt mũi, ra quán hả Đốm gật đầu, ra quán Nhưng anh chỉ mời mình Na thôi Na lè lưỡi Em không dám đi đâu Đốm chép miệng, lại sợ thím Huệ Nhất định, anh sẽ xin phép thím Na Nà, dãy này Thôi, em là nỉ anh đó Thím em sẽ chửi em đủ ba ngày ba đêm Đốm nhìn Na Không lẽ em cứ chịu đựng như vậy hoài Na mím môi Em không chịu đựng hoài Nhưng bây giờ chưa phải lúc em cãi lời thím Huệ Em không muốn chú lĩnh buồn Thôi thì dáng mệt chút Sang năm em cũng đi Em đi đâu? Đi học như anh với anh Ti Đốm tư lự Chỉ sợ bà Huệ không cho em vào Sài Gòn thi thôi Nà thản nhiên đó chính là lúc em chấm dứt sự chịu đựng. Đốm tấm tắc, em cử lắm, anh ủng hộ em. Nà nói ngay, nếu vậy đừng rủ em vào quán nữa. Đốm dìu mặt, biết rồi, đợi sang năm em vào Sài Gòn, anh sẽ tha hồ đãi em. Nà cắt cớ, đãi em cơm bụi chắc. Đốm cao giọng anh đâu tệ dữ vậy. Nà bắt bẻ, sinh viên sống xa nhà, lấy đâu ra nhiều tiền tha hồ đãi em đốm ưỡn ngực. Anh sẽ làm thêm, sinh viên chỉ cần chịu khó như anh, dễ kiếm tiền lắm. Nà chống cằm em mong mau mau được đi học xa như anh ghê. Đốm nói, một năm chúi đầu vào sách vở, coi vậy chứ mau lắm, rồi em sẽ tự bay nhảy, tự do, làm theo ý thích của mình. Nà mơ màng, sướng nhỉ. Hai đứa cùng im lặng, Nà tưởng tượng tới lúc mình được tự do bay nhảy, tự do làm theo ý thích của mình và khao khát giọng đốm nghiêm nghị thay vì khao na một bữa ở quán anh sẽ tặng na một món quà nhất định nhé na na chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng bà huệ ngoài cổng con na đâu rồi na nhìn đốm rồi chạy vội ra dạ bà huệ hất hàm đứa nào trong đó vậy na ấp úng dạ anh đốm bà huệ đầy nghiến tao đi vắng là kéo con trai về nhà mày mất nết vừa thôi, càng lớn mày càng giống mẹ mày. Nà đành mặt lại, thím không được nói tới mẹ con. Bà Huệ chống lại, chà, bữa nay mày ngon quá ha, nói tới mẹ mày thì sao, tốt lành gì đó. Nà chợt bùng lên cơn giận, cô nghe giọng mình lạc đi, mẹ con vẫn hơn thím nhiều thứ. Bà Huệ sấn tới, đồ mất dạy. Từ trong nhà, đốm chạy ra đứng trước Nà, cậu khoanh tay thật lễ phép. Con chào cô. Bà Huệ khựng lại. Nghe bà Tươi nói mày đậu đại học hả? Đốm tiếp tục lễ phép. Dạ, nãy giờ con chờ cô về. Bà Huệ ngạc nhiên. Chi vậy? Đốm nói dài dòng. Con chờ cô về để xin phép cô cho con mời na đi ăn khao mừng con đậu đại học. Bà Huệ cười khẩy. Chà, ăn khao hả? Thằng Ti ở bên cũng đang khao từng bừng kìa. Nhưng nó đâu thèm mời con na. Mày coi vậy mà biết nghĩ hơn nó Đi đâu thì đi đi Đúng cười toe Dạ con cám ơn cô Bà Huệ xua tay Ơn nghĩa gì mày ơi cứ vui vẻ đi Nà bối rối đứng chờ ra Cô thấy lo trước thái độ của bà Huệ Vừa mới mắng chửi Thậm chí định đánh cô Bà đã đổi khác Thường ngày dễ gì bà thoải mái như vậy Đi Nà Nà vẫn đứng yên Bà Huệ cọc lốc Đi đi rồi còn về sớm Na nhìn đốm Chờ em một chút Vào phòng mình Na thay bộ quần áo khác Cô soi gương và tạm hài lòng với mái tóc Và bộ quần áo đang mặc Na trở ra Cô sượng cứng trước cái nhìn soi mói của bà Huệ Cô cố thản nhiên Thưa thím con đi Đốm hổ hởi dẫn chiếc xì tì ra cửa Na lên ngồi sau lưng Cô liếc về phía nhà ti và gặp ngay gương mặt lạnh tanh của cậu ta. Chạy xe ngang chỗ ti đứng, đốm đưa tay lên chào. Tất cả lùi dần sau lưng na. Bỗng dưng cô chỉ muốn khóc mà không biết tại sao. Ti giật mình vì tiếng đập đổ. Tiếng đổ vỡ vang lên từ nhà na. Âm thanh chói tai mỗi lúc một lớn. Sáng nay cậu thấy ông lĩnh về. Chẳng biết bên đó đã xảy ra chuyện gì nữa. Ti ngồi dậy, mặc kệ mặt mày ngái ngủ giấc trưa tì vờ cái áo thưa trỏng qua đầu rồi bước ra sân bà huệ đang dậm chân rồi nhảy dựng lên như đồng trên sân bà đập vào ngực mình thủm thụp rồi chu chéo ôi trời ơi ông lĩnh ơi là ông lĩnh sao ông đành đoạn như vậy ông mèo mả gà đồng nay con này mai con nọ tôi có nói tiếng nào đâu vậy mà ông nghe lũ hổ ly đó về nhà hạch sách cha khảo tôi mẹ ba con nhỏ nào to nhỏ với ông là tôi bán căn nhà ở chợ xóm mới mẹ ba con nào mách lèo tầm bậy cho gia đình nhà tao xảo xáo tì giật mình khi nghe ông lĩnh quát câm mồm bà lại tôi nói có sách mách có chứng liệu mà đem tiền cọc trả cho người ta đi bà không bán lậu bán chui căn nhà đó được đâu đồ đàn bà ngu bà huệ vẫn ong óng bằng chứng đâu ông trưng ra đi Ông lĩnh cười khẩy. Tôi trưng bằng chứng ra rồi thì bà cũng cút khỏi nhà này. Bà muốn sao? Bà Huệ thách thức. Ông không dễ đuổi tôi đâu. Rồi ông coi tôi sẽ xé xác con quỷ cái đó ra trăm mảnh. Ông lĩnh trừng mắt và lừ đừ bước tới. Tôi đố bà dám. Nà chạy ra đứng giữa hai người. Ông lĩnh quát. Mày đi vào. Nà lắc đầu. Chú không được đánh thím. Ông lĩnh hầm hờ. Hừ. Bà có thương gì mày mà mày bênh? Nà nói cứng, mấy năm nay nếu không có thím Huệ thì đâu ai lo cho con. Con sống với thím còn nhiều hơn với chú, chú không được bỏ thím. Ông lĩnh lạnh lùng, tao không bỏ, nhưng bà ấy không được theo phá tao, vậy thôi. Ông lĩnh đá mạnh cánh cửa rồi đi ra đường. Bà Huệ nhìn theo ông với đôi mắt tối sầm. Nà chợt thấy tội nghiệp bà Huệ. Cô muốn tới kế bên an ủi nhưng lại ngại. Rõ ràng giữa hai người vẫn còn một khoảng cách. Nà ngập ngừng, thím vô ăn cơm. Bà Huệ uể oải, ăn gì nổi mà ăn, tao tới nhà bà tươi đây. Nà nhìn bà Huệ lủi thủi bước ra đường mà thở dài. Quay vào, Nà thấy Ti đứng bên rào, cô chớp mi rồi bước đi. Ti gọi, Nà. Nà đứng lại, Ti nói, ngày mai anh đi Sài Gòn. Nà nhún vai, đâu ăn thua gì tới em, ti giữ người, cậu bụt miệng một câu ngớ ngẩn, thiệt hả? na gật đầu thiệt, nhưng em chúc anh có nhiều bạn mới, dứt lời na đi một mạch vào nhà và đóng cửa lại, ti ngồi phịch xuống thềm, cậu đau đớn trước sự thay đổi của na, từ khi được bà huệ cho đi chơi với thằng chó đốm, na khác hẳn, con nhỏ luôn phớt lờ khi đụng mặt ti, nó làm cậu quê với bạn bè hết sức. Ti ấm ức hồn nguội, Na vốn đa cảm, về tâm hồn rất hợp với Ti, cậu không thể tin những câu chuyện đẹp hai đứa từng nói với nhau đã chóng vánh bay khỏi tâm trí Na. Cậu không tin nụ hôn đó chỉ là một thử nghiệm của Na. Ti không tin những câu thơ dễ thương nhưng sâu lắng của con bé là những lời sáo rỗng. Ti vào nhà, mới 11 giờ trưa mà cậu tưởng sắp hết một ngày có lẽ vì giấc ngủ vừa rồi say quá nên khiến ti không ước lượng đúng thời gian cũng nên bây giờ biết làm gì đây khi hành trang trên đường ti đã chuẩn bị xong cả rồi cái cậu chưa làm được là một lời từ biệt thật đúng nghĩa mà nhỏ na làm sao vậy chứ ấm ức đi vào rồi đi ra ti nhảy rào sang nhà na cậu đứng ngay trước cửa nói vọng vào na anh muốn nói chuyện với em Bên trong không hề động tĩnh gì cả Ti cao giọng Anh biết em đang nghe Anh rất buồn khi tự nhiên hai đứa như hai người dưng Phải nói gì với anh đi chứ Ti im lặng nghe ngóng Con nhỏ hóa câm từ hồi nào rồi vậy Hay nó muốn ra về ta đây chung thủy với thằng đốm Nên không thèm ở hử trả lời Ti Tự nhiên Ti nổi cọc lên cậu nói Em đâu cần phải làm như vậy Để chứng tỏ mình trung thành với thằng đốm trong nhà na ức suýt òa ra khóc vì những lời dễ ghét của ti anh thật ác khi nói như vậy với na môi mím lại na vở câm vở điếc cô vẫn chưa quên những gì cô diệu nói với mình cô là con mồ côi dù nhà nghèo nhưng cô rất tự trọng cô không muốn người khác nói với cô một vấn đề tới hai ba lần nhất là người đó lại là cô diệu một người rất tốt với cô ti hậm hực anh hơi bất ngờ khi biết em thích thằng đốm thì ra lâu nay những gì em nói với anh đều là láo láo tới mức nà hết dám nhìn anh mà toàn trốn tránh khi nghe anh gọi tì cười khẩy chơi với nhau bao nhiêu lâu không ngờ anh lại lầm người con gái thật đáng sợ anh chắc khó mà quên em một người dối trá nà nghẹn ở ngực cô ngồi xuống ghế hai tay bấu vào cạnh bàn hình như ti đã về nhà nà thở hắt ra cô lấy quyển sổ ti cho ra đọc lại những dòng mình đã viết tất cả những lời thương yêu nà đều dành cho ti nhưng có lẽ chỉ nên mình na biết mà thôi lật từng trang viết được chắt chiêu từ trái tim non dại nà sụt sùi khóc không có ti ở gần nà biết mình sẽ đơn độc hơn bao giờ hết nhưng bây giờ ti ở cạnh bên nà có bớt lẻ loi đâu hai đứa thành người lạ mất rồi mở cửa bước ra sân na nhón chân nhìn sang nhà ti bên đó yên lặng hoàn toàn chắc là không có ai na thở dài quay vào ngoài cổng giọng bà tươi hốt hoảng na na bà huệ bà huệ bị người ta đánh gần chết rồi mày mau ra bệnh viện coi sao na hết hồn hết vía vì những lời sấm sét của bà tươi tay chân quính quáng cô xách xe đạp vội chạy ra Trời ơi, chuyện gì vậy không biết nữa. Na chờ kịp hỏi bà tươi đã đi mất. Ai đánh thím huệ kìa. Na nóng ruột quá. Cô sực nhớ mình không có lấy một đồng trong túi vào bệnh viện biết xoay sở sao đây. Những lúc như vậy Na cần có ti kế bên biết bao. Tự nhiên cô bật khóc, khóc ngon lành mà không sao kiềm chế được. Tới bệnh viện Na gọi xe chạy ào vào phòng cấp cứu. Na thật ngạc nhiên khi thấy ông lĩnh có mặt ở đó ông đang đi tới đi lui đầy bồn chồn lo lắng nà vừa thở vừa hỏi thím sao rồi chú ông lĩnh lắc đầu tao không biết nà thắc mắc chuyện gì vậy chú ông lĩnh ngắc ngứ tự nhiên yên lành không muốn muốn ăn đòn nhưng ai đánh thím vậy ông lĩnh làm thinh không trả lời ngay lúc đó bà tươi tất tả bước vào bà hỏi ngay thím mày tỉnh chưa nà trả lời còn mới tới có biết gì đâu mà sao vậy cô tươi bà tươi nhìn ông lĩnh giọng hằn học hỏi ông chú đáng kính của mày đó hử đổ bạc bẽo đổ ác độc nà thẳng thốt chú lĩnh đánh thím huệ hả cô bà tươi cọc lốc ông không đánh vậy là ai bà tươi nghiến rằng con bổ nhí của ông nó đập vô đầu bà làm bái xỉu nà kêu lên trời ơi sao lại có chuyện ngược đời như vậy bà tươi nói khơi khơi tao sẽ xúi bà Huệ thưa cho chú mày và con kia đi hậu tòa nà hạ giọng thôi mà cô bà tươi cười khẩy mày là cháu ruột nên bênh thằng cha là đúng rồi ông lĩnh chỉ vào mặt bà tươi đừng díu vô gia đình chuyện người khác nghe chưa tôi cho cô nằm viện chung với bà luôn đó bà tươi chống nạnh anh ngon quá ha thử đụng vô tôi thì rồi biết nà nằn nỉ còn xin cô chú mà. Phòng cấp cứu mở cửa, cô y tá cao giọng người nhà của Hà Thị Huệ đóng tiền chụp hình đầu. Ông lĩnh vội bước tới cầm tờ giấy và hỏi, vợ tôi sao giữ cô? Cô y tá lạnh ngắt, chưa biết. Ông lĩnh đi đóng tiền, bà tươi kéo vai na lại rồi ngồi ở bên ghế băng sát vách. Bà hỏi, mày theo phe ai? Thím mày hay theo phe con bổ nhí của ông? na trả lời, Hồi nào giờ con biết mình thím huệ hả? Bà tươi gật gù Tốt, vậy mày phải làm sao để ông lĩnh đừng có bỏ bà ấy? Nà bối rối, chuyện này con đâu có quyền, nhưng con chỉ biết mình thím huệ thôi. Bà tươi cao giọng nói thì nhớ đó. Bà tươi nhìn nà, bà huệ đánh con hoài, con không thù bà ấy sao? Nà im lặng, một lát cô nói, lúc bị đánh, con ghét thím lắm, nhưng sau đó thì thôi, Chắc gì ở với mẹ con không bị đòn." Na ngập ngừng, "Con chỉ buồn chuyện Thím Huệ lén bán nhà, Thím Huệ gàn thiệt." Bà tươi nói ngay, "Tại chú mày có vợ bé, bà sợ căn nhà sẽ về tay con đó nên mới lén bán trước, chứ không phải thím con thiếu nợ vì thua bài hả? Thì bà cũng có mắc nợ, nhưng đâu tới nỗi phải bán nhà, bà Huệ lo thủ thân mới làm như vậy, mày đừng có trách bà." Nà chép miệng, Hồi nãy chú lĩnh đã hứa là không bỏ thím huệ rồi, thím còn chọc tức chú làm chi. Bà tươi lắc đầu, ai lại chịu chung chồng, mày còn dại lắm nên mới nghĩ thế, ớt nào cũng cay, gái nào cũng ghen. Chú lĩnh của mày ác khi coi bà Huệ như món đồ hết xài, bỏ thì tội nên cứ vứt vào xó nhà rồi thản nhiên mua thứ mới. Nà ngỡ ngàng nhìn bà tươi, bà nói đúng không ta, Ai cũng có trái tim Thím Huệ hay là mắng Thậm chí đánh Na rất đau Nhưng Thím cũng nghe đầu hồi trẻ Thím cũng là người đẹp Chú Lĩnh phải cực khổ theo đuổi mới cưới được Nếu hai người có con cái Chú Lĩnh có đối xử tệ với Thím không? Thật ra Na không hiểu nổi người lớn nghĩ gì Như chú Lĩnh lúc này chẳng hạn Nhìn chú tất tạ đi như chạy Trên hành lang bệnh viện Ai dám nói chú không còn thương Thím Na nói chú còn thương thím huệ chẳng qua chú muốn có đứa con bà tươi cười khẩy đó là luận điệu của đàn ông tin bọn họ thì chết không có đất chôn con à nà biết chồng bà tươi cũng có vợ bé và bỏ bà của bơ cù củ bất có lẽ vậy nên khi nói tới đàn ông bà thường mạnh miệng chỉ chiết nà đoán chắc chính bà tươi xúi thím huệ bán nhà chứ không ai khác phòng cấp cứu mở cửa y tá đẩy xe ra thím huệ đã tỉnh nhưng rất mệt mắt thím trừng trừng nhìn quanh như không nhận ra ai bà tươi và na lúc xúc chạy theo xe bà tươi gọi nhưng thím huệ vẫn nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn na lạnh cả người cô nhìn bà huệ và rụng rời khi nghĩ bà đã mất trí vì cú đánh vào đầu của người đàn bà kia sơn lặng lẽ nhìn bà diệu mới nửa năm không gặp thôi mà mẹ anh yếu hẳn đi trứng thấp khớp khiến bà chậm chạp nhiều bà không nói nhưng sơn thừa hiểu mẹ không đồng ý cuộc hôn nhân này bà rượu ca cầm mẹ mệt mỏi lắm rồi con dù muốn làm gì thì làm mẹ không còn đủ sức để ngăn cản ai hết bây giờ nó có coi cha mẹ ra gì đâu tội nghiệp ba mày ổng thương nó là thế kỳ vọng vào nó là thế sơn an ủi con thấy đâu có gì để ba mẹ buồn thời buổi này Chồng kém vợ năm ba tuổi cũng là chuyện bình thường. Bà Diệu gắt, thường ở đâu tao không biết, chứ ở khu mã vòng nhỏ xíu này, tao xấu hổ lắm. Mấy con mụ ngồi lê đôi mắt, tha hổ buôn chuyện, tao không dám ló mặt ra đường luôn. Sơn chép miệng, quan trọng là chị Xu thấy hạnh phúc thì được rồi. Mẹ đặt nặng vấn đề làm chi? Bà Diệu hạ giọng, mày không sốc khi thằng đó từng vào tủ ra khám, từng đánh mày gãy ngón tay à? sơn thừa nhận nhận được thiệp cưới còn có sốc nhưng cũng thôi chuyện đâu vào đó cả rồi còn gì bà tuyến với mẹ cũng là chỗ quen biết bà diệu ngắt lời sơn quen biết để nhận ra họ hàng không phù hợp với nền nếp gia đình mình sơn im lặng anh không nên tranh luận với mẹ về chuyện này bà luôn đặt nặng vấn đề nền nếp gia đình chính vì vậy anh và na đã lạc mất nhau ngày đó sơn không đủ bản lĩnh để giữ na cho mình giờ thì biết tìm cô ở đâu sơn đứng dậy còn tới nhà bạn một chút bà diệu hơi khựng lại khi thấy sơn đột ngột chấm dứt câu chuyện bà nói lấy xe mà đi nhớ cẩn thận ở đây bây giờ đường mở rộng xe nhiều bọn trẻ phóng rất ẩu sơn lấy chìa khóa xe trên vách anh nghe tiếng còi tàu và bỗng dưng xúc động lâu rồi anh mới được nghe lại âm thanh này thứ âm thanh ngày xưa từng theo Sơn vào tận giấc ngủ. Sơn tới nhà Luân, anh nhấn chuông và chờ. Mẹ Luân ra mở cửa, bà nheo nheo mắt nhìn Sơn, anh mỉm cười, con là ti đây bác. Mẹ Luân mừng rỡ, giữ ác, lớn đại hét. tao nhìn không ra. Sơn ngồi xuống ghế đá dưới gốc mận, Luân từ trong băng băng ra. Hai người tay bắt mặt mừng, giọng Luân có vẻ trách móc, mày bỏ xứ luôn ha. Sơn nói, bỏ đâu mà bỏ tại công việc đó thôi ra quán đi mày sơn gật đầu anh ngập ngừng nhỏ trang đâu kêu nó đi với luân cười cười nó ở nhà người khác hơn nửa năm rồi sơn khá bất ngờ vậy mà tao đâu có hay biết gì thì bây giờ biết có sao đâu hai người vào quán cà phê gần nhà thờ núi luân hỏi về dự đám cưới chị xu phải không sơn gật đầu anh chép miệng Bà già tao chẳng vui gì với cái đám cưới này, còn tao thì quá bất ngờ. Không hiểu sao bà Xu lại dính với thằng Dũng Quán. Luân so vai, nhà Trang bây giờ thay đổi nhiều, con người cũng vậy, chị Xu mày thích nhảy đầm, quen thằng Dũng là phải rồi. Sơn lắc đầu, bà mẹ tao chiều bãi quá, bây giờ thở than gì thì cũng muộn. Uống ngụm cà phê Luân nói, Dũng Quán dạo này khác xưa rồi, tao nghe nói, nó sợ bà Xu lắm nên có tu tình làm ăn. Sơn nhìn Luân, tao vẫn chưa gặp lại nó. Sơn cười khẩy, nghĩ phải kêu nó là anh, tao đã thấy dị. Luân cười khỉ khỉ, đời mà, làm sao biết được chữ ngờ. Sơn ngẫm nghĩ, trời đánh như nó mà sợ bà Xu à. Luân hấp háy mắt, mày nên tin, dần ở đây còn đồn bà Xu nhà mày dụ dỗ thằng Dũng nữa kìa. Sơn hơi khó chịu vì lời Luân vừa nói anh không nghĩ bà chị mình tinh vi đến mức dụ được một thằng cáo như Dũng Quán. Nhưng chị Xu lớn tuổi hơn nó nên bị mang tiếng dụ dỗ Luân bỗng đổi giọng. Mày có gặp con Na không? Sơn sững người, anh ấp ống. Không, tao không biết Na đang ở đâu. Luân nói, lần đám cưới con Trang, Na có vẻ ở chơi. Sơn bỗng hồi hộp. Na như thế nào rồi? Tao không biết, lúc chàng đám cưới tao đang ở Singapore đâu có về được. Sau này tao nghe kể lại khi thấy Na chụp hình chung với vợ chồng con Trang. Sơn trầm tư, tụi tao coi như lạc nhau 6-7 năm nay. Luân nhèo mắt, lạc nhau à? Sao mày không giao trên TV ở một tìm người thân? Im lặng một chút, Luân nói tiếp, mày chưa bao giờ đi tìm Na, đúng không? Luân gật gù cũng phải, kế bên mày lúc nào không là con nhỏ thoa em thằng kiệt sơn bị bất ngờ ai nói với mày luân dài giọng nhỏ thoa có bà con bên chồng với trang gặp con trang nó hót về mày nghe mê luôn sơn cau có nó hót cái gì về tao luân phát một cử chỉ đại khái tụi bay là một đôi vậy thôi sơn lắc đầu mày tin nó à luân vặn nếu không phải thế thì là gì sơn nói nhỏ thoa không thể giữ được trái tim tao nhưng chắc nó cũng giữ được phần xác của mày và nó có vẻ tự hào với điều đó sơn cười khẩy không trả lời hai người rơi vào im lặng một lát sau sơn hỏi sang chuyện khác thằng đốm thế nào mày có tin của nó không luân ngạc nhiên nó cũng ở sài gòn mà sơn nói sài gòn đâu phải như bàn tay để muốn tìm thứ gì cứ xòe ra mà lấy luân xòa cằm quên nữa mày có ưa gì thằng đốm hồi đó mày dù không chung lớp nhưng hai đứa bầy ghét nhau như chó với mèo cứ hễ gặp mặt là đứa nào cũng kênh kênh thấy ghét nhìn sơn luân thắc mắc sao bây giờ mày lại hỏi nó sơn so vai không lẽ tao chỉ hỏi được những người tao thích luân xua tay không ý tao không phải vậy sơn hỏi tới mày không biết gì về nó thiệt hả luân ngẫm nghĩ chắc con trang biết dễ gì nhỏ na không tâm sự với nó sơn sụ mặt luân vội vàng nói tao chỉ đoán mò vậy chứ thật sự con nhỏ na và thằng đốm thế nào tao không nắm được tao và nó đâu có thân thiết gì sơn hỏi mày cho tao số điện thoại nhỏ trang được không luân gật đầu được chứ nhưng phải về hỏi bà già chứ tao không có số chừng nào mày đi hết tuần này luân nhìn anh nhỏ trang chiều nào cũng ghé nhà Mày gặp trực tiếp nó không vui hơn sao? Gặp mày, chắc nó bất ngờ lắm. Sơn trầm ngâm, thời gian qua mau thật, mới ngày nào bây giờ nhỏ Trang sắp lên trước mẹ. Chừng nào tới mày làm chồng làm cha đây? Luân vô tư, tao còn ham chơi nên chắc hơi lâu. Hai người cùng cười, ngồi một lát Sơn trở Luân về, anh chạy một vòng quanh thành phố với bao nhiêu hồi ức rồi mới về nhà. Bà Diệu ra mở cửa Hồi nãy chị Xu và thằng Dũng có ghé. Hai đứa chờ con mãi không được nên về rồi. Sơn ngạc nhiên. Chị Xu ở bên nhà đó à? Bà Diệu thở dài. Đám cưới hay không cũng vậy thôi. Chúng nó làm gì thì làm. Bà mẹ tới dự như khách mời. Nếu nó không gửi thiệp, tao cũng không biết nó cưới nhau. Sơn khẽ lắc đầu. Chị Xu thích như vậy thì cứ mặc chị. Đứng trên thềm sơn nhìn qua ngôi nhà trước kia là của na nơi hàng rào cũ người chủ mới đã xây lên một bức tường cao trắng toát lạnh lùng sơn không thể thấy gì phía bên kia tường ký ức tuổi thơ bị chôn giấu người ta không thể nào quay về tìm lại được lấy trong túi áo ra tờ giấy ghi số điện thoại của trang sơn đắn đo mãi giờ này chưa phải là khuya nếu ở sài gòn gọi cho trang có nên không khi đây là nha trang cuối cùng sơn cũng lấy di động của mình ra anh ngồi xuống bậc thềm trước kia hay ngồi cùng na và nhấn số phải mấy hồi chuông liên tiếp sơn mới nghe giọng của trang sơn chợt xúc động chào trang anh ty đây trang còn nhớ không im lặng mấy giây giọng trang òa lên a à, anh đang ở đâu vậy anh ở nha trang đang ngồi trước thềm nhà mình trang kêu thì ra lãng tử đã cố hương em mừng vì anh đã về sơn dịu giọng anh chúc mừng em có baby lẽ ra không nên làm phiền trang vào giờ này đã muộn rồi nhưng nếu không gọi cho em đêm nay chắc anh mất ngủ đầu dây bên kia im lặng một lát sau trang nói anh muốn hỏi về na chứ gì sơn bồi hồi đúng vậy na thế nào rồi trang trang không trả lời cô hỏi lại Sao tự nhiên anh lại muốn biết về Na? Sơn ngập ngừng. Lâu lắm rồi, anh không chút tin tức gì của Na. Anh chỉ muốn có thông tin về nó thôi chứ gì. Na vẫn khỏe. Nó, nó cũng sắp cưới rồi. Tài Sơn ủ lên. Anh ngớ ngẩn hỏi lại. Sắp cưới thật không? Sao anh lại hỏi vậy? Na tứ cố vô thân, nó cần có một gia đình hơn ai hết. Lẽ ra nó đã cưới trước em, Sơn hối hả Cho dù thế Anh vẫn rất muốn gặp lại Na Chàng giúp anh được chứ Chàng ngần ngờ Không biết nó có chịu hay không Lâu quá giờ còn gì Anh không thấy mọi thứ đều đã thay đổi hết sao Sơn buột miệng Anh không thấy Ít ra là năm tháng và tình cảm của anh đối với Na Vẫn như xưa Trang ra vẻ tiếc rẻ Nếu anh nói sớm điều này sớm hơn nhỉ Em rất tiếc không giúp anh gặp na như ngày xưa tất cả đã muộn rồi muộn rồi anh ti à có thể anh vẫn mất ngủ dù đã gọi cho em nhưng đó đâu phải lỗi của em phải không sơn nuốt tiếng thở dài vào lòng anh chúc cha ngủ ngon và tiếp tục ngồi bên thềm anh nghe hồn mình tỉ tê hát nha trang ngày về mình tôi trên bãi khuya sơn dường như nghe sóng vỗ liên hồi anh đã quay về Nhưng biệt ngày xưa đã mất Thầy ba lô xuống đất Tì chạy vội vô bếp Lấy chai nước tu một hơi cho đã khát Vì suốt 7-8 tiếng ngồi xe khách Tì không uống miếng nước nào Trở lên nhà trên Tì vẫn thấy chị Xu ngồi bên điện thoại Bà Xu chẳng tỏ vẻ vui mừng Khi thấy Tì đẩy cửa bước vào Gương mặt bà cứ trơ trơ như tượng Chỉ cái miệng là hoạt động không ngừng Nhún vai ti bước ra ngoài và không thể không nhìn sang nhà na ngôi nhà đóng tất cả các cánh cửa chắc không có na ở nhà cũng có thể na vào sài gòn để dự thi đại học như ti năm rồi nhìn sân đầy lá cũng đủ biết lâu rồi không ai quét dọn và bà huệ vẫn ngày hai bữa ở sòng bài ngồi xuống thềm nhà ti chống tay bâng khuâng mới đó đã một năm ti xa nha trang tết rồi ti không về cậu ở lại với đám đàn anh đi làm thời vụ vui và đã biết cảm giác cô đơn khi ăn tết không gia đình mẹ ti đã rất giận nhưng đâu làm sao kéo cậu về bà biết đó là cách phản kháng của ti khi bà cứ lâu lâu điện thoại tới nhà ti ở trọ căn dặn răn đe ngăn cấm đủ điều trong mắt mẹ ti vẫn là trẻ con cậu rất tự ái khi lỗ ở cùng phòng cứ trêu ghẹo thế là vì lời khích bác của một vài đứa Ti đã không về quê ăn Tết. Điều này đồng nghĩa với việc Ti không gặp lại nhỏ na và không biết tin gì về con nhỏ từng gieo vào lòng cậu những hạt của cây gian dối. Loại hạt đó đã đâm chồi nảy lộc trong lòng Ti. Cậu đinh ninh một điều, na thích thằng đốm chứ không thích mình. Với Ti, na đuổi chơi thậm chí lợi dụng. Ti thở dài buồn bã, cậu cố không nghĩ gì về na như vậy. Ti đã xa Nha Trang như nhiều đứa bạn khác có nhiều đêm Sài Gòn ngủ mơ, Ti lại thấy mình leo mãi không qua được cái hàng rào bằng gỗ, thấp lẻ tè nhiều chỗ siêu vẹo, ngăn nhà mình và nhà na. Trong giấc mơ, lâu lâu lại thoảng một làn hương mà Ti biết rất rõ đó là mùi hương tóc của na. Dù biết na dối trá, nhưng Ti quên không được, dù chỉ quên mùi hương thoảng qua của tóc, giọng chị Xu éo éo sau lưng Ti, sao lại ngồi đây thằng quỷ, Tì ngước lên Vào nhà bà lại bảo tôi nghe lén bà điện thoại Dù bật cười Mày cứ nghe thoải mái Tao đâu có sợ Dù láo lỉnh Mày ngồi đây ngóng con na hà Nó không về nữa đâu Tì thẳng thốt Không về nữa là sao Giọng chị Xu vô cảm Ngôi nhà đó bán từ Tết Người ta cho nó ở tới khi thi xong tú tài Thi xong rồi Còn nào phải đi chứ sao nữa Tì nghe cổ mình nghẹn lại Nó đi đâu Su so vai Tao không biết, quan tâm làm chi cho mệt Ti cầu mày Chị nói vậy mà nghe được Dù gì cũng là hàng xóm Su ngắt lời Ti Hàng xóm của mày chứ đâu phải của tao Ủa, hè này không ở lại làm thêm như hồi Tết hay sao Ti chẳng thèm trả lời Cậu đứng dậy bước ra đường Sao chị xu càng lúc càng ngoan ngoắt thế nhỉ Chị không biết nghĩ tới người khác Từ nhỏ đã vậy càng lớn cái tính ích kỷ ấy càng rõ hơn. Nhà có hai chị em, nhưng Ti và chị Du không thể hợp tánh nhau, nghĩ cũng buồn. Đi bộ một hồi vẫn tới được nhà thằng Luân, Ti đứng ngoài cổng réo tên nó. Thằng Luân hớt hải chạy ra, Dữ ác, tao tưởng mày quên đường về rồi chứ. Ti xa xôi, tao cũng muốn quên đó chứ, nhưng không được. Luân kéo ghế cho Ti, giọng thẳng đuột. Mày thăm tao hay kiếm con trang vậy? Tì gãi ót. Ờ, thì một công đôi chuyện. Tao thăm hai anh em mày. Luân nói, con trang ra Huế rồi. Tì ngạc nhiên. Sao lại ra Huế? Nó thì đại học ở đó với hy vọng dễ hơn trong Sài Gòn. Còn na? Luân ngập ngừng. Dường như nó vào Sài Gòn. Mà con trang rủ nó nộp đơn vô đại học Huế. Nhưng nó đâu chịu. Tì bức xúc. Tao mới vừa nghe chị Xu nói nhà của Na bán từ Tết, có thật không Luân? Luân gật đầu, thật, bộ mày không biết à? Không, từ Tết tới giờ tao có về đâu, mà sao phải bán nhà chứ? Bà Xu không kể gì với mày sao? Tì ngập ngừng, không, tao cũng không thích hỏi bà ấy. Luân chép miệng, dạo kia thím Huệ bị chấn thương não vì vợ bé chú Lĩnh đánh, thuốc men tốn kém lắm, bà Huệ mới ngồi dậy đi được đó chứ chẳng lẽ tại vậy mà đi bán nhà nhà này của na chứ đâu phải của vợ chồng chú lĩnh luân nhún vai bà huệ chơi bài nợ như chúa trộm bài nằm viện là chủ nợ nhốn nháo tới đòi ông lĩnh sợ quá kiếm cớ đi biển trốn mất tiêu tội nghiệp nhỏ na một mình gồng gánh mọi thứ chính nó quyết định bán nhà vì không muốn thím huệ vào tù mà tao đứng ra lo thủ tục bán nhà chứ ai vậy mà tao có hay biết gì Tì thẫn thở Rồi Na và Thím Huệ sẽ ở đâu Luân bảo bà Huệ cũng vào Sài Gòn với nhỏ Na Dù thi đại học đậu hay rớt Nó cũng ở Sài Gòn luôn Tao nghe con Trang nói vậy Tì kêu lên Na bỏ Nha Trang luôn à Luân gật đầu Sau khi trả nợ xong cho bà Huệ Na vẫn còn quá ít tiền Chắc nó muốn lập nghiệp ở Sài Gòn Tì lầm bẩm Na sẽ sống thế nào ở nơi tứ xứ đổ về đó chứ. Luân vô tư, mẹ Na ở Sài Gòn, chẳng lẽ bà ấy bỏ mặc nó, mảnh khéo lo. Tì buồn bã ra về, cậu không ngờ cuộc đời Na đã sẽ sang trang khác. Trong trang sách đó sẽ không có mặt cậu nếu cậu không tìm ra Na. Bà Diệu đã về nhà, thấy Tì bước vào bà nghiêm mặt giận dữ. Hè ở lại Sài Gòn kiếm tiền còn nhiều hơn Tết nữa kìa. Tì đùa, Vậy ngày mai con sẽ trở vào Sài Gòn để kiếm tiền. Dù cười cười, mày vào kiếm con danh na thì đúng hơn. Nhìn bản mặt bơ phờ, tao dám cá. Nãy giờ mày đi hỏi thăm tin tức con nhỏ đó, nhưng không tới phần mày đâu. Thằng đốm bào thầu trọn gói con na rồi. Tì nhíu mày, chị nói vậy là sao? Dù hiu hiu tự đắc, cách đây mấy bữa, thằng đốm đã đưa bà Huệ và con na vô Sài Gòn. Mày trễ rồi đó, đổ ngốc. Tì làm thinh Cậu tức lắm nhưng không dại gì Rơi vào bẫy của bà chị đành hay này Tì xuống bếp Bà rượu xuống theo Giọng cà cẩm Còn dù trứng nào tật nấy Lúc nào cũng bô bô cái miệng Làm việc chỗ nào cũng nằm bà bữa nửa tháng là nghỉ Mẹ mệt mỏi vì nó lắm rồi Tì nói Mẹ đừng cho tiền Thử coi chị có phải lo kiếm việc không Lúc nào mẹ cũng than chị Xu thế này Chị Xu thế nọ nhưng mẹ luôn chiều theo ý chị. Bà Diệu thở dài, cũng phải từ từ chứ con. Tì nhìn bà giọng gay gắt, sao mẹ không cho con biết Na đã bán nhà. Bà Diệu nhún vai, chuyện đó thì đâu liên quan gì tới con. Tì khựng lại, mẹ làm con thất vọng quá. Dứt lời, Tì đi vào phòng mình, căn phòng cả năm trời vắng chủ lạnh tanh ẩm mốc, bỗng dưng Tì có cảm giác nơi đây đã không thuộc về mình nữa ứ nghẹn ở ngực Ti băng băng ra ngoài Cậu leo rào sang nhà na Ti đi loanh quanh trong sân Sân đầy xác lá Những trái khế rụng vàng lên men Chua nồng khắp nơi Căn nhà chỉ còn là của hôm qua Một hôm qua Ti đã từng có mặt Với bao nhiêu mơ mộng lãng mạn Trở về đây Rốt cuộc Ti chỉ là một kẻ lạc lõng Đang đi trên miền quá khứ Một miền quá khứ dày cát trắng Nắng gió với nụ hôn đầu tránh choáng vĩnh viễn không quên. Trở về biển, suốt cuộc, Ti như chiếc bóng chạy đuổi theo thời gian để tìm kiếm, người ta đã rời xa biển nên ti chỉ tìm trong ký ức mà ký ức lại lặng thinh không ai nghe dư âm một lời đồng vọng sơn nhấc điện thoại lên giọng của trang có chút gì nghịch ngợm anh sơn vào sài gòn hồi nào anh vào hai hôm rồi nghĩa là sớm hơn dự định sơn nhếch môi ờ công việc của anh nhiều quá chàng cười chứ không phải cảnh cũ thiếu người nên không giữ được chân anh hay sao hôm kia điện thoại tới nhà bác gái nói anh đã đi rồi thật tình em ân hận hết sức sao lại ân hận vì em đã không cho anh số điện thoại của na dù tất cả chúng ta đều thay đổi nhưng em vẫn muốn một lần nữa làm giao liên cho anh và nhỏ na như ngày nào anh ghi số điện thoại của nó nghe. Sơn hấp tấp vơ lấy bút giấy. Anh viết vội rồi khoanh vòng một dãy những con số, giọng trang lấp lửng. Chúc anh vui và cả hạnh phúc nữa. Biết đầu chừng. Sơn chưa kịp hỏi gì thêm, chàng đã gác máy. Anh lầm nhầm đọc tới đọc lui số di động của Na. Nếu gọi ngay bây giờ, anh sẽ nói gì khi chưa có một chuẩn bị nào cho mình ngoài niềm vui bất ngờ ập tới. Nhưng lẽ nào lại không gọi khi đây là cơ hội anh đợi bao nhiêu lâu sơn đứng dậy vươn vai hít một hơi dài rồi nhấn số bằng cái di động của mình chuông đổ một hồi lâu sơn mới nghe giọng của một người đàn ông alo anh bị hẫng nặng sơn lúng túng mất mấy giây mới ấp úng xin lỗi tôi lộn số nếu anh tìm ngọc lan là đúng đó sơn nghe giọng người đàn ông vang lên em ơi sơn nhắm mắt lại tay nắm chặt điện thoại hình như là giọng thằng đốm dù đã nhiều năm rồi sơn vẫn nhận ra giọng của nó lúc sơn còn đang rơi tự do thì giọng na vang lên alo lan đây sơn chua chát xin lỗi tôi nhầm rồi anh tắt sơn thử người trên ghế lẽ ra nhỏ trang phải cho anh biết mối quan hệ của na và thằng đốm chứ còn nhỏ mập mờ làm anh bị hố hất bản vẽ qua một bên sơn mở tủ lạnh khui một lon bia và nhận ra thứ này không đủ làm mình say di động có tín hiệu anh lật đật cầm máy lẽ nào na gọi lại thoa nhắn tin bảo đang một mình trong khúc ban chiều. sơn cười bộ anh không một mình sao nhưng một mình này cộng với một mình nọ chưa chắc đã thành đôi mình sơn nhắn trả lời anh rất bận rồi khóa máy anh mở nhạc lên để tâm hồn ổn định uống cạn lon bia sơn trở lại bàn làm việc nhưng mấy ai làm việc được khi rơi vào tâm trạng này chứ kỷ niệm như rêu dẫm vào anh trượt ngã tình xưa giờ quá xa lời bài hát như gai nhọn đâm vào tim sơn tình xưa giờ quá xa giữa sơn và na đã bao giờ là tình yêu đâu vậy sao anh không thể thôi hoài nhớ cầm di động lên anh tắt mở mấy lần mới nhắn tin như một mùi hương từ quá khứ tên ngọc lan khiến tôi xúc động tôi không thể không gửi vào đây cảm xúc của mình và sơn nhận được tin trả lời có chắc lúc nãy bạn đã gọi nhầm sơn đắn đo một chút tôi đã nhầm thời điểm thời gian vừa qua không phải của tôi không lâu lắm sơn được tin phản hồi tôi muốn biết tên bạn cứ gọi tôi là S hay XY gì đó sao lại vậy? mỗi người nên có một tên thôi hãy gọi tôi theo cách N thích tôi là NL chứ không phải là N tôi thích gọi N là N N có thể là nhớ, là nhầm là nàng, là na bạn chắc rất rảnh rỗi và thích đùa dai Sơn nhắn liên tục không hẳn thế tôi đang rất nghiêm túc và đầu óc tôi đang rối mùi vì công việc lúc nãy tới rất vui khi nghe giọng n qua máy vậy sao bạn lại tôi không muốn làm phiền những người phút riêng tư bên cạnh người khác của n bạn là ai bạn khiến tôi ngạc nhiên quá tôi là người n có thể tìm trong ký ức ký ức quả là một khoảng không mù mờ nhân ảnh tôi xin chào thua và chào cả bạn sơn gõ đầu mình cái cốt anh thật ngốc khi chơi trò cút hà này. Na Nà đã quên anh lâu rồi. Trong khoảng không ký ức mù mờ nhân ảnh đó, không hề có Sơn. Cứ xem trò cút hà này là một trắc nghiệm. Kết quả Sơn đã nắm, nhưng lòng anh sao buồn thế này. Điện thoại lại có tin nhắn Sơn đọc, vẫn là của Thoa. Cô nàng vẫn một mình trong ban chiều. Nhìn đồng hồ Sơn đứng dậy. Anh vẫn còn quá trẻ, để khó có thể giam mình trong căn phòng hình hộp vuông này khi bên ngoài nhịp sống vẫn ổ ạt chảy. Dù một mình này cộng với một mình nọ chưa chắc thành đôi mình, Sơn vẫn đến quán khúc ban chiều với Thoa, ngồi nơi đó nghe nhạc. Người ta vẫn đỡ một mình hơn ở nhà. Tắt di động, Sơn mở cửa dắt xe ra. Anh và Thoa trong mắt nhiều người vẫn là một cặp đẹp đôi. Vậy sao anh không bằng lòng với sự đẹp đôi đó? người ta đi qua đời như bình thường vô tình lẽ nào sơn không thể đến với thoa cũng bình thản như những người trước đây để không phải nghĩ nhiều về những điều vừa xảy đến ngọc lan đọc lại lần nữa những tin nhắn rồi cô sâu chuỗi mọi sự kiện bắt đầu là cuộc gọi vào máy của cô nhưng ác thay người nhận điện lại là trí dù anh phân bua tại nghe chuông để quá dài sốt ruột anh mới nhận điện dùng lan cô vẫn thấy khó chịu lan đã giận dỗi và trí ra về với gương mặt không vui vẻ gì người gọi tự cho mình là lộn số khi nghe giọng trí nhưng khi trí khẳng định đây là số máy của ngọc lan và hắn đã chờ khi nghe giọng cô hắn quả quyết mình đã nhầm vậy thì tại sao hắn lại nhắn cho lan những dòng nghe thơ thế nhỉ có thật cái tên ngọc lan của cô gợi hắn nhớ một mùi hương từ quá khứ không thời hiếm này lãng mạn như hắn đúng là hàng hiếm tự dưng lan nào nào cô lục tung ký ức mà không thể hình dung hắn là ai giọng bà huệ eo éo dưới nhà buộc lan phải đi xuống bà huệ lầu bầu mày làm gì mà thằng đốm mặt ầm ầm vậy na lan vẫn còn ấm ức anh ấy nghe điện thoại của con còn ông bà huệ chép miệng có như vậy thôi cũng gây nhau Hai đứa bay thật mệt Giờ đã vậy sau này rồi sao Làn nhằn nhó Thím gọi con xuống vì chuyện này à Bà Huệ dịu giọng Có chén chè sen trong tủ lạnh Ăn đi rồi ngủ Làn nhìn bà Thím ăn với con Tao ăn rồi Bà Huệ bỗng nói tiếp Ăn chè này mà nhớ chè đậu ván Hồi đó thằng Ti ăn một lần phải hai chén Làn chợt sững người khi Ngài thím Huệ nhắc tới ti, anh vẫn có một chỗ trong tim cô. Vậy sao cô không nghĩ người gọi điện lúc nãy là ti? Nếu là ti, sao anh lại ẩn mặt như vậy? Lan kiểm tra lại tin nhắn. Tôi không muốn làm phiền những phút riêng tư cạnh người khác của N. Tôi là người N có thể tìm trong ký ức. Lan lạnh người. Lẽ nào là ti? Sao tự nhiên ti lại gọi Lan khi suốt một thời gian dài như cả đời người anh bật tâm. Tì định trêu dì Lan đây khi cả hai gần như đã có cuộc sống riêng cả rồi. Lần đám cưới nhỏ trang, Lan đã phải ngồi nghe Thoa huyên thuyên đủ điều về anh Sơn của nó. Thoa còn tự hào, khoe hai người đang sống với nhau theo đúng mô đen sống thử thời thượng. Cái mô đen đó ở đất Sài Gòn này đang nớ dợ. Những người xa nhà và chịu chơi một chút vẫn dễ dàng đến với nhau rồi nhưng thoa khẳng định nó và sơn là một đôi ăn ý hai người sẽ cưới chứ không có chia tay rồi chính thoa nhấn di động gọi sơn giọng nó nũng nịu tình tứ khiến những người ngồi quanh phải xấu hổ lần đó lan đã buồn đến cả tháng thím huệ theo hỏi mãi cô vẫn lặng thinh thím sẽ không hiểu vì sao lan buồn khi cô và ti đã bật tin nhau năm bảy năm dài thậm chí bây giờ ti thay đổi thế nào lan vẫn chưa hình dung được nhưng cô buồn khi nghĩ không bao giờ cô và ti trở lại những ngày hai người đã sống với nhau bao biến chuyển lạ kỳ cả cô và ti đều đã rời nha trang và không để lại gì cho thành phố biển thân yêu đó ngoài tuổi thơ trong trèo của mình bà huệ hỏi sao lại ngồi thử ra đó lan vội vàng bưng chén chè lên cô ăn mà không biết nó ngon ngọt thế nào bà huệ lại lên tiếng Hai đứa cứ gây nhau hoài là sao ha? Thằng đốm nó thương mày thật, nhưng đâu phải thấy vậy rồi làm nư. Lan lắc đầu, con không phải vật sở hữu của ảnh. Thường kiểu độc đoán quyền hành đó chỉ khiến người ta khổ. Bà Huệ nói, nhưng có ai thương mày hơn nó không? Lấy người thương mình là sướng nhất rồi con à. Lan làm thinh, cô không muốn tranh luận với bà Huệ chuyện thương ít thương nhiều này nữa, dầu gì cô và trí cũng sắp cưới lan chợt thấy nghẹn ở ngực lật đật đứng dậy lan rửa chén chè rồi lật đật lên lầu cô rất sợ phải nghe bà huệ phân tích chuyện thương yêu của mình và trí bà lúc nào cũng bênh anh mà không biết lý do tại sao lan và anh gây gổ nghĩ cũng lạ từ hồi còn nhỏ thím huệ đã thương đốm hơn ti bù lại đốm cũng ân cần với thím huệ trong khi ti ghét thím ra mặt ti cũng là người bị bà mắng nhiều nhất lan bâng khuâng cười tất cả qua rồi nếu còn chăng thỉnh thoảng trong những giấc mơ lan nghe tiếng sóng biển tiếng gió thổi qua hàng vi lao tiếng còi tàu vào ga rồi cả tiếng mình khóc nức nở khi bị thím huệ đánh những lúc ấy luôn có ti bên cạnh cô vỗ về cô chưa bao giờ thôi những giấc mơ về ti cứ gặp ti mãi trong mơ lan sợ Cô sợ khi tỉnh giấc mình phải trằn trọc cho tới sáng. Điện thoại vang lên bài dạ khúc Lan nhìn số, là trí chắc lại phân bùa xin lỗi. Lan hở hững áp máy vào tai giọng trí ngọt ngào Em đang làm gì vậy? Em chuẩn bị đi ngủ. Nãy giờ gã gọi nhầm đó có gọi cho em nữa không? Lan nhíu mày Anh hỏi chi vậy? Ờ thì hỏi để xem có đúng hắn nhầm số không hay hắn muốn trêu em. Lan hơi bỉa mai, anh khỏi lo chẳng ai gọi cho em ngoài anh vào giấc này vậy là anh yên tâm rồi nhưng em lại khó chịu khi nghĩ lúc đó anh cố tình kiểm tra xem ai gọi em anh đâu cần phải làm vậy thôi na ngủ đi anh yêu em ngủ ngon nhé na lan khẽ gật đầu lời yêu của chí lúc này nói câu anh yêu em ngủ ngon nhé na nhưng lạ thay chưa khi nào cô mơ thấy anh có lẽ anh đã luôn bên cô bao nhiêu năm trong đời thường nên với Lan giấc mơ chỉ dành cho Ti. Lan nhìn cái di động để trên gối cô không sao cưỡng lại khao khát nhắn cho Ti vài dòng. Nhưng có đúng là Ti không? Lan với tay mở nhạc giọng Đức Tuấn nghe ra giết. Nhắm mắt cho tôi tìm một thoáng hương xưa cho tôi về đường cũ nên thơ cho tôi gặp người xưa mơ ước hay chỉ là giấc mơ thôi nghe tình đang chết trong lòng tôi cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời lan đọc những tin nhắn lần nữa rồi từ tốn cô nhấn từng mẫu tự chào anh ti na đã nhận ra anh rồi lan hồi hộp chờ tin trả lời nhưng điện thoại không hề có tín hiệu nào lan chỉ muốn khóc khi nghĩ mình đã rơi vào trò đùa dai của ai đó vô công rồi nghề chứ không phải của ti. Lan nhắm mắt cố ngủ nhưng không sao ngủ được. Bài hát cứ nức nở trong tâm hồn cô. Nhắm mắt, ôi sao nửa hồn bỗng thương đau, ôi sao nghìn trùng mãi xa nhau. Điện thoại có tín hiệu, Lan lật đật vơ lấy nó. Cô chợt thấy ngạt thở khi nhìn vào màn hình, dòng chữ hiện ra đập vào mắt cô. Anh muốn gặp Na. Lan hốt hoảng nhiều hơn là mừng, cô áp cái di động vào ngực và nghe tim mình đập thủm thục khi nghĩ tới trí cô sẽ là vợ trí nhưng lan không thể im lặng với đề nghị này cô nhắn trả lời cần không khi mình có thể gặp nhau qua những tin nhắn anh kết tin nhắn nó không phải là em anh muốn gặp na sao mãi tới bây giờ anh mới có ý muốn đó khi em đã chờ ngay lúc anh rời khỏi nha trang ngày xưa anh đã không nghĩ ra Lần đi ấy lại là lần xa nghìn trùng xa đến mức chúng ta lạc mất nhau nhưng anh đã không hề tìm em bên em đã có một người không phải là anh người đó lúc nào cũng ở cạnh em ngay lúc em và anh thân thiết nhất anh đã nhận ra giọng đốm anh còn nhận ra gì khác nữa sự hạnh phúc trong cách gọi em ơi của đốm vậy tại sao anh còn muốn gặp em nếu trái tim anh biết nói anh sẽ trả lời với na dù câu trả lời của trái tim anh thế nào chăng nữa cũng muộn rồi em và đốm sắp cưới anh biết em sắp cưới nhưng không nghĩ người đó là đốm có gì đâu lạ nhiều năm qua em vẫn quen nghĩ bên cạnh anh đã có một người không phải là em xong em không tưởng tượng được đó là thoa mũi lan cay xẻ cô chỉ muốn khóc thôi nhạc chung điện thoại reo đây là cuộc gọi chứ không phải tin nhắn Lan dối cả lên Cô áp máy vào tai Để mặc nước mắt rơi Giọng Sơn đầy xúc động Sao em không nói gì hở Na Anh muốn nghe tiếng của em Na nức nở Em, em Sơn thẳng thốt Anh làm em khóc à, sao vậy Na Em không biết Và em cũng không muốn khóc Nhưng anh lại muốn nghe Na khóc Anh ác quá phải không lâu lắm rồi còn gì anh đâu được dỗ dành mỗi khi na nhẹ ngoài ti ra em chưa khóc trước mặt một anh chàng nào khác kể cả đốm anh mừng cho na điều đó có nghĩa bây giờ na vui nhiều hơn buồn đốm chắc rất quan tâm đến em lan hít mũi anh đốm lúc nào cũng vậy em đang hạnh phúc chứ lan nhắm mắt cô có cảm giác ti hồi hộp chờ nghe cô trả lời từ lâu lan đã nhận ra hạnh phúc và khổ đau là một dằn danh mong manh cô không biết có phải mình đang hạnh phúc không nữa sơn giọng lo lắng sao na không trả lời em không biết phải trả lời thế nào cho đúng có mấy ai dám nhận mình hạnh phúc hả anh sơn hùng hồn anh dám nhận với anh lúc sống cạnh em ở nha trang là lúc anh hạnh phúc nhất lan cười tất cả thành cổ tích mất rồi bổ tích như mấy câu thơ anh từng đọc cho na nghe sơn hỏi câu thơ gì kia làn dài giọng chẳng hạn nếu như em là công chúa thì anh sẽ là hoàng tử xứ láng giềng để khi nghe người ta ca tụng nhan sắc anh đòi vua cho sang làm quen với nước bên sơn khen em nhớ dài thật vẫn còn nữa anh nghe không em đọc tiếp đi ban tối đọc chuyện ngày xưa cho giấc ngủ thấy mình là con vua để sáng ra mình chả là gì cả vẫn là học trò phải đi học buồn chưa sơn bùi ngồi thật ra đi học vui chứ đâu có buồn hở na em làm anh muốn được trở lại ngày xưa ghê làn nhỏ nhẹ em cũng vậy dù ở ngày xưa anh đúng là một hoàng tử trong khi em không phải là công chúa với anh na là một cô bé lọ lem lan ngắt lời sơn đâu phải lọ lem nào cũng mang giày thủy tinh dự dạ hội mẫu hậu của anh không bao giờ bằng lòng một con lọ lem như em sơn cười nhẹ đó là chuyện ngày xưa hồi anh còn quá ngốc bây giờ mẹ anh không còn quyền hành nhưng cô diệu vẫn là mẹ anh anh đâu phủ nhận điều đó hai người chợt rơi vào im lặng mấy giây sau sơn ngập ngừng thím huệ có khỏe không làn bỗng khách sáo cảm ơn anh thím huệ vẫn khỏe và vẫn còn ghét anh như ngày xưa làn bật cười không biết anh và thím ai ghét ai nhiều hơn sơn bỗng thà thiết nà chúng ta gặp nhau đi làn ngần ngừ để từ từ đã hôm nào sắp xếp được em và đốm sẽ gặp anh sơn kêu lên một mình em thôi không được sao làn mím môi lâu rồi em quen đi chung với anh đốm Sơn thở dài, anh hiểu. Lan dứt khoát, đã khuya rồi, Na chúc Sơn ngủ ngon. Na cũng ngủ ngon. Lan úp mặt xuống gối, cô cũng mong mình sẽ ngủ ngon. Với tay, Lan mở nhạc. Bài hát đã tới đoạn cuối, đoạn thật buồn. Đôi khi em muốn tin, đôi khi em muốn tin. Ôi những người khóc lẻ loi một mình. Ngọc Lan ngồi ăn mà tâm trí như ở đâu đâu, cô không cảm giác ngon, thậm chí còn chán ăn nữa. Ông Thuần hơi nhíu mày, cả tuần nay con làm sao vậy na? Lan gượng gạo, dạ có sao đâu bác? Ông Thuần nhận xét, nhìn con ăn uể oải lắm. Lan vội nói qua chuyện khác, chắc tại thời tiết, nóng bức quá còn không ngon miệng. Ông Thuần đặt lon bia xuống bàn, dạo này công việc hơi nhiều, Chắc con bị stress, con mà đổ bệnh, bác khó yên thân với cô Thư. Lan gượng gạo cười khi nghe ông Thuần nhắc tới mẹ mình. Lẽ ra cô phải gọi ông là Dượng mới đúng, nhưng cái từ ấy nghe mới ngượng miệng làm sao. Lan thích gọi chồng sau của mẹ là bác, và ông Thuần có lẽ cũng thích thế. Ông Thuần nói tuần sau sẽ khởi công xây khách sạn, còn còn cực nữa, hay là tuần này con nghỉ. Đi đâu đó chờ vị trí cho khuẩy khoảng lan thật tỉnh con cũng không biết nên đi đâu nữa đi mũi né đi khu resort ở đó rất tốt kỳ phép năm nay con vẫn còn nguyên mà lan nhìn ông con ngại ra biển lắm vậy thì đi đà lạt lan ậm ừ dạ để con sắp xếp đã ông thuần nheo nheo mắt đừng bao giờ bỏ qua cơ hội vì nó không đến với mình lần thứ hai đâu di động của lan reo cô nhìn ông thuần con xin lỗi bước ra ngoài lan nghe điện thoại giọng trí gai gắt em đang ở đâu vậy lan nhỏ nhẹ em ăn trưa với bác thuần lại bác thuần em có thấy là ông ta sử dụng luôn cả giờ nghỉ trưa của em không thật tình anh rất khó chịu lan ngắt ngang lời anh em đang ăn và không nghĩ như anh em lúc nào mà chẳng nghĩ tốt về ông ấy nếu không có chuyện gì em stop đây lan trở vào bàn ông thuần hõm hỉnh Chắc là điện của người yêu, bác thấy con nên sắp xếp việc đi chơi vị trí một chuyến cho thoải mái trước khi vào việc. Lan chưa nói gì, ông Thuần đã bảo. Hay con sợ chị Huệ không cho phép, bác và mẹ sẽ tới xin cho. Lan bối rối, dạ không cần đâu bác, tự con sẽ quyết định nên đi hay không. Ông Thuần nói, bác cũng không ép, nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, không nên cố nếu đã mệt. Lan chuyển đề tài. Chiều nay bác có hẹn với ông Trí ở công ty xây dựng vào lúc 2 giờ. Con sẽ dự họp với bác, bây giờ Tranh thủ nghỉ trưa đi, bác còn chờ người bạn. Vâng, con về công ty trước đây. Lan băng qua đường, cô vào phòng làm việc, khóa trái cửa, kéo tấm trải ra đất, Lan đặt lưng xuống. Trưa ít khi Lan về nhà, ở lại công ty vừa có thời gian nghỉ ngơi, vừa đỡ tốn tiền xăng. Sáng nào Thím Huệ cũng chuẩn bị sẵn cơm trưa cho Lan. Cô cứ thế mà ăn, thỉnh thoảng cô đi ăn cơm khách với ông Thuận và điều này khiến Trí khó chịu ra mặt. Đã nhiều lần, anh tỏ thái độ với Lan, Trí không muốn cô dự những buổi tiệc chiêu đãi, thậm chí anh còn muốn khi đã là vợ anh, Lan sẽ ở nhà chăm sóc con, coi sóc gia đình. Hai người từng mâu thuẫn dẫn tới chia tay về chuyện này. Sau đó Trí chịu thua, anh quay lại năn nỉ Lan. Được một thời gian yên ấm, thói ra trưởng độc đoán của trí lại bắt đầu trỗi dậy nữa rồi. Làn trở mình với một cục tức chặn ngang ngực. Trưa này dễ gì cô chậm mắt được. Điện thoại có tin nhắn, Làn đọc thấy những dòng của trí. Anh xin lỗi đã chọc em giận, chiều nay anh sẽ đón em, mi một cái nhé. Lan thở dài, trái tim thổn thức khi nhớ về bóng hình khác với nụ hôn đầu đời sợ nhiều hơn thích lan xem lại những tin nhắn của sơn anh khuấy động cuộc sống đang tĩnh lặng của em làm gì hở ti em từng nghe ai đó nói rằng chờ đợi trong mòn mỏi vẫn còn hạnh phúc hơn là không có ai để trông mong khắc khoải em đã từng trông mong khắc khoải vì chờ đợi anh anh đã không tìm đến em thì thôi bây giờ xuất hiện làm gì khi mọi chuyện đã an bài với em bây giờ hạnh phúc là được quên là được quên mím môi, Lan lần lượt xóa hết mọi tin nhắn, kể cả của Trí. Cô muốn được quên thì giữ làm chi những dòng liên quan tới ti này. 45 phút nghỉ trưa, đôi khi dài đẳng đẵng Lan không sao ngủ được. Cô hốt hoảng nhớ lời ông Thuần khi nãy. Liệu cô có bị stress thật không? Nếu có chắc vì chuyện khác chứ không phải vì áp lực công việc đâu. Lan uể oải ngồi dậy, cô vào toilet rửa mặt, và nhìn mình trong gương. Nếu bây giờ gặp Ti, anh sẽ nhận xét gì về cô nhỉ? Già, ốm, mệt mỏi và gì nữa? Lan nhếch môi với mình. Cô chải tóc trang điểm sơ sài rồi chuẩn bị tài liệu cho bữa họp lúc hai giờ. Ông Thuần rất kỹ tính, ông không tha thứ cho bất kỳ ai cầu thả trong công việc. Với ông, bộ mặt công ty rất quan trọng, Lan không thể để xảy ra bất cứ sơ suất nào. Vào phòng họp, Lan kiểm tra lại mọi thứ, từ cái tách, ấm trà đến bàn ghế khăn trải bàn. Tất cả đã được chuẩn bị thật tốt. Với Lan, đây là việc bình thường, nhưng bỗng dưng sau bữa nay cô lại hồi hộp. Tìm chị Bông, Lan căn dặn chuyện trà nước rồi trở vào phòng mình. Ngồi chưa ấm chỗ, Lan đã nghe ông Thuần gọi, chuẩn bị đón khách Na ơi. Lan vội bước ra ngoài để mời khách công ty xây dựng kim long là đơn vị thi công khách sạn cho công ty của ông thuần họ có lạ lẫm gì nhưng ông thuần vẫn giữ đúng nguyên tắc bất cứ khách nào đến công ty đều là khách quý và đã là khách quý phải được đón tiếp tử cổng làn mở cửa người bước vào đầu tiên là ông trí làn gật đầu chào ngẩng đầu lên người như cô chạm phải điện khi thấy người đi sau ông trí ngọc lan đứng chết sững khi Sơn bột miệng gọi: "Na." Cô bấu vào cánh cửa lắp bắp: "Mời, mời anh vào." Sơn hơi khựng lại, rồi như chợt nhớ ra, anh vội bước theo ông Trí, làn hít vào một hơi dài để chấn tĩnh lại, rồi bước theo hai người. Cô quính quáng không biết phải làm gì tiếp theo nữa, ông thuần nhắc: "Hồ sơ na." Lan giật mình, cô vội vã tới bàn lấy hồ sơ mang theo tới cho ông ngồi bên ông trí sơn cũng nồn nào không kém sơn không bao giờ nghĩ sẽ gặp lại na trong trường hợp này anh không sao tập trung vào công việc khá quan trọng mà giám đốc trí đã tin tưởng giao cho mình giọng ông trí cởi mở vang lên sơn cũng là dân nha trang ông thuần có vẻ thích thú với thông tin trên vậy à cháu ở khu nào sơn nhỏ nhẹ trả lời dạ khu mã vòng vườn dương ạ à? ông thuần kêu lên cháu gái tôi cũng ở mã vòng nè sơn nói ngay dạ chúng cháu vừa nhận ra nhau ông thuần nhìn lan vậy à đồng hương cả dễ làm việc lan rót nước trà ra tách cô thấy tay mình cứ run lên vì ánh mắt của sơn cô cứ như đang trong mơ không sao tập trung vào vấn đề ông thuần và ông trí đang trao đổi cô chỉ hiểu một điều kinh khủng rằng người sẽ làm việc trực tiếp cùng cô ở công trình khách sạn này là lê lam sơn suốt quá trình trao đổi công việc lan cứ lơ ngơ như mất hồn cuối cùng buổi họp dài như thế kỷ cũng xong ông thuần nhìn lan và sơn bạn bè cứ rủ nhau đi cà phê được rồi đó chiều nay lan được nghỉ sớm sơn mau mắn cảm ơn bác đã cho phép lan nhìn ông thuần con thấy không được khỏe trong người ông thuần vô tư vậy mới nên nghỉ ngơi thư giãn hai đứa cứ thoải mái bác cần trao đổi riêng với ông Trí thêm vài vấn đề nữa. Lan và Sơn đành bước ra khỏi phòng, mắt Sơn không rời khỏi mặt Lan, giọng anh đầy cảm xúc. Em không khác lắm với tưởng tượng của anh. Lan hỏi ngay, anh đã tưởng tượng về em như thế nào? Chắc không giả cỗi như lúc này hả? Sơn thả thiết, mình tìm một quán nào đi na. Lan lưỡng lự, chiều nay đúng sẽ đón em. Bảy giờ vẫn chưa tới lúc đó, Chẳng lẽ ngoài đốm ra em không được ngồi quán với ai khác? Hơn nữa, anh là đối tác của em mà. Lan gượng cười. Anh lúc nào cũng đưa ra những lý do để áp đảo em. Sơn hóm hỉnh. Vì anh là ti mà. Bây giờ anh và Na sang quán bên kia đường. Anh muốn đãi Na một chầu cà phê bằng chính tiền do anh làm ra. Nếu Na từ chối, chắc anh sẽ buồn đến kiếp sau. Lan nói mà không tin lắm vào chính mình chỉ một lần thôi thì được. Sơn láo cá, một lần ở quán này. Lan bật cười, Sơn thì thầm, đúng là anh tìm được em rồi na. Hai người vào quán bên kia đường, Sơn lăng xăng kéo ghế cho Lan, cô chợt bồi hồi. Sơn hỏi, em uống gì? Lan nhìn anh, anh thích gì em uống thứ đó. Sơn gọi hai tách trà sữa, anh trầm giọng. Ngày xưa, anh luôn ước có nhiều tiền để lo cho na, đưa Na đi ăn món này, món kia. Hai người rơi vào im lặng. Sơn chuyển đề tài. Sao ông Thuần lại nói em là cháu gái? Là nói bác Thuần là chồng của mẹ. Đáng lẽ em gọi bác Thuần là dượng mới đúng. Sơn nhìn cô. Anh không bao giờ ngờ mình lại gặp nhau trong trường hợp này. Hãy kể cho anh nghe về em đi. Làn ngập ngừng, cũng không có gì đặc biệt. Sau khi rời Nha Trang, Em và Thiếm Huệ vào Sài Gòn tìm mẹ. Bác Thuần đã tìm mua giúp em một căn nhà nhỏ vừa đủ với số tiền em còn lại sau khi bán nhà ngoài kia. Im lặng một chút, Lan nói tiếp. Năm đó em trượt đại học. Em chán nản đến mức không thèm đụng tới sách vở nữa. Em ở nhà phụ Thiếm Huệ bán bún bò, bánh canh cá. Sơn kêu lên. Em ghét công việc bưng bê này lắm mà. Lan cười buồn. Ghét cũng phải làm em không muốn dựa vào mẹ. Bán buôn mãi, em mới thấy không học hành là không được. Em lại lao vào ôn thi. Năm sau em đậu vào đại học kinh tế. Ra trường, mẹ năn nỉ em về làm cho bác Thuận. Và em đã nghe theo mẹ. Sơn xót xa. Kể ra thì nghe ngắn gọn lắm. Nhưng trong mấy năm dài đó, chắc em rất vất vả. Lan điểm nhiên, em cũng quen rồi. Hồi ở Nha Trang, em cũng nào có sướng hơn ai ngập ngừng một chút là nói tiếp nhưng ở đấy chính là thời gian em hạnh phúc nhất Sơn bồi hồi hồi đó anh luôn nghĩ mình là người quan trọng nhất đối với Na anh luôn tự đắc mỗi khi nghe Na gọi anh đến lúc thấy em không cần giấu giếm tình cảm của em với đốm anh mới biết thế nào là mùi thất vọng Sơn nhìn Lan năm đó hành trang vào Sài Gòn của anh là nỗi buồn về em anh đau đớn thì đúng hơn đau đến mức tết không thèm về mãi đến hè anh trở về thì em đã đi mất căn nhà cũng thuộc người khác cảm giác của anh lúc đó thế nào em có biết không lan điểm đạm trả lời em có thể cảm nhận được vì em vẫn còn nhớ mình từng chia sẻ với nhau biết bao nhiêu buồn vui điều anh nghĩ từng là điều em nghĩ điều anh cảm nhận cũng là điều em sơn khựng lại Tới bây giờ vẫn vậy sao? Làn nhẹ nhẹ gật đầu. Vâng, chính vì vậy em đã lừa được anh. Sơn bức bối, anh đã không nhận ra điều này. Khi nghĩ về ngày xưa, anh thấy mình đúng là ngốc. Lẽ ra anh phải biết mẹ anh. Làn vội ngắt lời Sơn. Chuyện qua rồi, anh đừng có trách cô Diệu. Hồi ấy em cũng ngốc khi nghĩ những lời ngăn cấm của cô Diệu và chị Xu là một bản án bất di bất dịch. Sơn có vẻ tiếc nuối vì sự vụng dại đó mà mình xa nhau là nhún vai vì em và cả vì anh giống như những câu thơ này tôi vô tư em vô tư ta vô tư quá làm hư cuộc tình Sơn nhìn cô em công nhận chúng ta là một cuộc tình sao làn bật cười nói theo văn trường là như vậy chứ yêu đương gì mà ngốc thế Sơn nói dại dột ngốc nghếch là những thuộc tính của tình yêu lan cao giọng vậy sao chẳng lẽ ai cũng ngốc khi yêu em không cho như vậy như đốm chẳng hạn anh ấy rất tỉnh táo trong tình yêu sơn nhắc lại tỉnh táo trong tình yêu à chưa chắc đó cũng là cách nói theo văn chương nhưng anh nhớ đốm đâu phải người thích văn chương dù có thể vì na vẽ vài nét hí hoáy trên báo tường lan ấm ức nhưng em đâu có nhờ anh đốm Tại lúc đó em đang có anh bên cạnh. Sơn bùi ngồi, mới đấy mà 6 7 năm, tất cả chỉ còn là ngày của hôm qua thôi. Lan xoay tách trà sữa, người ta đâu chỉ sống cho ngày của hôm qua, em bằng lòng với hiện tại của mình. Còn anh thì sao? Sơn hơi nhếch môi, anh vẫn còn mãi đi tìm thứ mình đã đánh mất. Lan chớp mi, em chúc anh sẽ tìm thấy thứ mình đã đánh mất. Nhìn Sơn, Lan bất ngờ nói Em về công ty đây Sơn hơi khựng lại Anh ngập ngừng Anh gửi lời thăm đốm Lan đứng dậy, vật Sơn nói hẹn gặp lại Na khi cùng làm việc Lan ra khỏi quán bằng bước chân của người đang chạy trốn Sơn như luồng gió thốc đầu mùa rông bão lùa vào tâm hồn bình yên của cô Lan bắt gặp sự mềm yếu của trái tim mình Nếu không chạy trốn anh Cô sẽ tự làm mình đau, cô biết rõ điều đấy. Vào phòng, Lan ngồi thử ra, mặc kệ đồng nghiệp rúc ra rúc rích cười nói về một ca sĩ nào đó, cô nhìn đồng hồ và chờ. Độ nửa tiếng nữa Chí sẽ tới. Lan mong anh sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho cô vào lúc này, lúc cô chẳng sao giấu được những thương yêu bi thiết của chính mình. Chí liên tục bấm đổi kênh tivi tối thứ bảy chẳng có gì để xem lan lại tiệc tùng với giám đốc bỏ anh trèo queo sao chí ghét lão thuần bố dượng của lan đến thế chứ mà dường như lão cũng không ưa gì Trí. thỉnh thoảng gặp lão ở những lần chờ na ngoài công ty bao giờ chí cũng nhận được một nụ cười kẻ cả vậy mà lan luôn bênh lão cả tụng lão trong mắt lan lão thuần mới là mẫu đàn ông lý tưởng mà cũng đúng nếu lão không lý tưởng bà thư đâu có bỏ chồng con để theo lão ta tự dưng chí thấy khó chịu khi nghĩ như vậy chí không chấp nhận một phụ nữ như bà thư khổ nỗi bà là mẹ lan dù hai mẹ con rất ít khi qua lại chí vẫn thấy lòng lấn cấn khi nghe bà huệ hay cô vô tình nhắc tới bà thư yêu lan anh phải can chịu nhưng chí thề khi cô là vợ anh rồi ảnh nhất định chuông điện thoại reo chí hở hững nhắc máy Giọng bà Huệ vang lên Mày biết con Na đi đâu không đốm? Chí nhíu mày Na nói với con là đi ăn uống gì đó với ông Thuần mà thím Bà Huệ kêu lên Làm gì có, ông ấy mới điện thoại tới bảo tao đây Cái con này đi đâu không biết gì động thì vất ở nhà Giọng bà Huệ hạ xuống Dạo này hai đứa có gây nhau không? Sao lúc nào tao cũng thấy nó giàu dĩ vậy? Chí vội nói Tụi con vẫn bình thường mà thím Bà Huệ cào nhào bình thường thiệt không chứ như bữa này tao thấy kỹ rồi đó chí nói hay thím gọi điện hỏi mấy người làm chung với na xem thím đâu có biết số của họ trong di động của na chắc có lưu thím mở thử ra tìm xem sao trời ơi tao đâu có rảnh chí chép miệng để con qua vậy chí nhìn đồng hồ gần 10 giờ rồi thường na chỉ về khuya khi có anh đi cùng Chí ở trọ không xa khu na đang sống. Anh phóng xe giam 7 phút là tới nơi. Bà Huệ ngóng anh từ cửa, đưa điện thoại cho Chí và bảo, đó, con xem đi. Chí kiểm tra máy, anh đọc số cả hai người làm chung với Lan cho bà Huệ ghi ra giấy, rồi mặc kệ bà gọi họ. Chí tiếp tục kiểm tra những tin nhắn trên điện thoại của Lan. Chí đọc đi đọc lại một tin nhắn với nội dung, nhớ em nhiều nhưng chẳng nói chí nhìn số điện thoại lạ hoắc mà không biết là ai cái tin nhắn mới tình cảm làm sao nhớ em nhiều quan hệ giữa lan và người này phải thế nào hắn mới dám gửi vào máy cô câu này chứ máu ghen sôi sục bốc lên tới đầu khiến trí trực chửi thề anh hối hả kiểm tra tiếp không có tin nhắn nào của anh dù anh gửi lan rất nhiều hồi sáng này cũng có nhắn nhưng giờ lại không tìm thấy điều đó nghĩa là lan đã xóa hết mọi tin nhắn trừ câu nhớ em nhiều nhưng chẳng nói đầy âu yếm nhớ nhung hình như đây là một câu hát chí không thích loại nhạc ủy mị này nhưng vẫn nhớ ra đây là một câu hát trong một bài không tên bài hát không tên nhưng người gửi tin phải có tên trước lưu số máy của gã nhớ em nhiều vào di động của mình chí đưa lại điện thoại của lan cho bà huệ bà huệ nhìn chí tụi nó không biết con na đi đâu. Chí nhún vai, còn cũng chịu thua. Nói thế nhưng Chí tức anh ách, anh cũng có cách kiểm tra xem ai là người nhắn tin cho Lan, cứ đợi đi, đổ khốn kiếp. Bà Huệ than, dạo này công việc nhiều, nó đi làm về ăn ba hột cơm là lên lầu nằm ngay. Nhìn mà chán, cứ y như thất tình. Câu mày vì lời vô tâm của bà Huệ, Chí nói, ông Thuần vắt kiệt sức con bé, nói thật con không muốn na làm ở đó bà huệ ngập ngừng ông ấy cũng tốt thím lại muốn nó làm ở chỗ ông đó chí nhìn đồng hồ na đi đâu về kìa nhìn bà huệ chí dò dẫm dạo này có ai lạ gọi điện cho na không thím bà huệ như cố nhớ vào máy thì không còn di động thì tối gọi chứ không nghe gieo chuông chắc bày gọi chứ ai chí gượng cười anh thấy mình hơi ngốc khi hỏi câu vừa rồi cuối cùng lan cũng về tới dẫn xe vào sân cô ngạc nhiên khi thấy chí ngồi mặt trầm vầm trong nhà mình lan hỏi ủa anh qua hồi nào vậy chí ngọt nhạt mới qua nhưng đủ nếm mùi chờ đợi trong lo lắng lan nhún vai thì em đã nói tối nay em đi với bắc thuần rồi còn gì chí cười khẩy mặt thắt lên trời bà huệ hậm hực lòi đuôi nói láo rồi nếu đi với ông thuần sao ống lại gọi điện thoại tới hỏi mày lan khựng lại bác ấy hỏi gì về con bà huệ phất tay ông bảo ngày mai hồ sơ gì đó tới nhà cho ông lan nhìn chí em và bác thuần đi chung nhưng bác ấy về trước không tin anh cứ gọi điện tới hỏi chí cắt ngang lời na tôi đâu cần làm chuyện đó vậy sao anh lại khó chịu với em bà huệ vội lên tiếng thôi hai đứa đừng ôm um sủng nữa tại thím huệ lúc nãy không hỏi ông thuần kỹ nên mới mới mà sao con về trễ dữ vậy là nói con gặp người quen chí mỉa mai ai có thể làm em quên giờ về vậy làn thản nhiên người này anh cũng biết chí gõ gõ lên trán vậy sao để anh nhớ xem em có mấy người quen chật thật tình anh nhớ không ra những người em từng quen làn cười nhẹ vậy thì nên cho qua chuyện này. Cái di động của Lan vang lên bài dạ khúc, cô cầm lấy và xem tin nhắn. Chí không rời mắt khỏi gương mặt Lan. Vẻ bối rối của cô khiến anh tức điên lên khi liền tưởng tới gã nhớ em nhiều mắc dịch nào đó. Lan nghe giọng Chí trầm trọng, chắc người quen của em nhắn tin. Lan đưa máy cho Chí, anh đọc xem ai vừa nhắn tin cho em. Chí lạnh lùng, anh đâu cần phải thế, anh về đây. Bà Huệ hơi ngơ ngác. Tụi bay làm sao vậy? Chí cười. Khuya rồi, con về chứ có sao đâu thím. Dứt lời, Chí đùng đùng ra sân dãn xe, làn đi theo mở cổng. Cô muốn nói về Ti với Chí, nhưng thái độ của anh thời gian gần đây khiến cô ngần ngờ. Nói ra chắc gì Chí đã hiểu và cảm thông. Anh vốn ghét Ti từ hồi nào. Anh đã có ấn tượng về ai rồi thì khó thay đổi lắm. Điển hình nhất, là với bác Thuần. Chí ghét bác không cần lý do, mỗi lần nghe Na nhắc tới ông, Chí đều buông ra những lời hết sức gay gắt khiến cô vừa bực vừa khó chịu. Lan không muốn phải hứng thêm nhiều câu như vậy từ Chí khi nói tới Ti. Giọng Chí lạnh lùng, "Em không định nói gì với anh sao?" Lan ngập ngừng, "Có, nhưng không phải lúc này, anh về cẩn thận, tới nhà nhắn tin cho em biết." Chí hở hững anh sẽ nhắn nếu nhớ là nhìn anh có gì đâu mà anh không nhớ trí ngắc ngứ có chứ mà em vào đi làn đóng cổng cô trở vào và đụng độ với gương mặt hình sự của bà huệ bà huệ lừ lử lừ mắt thật ra con đã đi đâu lan không nhìn bà con đi uống cà phê với đứa nào lan ngập ngừng với anh ti bà huệ hơi ngại giọng đầy ngạc nhiên ai chứ Dạ anh Ti còn cô Diệu Bà Huệ kêu lên Nó ở đâu chui ra vậy Làn hạ giọng Ti đang giám sát công trình khách sạn của bác Thuần Bà Huệ chép miệng Thiệt tình Thằng đốm ghen như quỷ Mày làm sao thì làm Chớ một dạ hai lòng là không được đâu Làn làm thinh Bà Huệ hỏi tới Con gặp lại nó lâu chưa Dạ độ chừng nửa tháng nay. Sao không nói với thằng đốm Làn phần bùa hai người đâu ưa nhau còn mệt mỏi với tánh khí của anh đốm lắm nói ra chỉ thêm phiền bà huệ lẩu bầu, không nói tới lúc nó biết càng phiền hơn lan nhằn mặt anh ti cũng có bồ rồi con gặp ảnh mà vì công việc thím đừng nghĩ lung tung bà huệ im lặng bà không tin những gì lan vừa nói về ti ngày trước hai đứa rất thích nhau nhưng cả bà lẫn bà diệu đều không muốn thế bà ghét thói khinh người của bà Diệu và con Su. Bà biết bà Diệu tuy ngoài mặt ngọt ngào, thậm chí giúp đỡ Na, nhưng trong bộ bà ta rất coi thường một đứa mồ côi cha mẹ và mẹ bỏ theo người khác. Trước kia mỗi lần đánh mắng Na, chính bà cũng lôi câu này ra đành nghiến con nhỏ kia mà. Bà Huệ nuốt tiếng thở dài. Bà đã rất không phải với Na, chính vì vậy bây giờ bà đang bù đắp lại cho con bé bằng tình thương thật sự của một người mẹ bà đang lo cho na vô cùng vì bà biết na không hề yêu đốm nhưng bà đã cố vùn vào lan tắm rửa rồi lên giường nằm cô mở tin nhắn là của trí anh đã về tới nhà chúc na ngủ ngon hôn em lan nhắn trả lời na chúc anh ngủ ngon cô ngần ngừ mãi và quyết định thôi không thêm hai từ hôn anh như từ trước tới giờ vẫn thế đã có lần trí trách cô hà tiện nụ hôn qua tin nhắn lan chỉ cười không phải cô hà tiện mà cô không thích nhắn những lời âu yếm như vậy kiểm tra lại tin nhắn lan đọc tới đọc lui ừ thôi em về chiều mưa rông tới bây giờ anh vui một linh hồn rỗi tì là vậy đó lãng mạn mơ mộng giống như lan ngày xưa lúc này lan về anh đã rất buồn câu nhắn này là lời trách móc của ti nhưng cô đâu thể làm khác cô đã không cưỡng được mình nên đã đồng ý đi uống cà phê với ti lần thứ hai dù đi với anh và lan còn có những người khác nhưng khi vào quán họ ngồi riêng một bàn lan và ti lại có dịp nhắc tới những ngày xưa đẹp như truyền kỳ những ngày xưa chỉ có hai người và biển xanh ngắt yêu thương ti nói với cô nếu được đánh đổi anh sẵn sàng đánh đổi tất cả những gì anh đang có để trở về lại ngày xưa. Lan nhắm mắt, ngày xưa ấy đã xa, xa lắm rồi. Rồi Lan sẽ quên, sẽ quên, phải can đảm mà quên một chút tình rất thơ dại nhưng cũng rất đổi thiêng liêng. Bước vào quán, Chí giáo giác tìm, một người đàn ông ngồi khuất bên trong mừng rỡ đưa tay lên. Dù nhiều năm không gặp, Chí vẫn nhận ra ngay đó là ông Lĩnh. Chí bước về phía bàn ông ngồi, ông Lĩnh nhìn anh cười toe toét. Mày không khác xưa là bao nhiêu, đốm chí ngồi xuống. Có chứ chú, cháu đã già rồi. Ông Lĩnh kêu lên, trời đất, tao còn chưa thấy mình già nói chi mày. Rồi ông hỏi ngay, con na đâu? Chí ậm ự, na không suy nghĩ được. Chí lảng đi, chú vô tới hồi nào? Ông Lĩnh trả lời, hồi sáng, chú đi xe tốc hành mà một đêm thức dậy là thấy Sài Gòn rồi. Chu chòa, xe chở toàn Tây, nó xí xô xí xào, tào ngủ lúc nào không hay. Chí như chìm vào suy nghĩ, anh không để ý tới lời huyên thuyên của ông Lĩnh. Cứ để ông nói đủ chuyện trên đời một hồi, Chí mới nhìn ông Lĩnh. Cháu rất tiếc khi phải nói thật với chú điều này. Ông Lĩnh ngỡ ngàng, chuyện gì hả đốm? Chí nhả từng tiếng, thím Huệ và Na không muốn gặp chú. Hai người bảo bảo cháu khuyên chú về lại Nha Trang càng sớm càng tốt. Mắt ông lĩnh tối sầm lại, ông ngồi như hóa đá. Lâu lắm ông mới yếu ớt cất tiếng. Chú biết bà ấy còn giận chú lắm, nhưng con na, chẳng lẽ nó bỏ mặc chú ruột của nó hay sao? Chí chép miệng khổ sở. Cháu cũng đã nói vậy, nhưng vô ích. Hai người không để ý tới lời cháu. Thím Huệ và Na rất nghe lời ông Thuần, chồng sau của cô Thư. Ông ta đâu có ưa chú, Cháu tin chắc ông ấy đã xúi dục gì đó nên... Ông lĩnh nổi nóng, thật khốn nạn. Chí tỏ vẻ ái ngại, cháu thấy khổ tâm khi không giúp được chú. Ông lĩnh cười nhạt, tao hiểu rồi, đời mà, đúng là chó má. Chí nhìn ông, bây giờ chú tính sao? Ông lĩnh thở dài, coi như tao vô phúc không còn không cháu, lỗi cũng tại mình, trách ai được. Chí ngần ngừ, hay chú ở chơi vài hôm Ông lĩnh lắc đầu. Không, chiều nay tao về. Nếu biết trước như vậy tao đâu vô làm chi. Chí gãi ót. Cháu cũng không ngờ sự thể lại như vậy. Nghe điện thoại của chú xong, cháu báo cho Na và thím Huệ ngay. Hai người phản ứng dữ dội lắm. Thím Huệ ham sẽ đâm chú chết rồi tự tử. Cháu hoảng quá. Ông lĩnh nhìn Chí. Mày nói lại với bà Huệ và con Na, tao không tìm tới nữa đâu. Chí gật đầu nhẹ nhõm. Vâng nhìn đồng hồ chí nói cháu phải đi làm ông lĩnh phẩy tay thì đi đi chí nói mà không chút cảm xúc chú về mạnh giỏi ông lĩnh nhếch môi ông nhìn chí hy vọng con na đã chọn đúng người mặt chí hơi đỏ lên nhưng anh mau chóng lấy lại vẻ tự nhiên đứng dậy chí chào ông lĩnh rồi bỏ đi một nước lấy xe ra khỏi bãi chí phóng vèo vèo với cảm giác sợ bị ông lĩnh gọi ngược lại qua hết hai bà ngã tư, chí mới thở phào thoát nạn. Hôm qua nghe điện thoại, chí đã giật mình khi nhận ra giọng ông Lĩnh. Anh càng giật mình hơn khi biết ông Lĩnh sẽ vào Sài Gòn tìm bà Huệ và Na. Chí nghe mẹ mình nói, ông Lĩnh bây giờ tàn tạ lắm, bà vợ sau đã bỏ ông theo người khác, tiền bạc nhà cửa tàu bè tiêu tan hết, bây giờ ông phải làm công chứ không còn làm chủ như xưa. Ông vào Sài Gòn không ngoài mục đích ăn bám bà huệ và na thật tình chí không muốn chút nào chí đã gọi điện về nha trang cằn nhằn mẹ sao lại cho ông lĩnh số điện thoại của anh bà phân mua là chỗ xui ra ông lĩnh là chú na bà không thể giấu số điện thoại của anh khi đã nói với ông lĩnh không biết số của na rồi cũng may mẹ chí không biết số điện thoại của na chí nhếch mép tự khoe mình mưu trí chỉ cần giam ba câu bịa chí đã loại khỏi cuộc sống trong tương lai của anh và na một gánh nặng một gánh nặng không nên có vào công ty chí ngập mặt với những con số chi chít trên máy tính anh làm kế toán nên cuộc đời với anh chỉ là những con số và những phép tính cộng trừ nhân chia vô cảm chí ghét mọi sự ủy mị với anh tình tiền gì cũng phải rõ ràng cụ thể như một thêm một là hai hai thêm hai là bốn Điện thoại bàn gieo trí nhíu mày Anh đếm tới hồi chuông thứ năm mới nhấc máy Giọng lão trưởng phòng tổ chức gay gắt Làm gì mà lâu nhắc máy dữ vậy Chí cọc lốc Làm việc chứ làm gì Giọng lão dịu dàng Xếp bảo cậu chuẩn bị hồ sơ để đi học Chí cố kìm niềm vui lại Vậy à tôi sẽ chuẩn bị Cảm ơn anh Gác máy Trí chu môi huyết gió Đi học Hai từ ấy ngẩn nga trong đầu khiến anh như bày bổng. Chí phải phấn đấu dữ lắm trong công việc để được đề cử đi học ở nước ngoài. Anh phải báo ngay tin này với Na mới được. Lấy cái di động, ngón tay Chí liên tục làm việc. Anh đã được chọn đi du học. Một lát sau Chí nhận được trả lời. Chúc mừng anh. Chí xỉu mặt. Sao Na có vẻ khách sáo vậy kìa? Rõ ràng dạo này đối với anh, Na rất khác. Sự nghi ngờ bỗng trỗi dậy chí kiếm lại số điện thoại của gã nhớ em nhiều trong máy buổi tối ở nhà lan về chí đã ghé phòng điện thoại công cộng thử xem gã ta là ai nhưng không có tín hiệu trả lời chí cũng dần nguôi ngoai sao bây giờ cảm giác tức tối lại quay về chiếm mọi suy nghĩ khác của anh chí cho rằng lan rất ngọt với gã nhớ em nhiều cô sẽ dùng lời lãng mạn mơ mộng vốn là bản chất của cô mà chí cười nhạt anh cố tập trung vào các con số trên màn hình. Được một lát, anh lại nhắn tin. Trưa nay, anh đón Na đi ăn cơm, không được từ chối đó. Chí chờ và nhận được hai chữ OK. Anh hả hê khi nghĩ, với Lan mình vẫn đầy quyền hành. 11 giờ 30 Chí ra khỏi công ty, anh phóng xe một lèo tới chỗ Lan làm việc và chờ. Lan đi bộ ra, cô mỉm cười với Chí. Phải ăn khao không? Chí lắc đầu, không, lâu rồi anh chưa được ăn trưa cùng em lúc nãy nhắn tin cho Na mà cứ sợ bị người khác xí mất phần ngồi sau lưng Chí Lan nói em đâu phải món đồ để ai muốn xí phần cũng được Chí càng giọng biết đâu ấy hai người vào một quán cơm trưa quen thuộc, Chí gọi hai phần ăn mà không cần hỏi xem Lan ăn gì di động của Lan gieo cô nhìn số rồi nói bác thuần gọi Chí cao có, thì em nghe đi Lan đứng lên bước ra ngoài Chí nhìn theo khó chịu Chuyện gì bí mật đến mức không muốn anh nghe về kìa Lan trở vào Chí dài giọng Bí mật nhỉ Lan chỉ cười chứ không phân mua gì Chí bực lắm Nhưng vẫn ra vẻ hở hững hỏi Người quen của em mà anh cũng biết đó Dạo này thế nào Lan nói anh ấy cũng bình thường Không biết anh có bị bất ngờ Khi em nói đó là ai Chí ngạng nghễ anh đâu phải là dạng yếu bóng vía để hở một chút là giật mình. Em thử nói xem hắn là ai. là nhỏ nhẹ là anh Ti đó. Chí im bặt rồi liền tức thì anh bật cười. Thằng Ti hả? Vậy mà lâu nay anh quên khuấy nó. Em gặp nó ở đâu? Làn tử tốn. Ti coi công trình khách sạn của bác Thuận. Chí khỉnh khỉnh. Kiến trúc sư mà đi coi công trình à? Chuyện này hơi bị lạ à nghen. Chắc nó không có năng lực nên mới thế. Lan khó chịu. Sao anh biết người ta không có năng lực? Chí cười khẩy. Quên nữa, với em, anh tì lúc nào cũng số một mà. Xin lỗi đã chê thần tượng của Na. Lan hậm hực. Chính anh nói đó nha. Chí hất hàm. Bộ không đúng sao? Nhân viên phục vụ mang thức ăn ra. Lan ăn mà không thấy ngon. Chí cũng vậy. Giờ thì anh biết gã nhớ em nhiều là thằng nào rồi. Mẹ kiếp. Nó đã trễ tàu như luôn trễ tàu trong cuộc đua với Chí. Vậy sao anh vẫn lo khi bỗng dừng nó xuất hiện? Chí vẫn giọng kẻ cả. Dạo này nó sống thế nào nhỉ? Vợ con gì chưa? Lan ậm ừ, nghe đầu đã có bổ. Chí mỉa mai, buồn nhỉ? Lan khó chịu, anh thôi kiểu nói sóc óc ấy đi. Chí vẫn tiếp tục. Chớ không lẽ em vui? Làn buồn đũa, buồn hay vui cũng là chuyện đã qua, đúng ra em đã nói với anh về ti ngay hôm gặp anh ấy nhưng em đã im lặng vì sao anh biết không vì em đoán được phản ứng của anh sẽ thế này chí uống một ngụm nước và nói anh lại nghĩ khác em muốn giữ riêng cho mình một điều bí mật thì đúng hơn lan nhún vai em chả có gì bí mật chí cười bí hiểm vậy sao anh không tin lan nhằn mặt anh gọi em đi ăn cơm trưa để nói chuyện này hả chí trơn tuột không tại cú điện vừa rồi đưa đầy chớ anh biết trời đánh phải tránh bữa ăn mà anh đâu muốn bị mất ngon vì một đứa như thằng ti lan ngao ngán cúi đầu nhìn đĩa cơm vẫn còn rất đầy cô cố gắng ăn trong khi chí bắt đầu chuyển đề tài anh có vẻ tự mãn khi được công ty chọn đi học càng nghe chí nói lan càng mệt cô thản thốt nhận ra giữa hai người là một khoảng cách trái tim lan thắt lại cô đã quá vội vàng khi chọn chí để neo đậu đời mình đang lúc lan mải thả hồn đi hoang chí bỗng gọi cô na anh muốn mình làm đám cưới trước khi anh đi học lan sững người anh làm em bất ngờ quá chuyện này phải có chuẩn bị đã tính năm sau thì cứ để năm sau đám cưới chớ đâu phải đùa chí phát một cử chỉ anh không hề đùa anh chỉ sợ em không tin khi anh đi xa em không sợ anh xa ngã à Làn nhìn anh, nếu anh thay đổi, có đám cưới hay không cũng vậy, em đâu thể giữ anh được. Chí xoay cái ly như muốn nói gì đó, Làn buột miệng. Hay anh không tin em? Chí cười, làm gì có, em đâu phải hạng phụ nữ dễ thay lòng đổi dạ. Làn tử tốn, người ta có thể thay đổi vì nhiều nguyên nhân, hy vọng em không tìm ra nguyên nhân nào từ anh để thay lòng đổi dạ. Chí nheo mắt. Em đang tìm xem anh có khuyết điểm không hả?" Làn thản nhiên, "Sao anh lại nghĩ vậy? Anh có tật đâu mà dục dịch?" Chí bắt bẻ, "Chọn một người đâu có nghĩa là bằng lòng với người đó, anh phải nghĩ xa, nghĩ gần xa chứ." Làn bừng nước lên uống, "Mình nói chuyện khác đi." Chí nhún vai, "Anh chuyển ngay đề tài, lâu nay em có nghe tin gì của chú Lĩnh không?" Làn lắc đầu, Sao anh hỏi tới chú Lĩnh? Chí nói một mạch, bỗng dưng thẳng ti làm anh nhớ những gì liên quan tới nhà Trang. Anh không biết chú Lĩnh sống thế nào lúc này. Lan ngẫm nghĩ, chú Lĩnh là người tệ bạc khi đành lòng bỏ vợ trong lúc ngặt nghèo. Em vẫn tự hỏi, có khi nào chú nhớ tới em và thím Huệ không? Chí ngập ngừng, nghĩa là em và thím Huệ không tha thứ cho chú ấy. Lan nhếch môi, tha thứ hay không, điều đó với chú đâu có quan trọng lần đám cưới Nha Trang về ngoài đấy mấy ngày em có đi tìm nhưng không gặp chắc chú lĩnh muốn tránh mặt chí xa rồi nếu chú lĩnh quay lại thím huệ có chấp nhận không chưa bao giờ em hỏi thím chuyện này thím đang sống vui vẻ yêu đời vậy là tốt rồi gợi lại chi những điều buồn bã chí nhún vai anh chỉ hỏi vậy thôi đúng là so với trước kia thím huệ sống tốt hơn nhiều hai người bỗng im lặng một lát sau Chí nói, giọng cương quyết, anh vẫn muốn mình cưới trước khi anh đi học, anh sẽ thừa với thím Huệ chuyện này. Lan ngắt lời anh, không việc gì phải vội vã như vậy, em ngại mọi sự thay đổi, thím Huệ đâu thể quyết định chuyện của em và anh. Chí ngàn ngại, anh quyết định như vậy, em phải nghe lời anh. Lan nhìn Chí chân chối, anh trở nên độc đoán từ hồi nào vậy? Chí ngụy biện, anh nghĩ tới chuyện quan trọng Người đàn ông phải là người quyết định, làn bắt bẻ kể cả những quyết định phi lý sao? Anh quên rằng em đã quen tự quyết định cuộc đời mình, chúng ta đã từng thỏa thuận, bất cứ vấn đề gì cũng phải có sự đồng ý của cả hai mà. Chí vùng tay lên, anh nhớ, nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Làn ngắt lời Chí, anh nên suy nghĩ lại, chưa chắc ba mẹ ngoài ấy bằng lòng, biết đâu chừng em còn mang tiếng là thúc anh cưới gấp vì lý do gì đó không có lợi cho em. Chí vẫn giữ nguyên lập trường. Anh nhất định sẽ thuyết phục mọi người về phe mình, cưới sớm càng tốt chứ sao. Là nhẹ nhàng nhưng cương quyết, anh nên thuyết phục một mình em. Nhưng em nói rồi, sẽ không có thay đổi, trừ khi cô dâu là người khác. Sơn nhìn ra cửa sổ, chiều rồi, và chiều nay anh có hẹn, dọn dẹp sơ cái bàn vẽ bể bộn, Sơn chạy vào nhà tắm Anh vừa huyết gió vừa nghĩ tới bữa cơm chiều nay Sau khi suy nghĩ kỹ Sơn đã quyết định đi một mình chứ không đi với Thoa Anh ngại nhất cái tánh bốc đồng của cô Con nhà giàu nhìn đời bằng nửa con mắt Thoa ít được lòng những người lớn tuổi Anh không muốn trong lần đầu tới nhà ông Thuần lại mất vui Rồi lỡ như có Lan ở đó Cô sẽ buồn Sơn không khi nào muốn Lan buồn Dù bây giờ cô buồn hay vui anh không có quyền an ủi chia sớt như ngày xưa chọn cái áo sơ mi màu xám có kẻ ô nhỏ sơn mặc vội vào ngắm mình trong gương dạo này anh lại quay về với thói quen thuở nào thói quen là một việc gì cho bản thân dù là nhỏ nhặt anh đều nghĩ tới lan nghĩ tới và ngơ ngác nhận ra tất cả chỉ là ký ức hồi đó khi chọn một cái áo anh cũng kéo bằng được lan ra chợ đầm còn bây giờ điều bình thường ấy cũng trở nên vô vọng mà thôi sơn không thích nghĩ tiếp nữa anh lấy tay vuốt tóc rồi ngang siêu thị trái cây anh ghé vào mua xoài thứ trái cây lan rất thích chỉ tiếc ở đây không có loại vừa chín tới chua chua ngọt ngọt khoái khẩu của cô sơn dừng xe trước một biệt thự nhỏ nhưng nhìn rất hiện đại thì ra bà thư có cuộc sống sung túc chứ không hề khó khăn như lan và anh hồi nào vẫn tưởng vậy mà bà đành đoạn để Lan sống khổ sở với chú lĩnh và thím huệ, thật khó hiểu nỗi lòng dạ đàn bà. Người giúp việc là một con bé chạc 18 tuổi ra mở cửa và mời anh vào nhà. Ông Thuần ra đón tiếp Sơn với nụ cười cởi mở trên môi. Mới làm việc cùng ông trong thời gian ngắn, nhưng Sơn vẫn nhận ra ông là người từng trải bản lãnh. Ông Thuần khoác vai Sơn, bà xã tôi chờ cậu nãy giờ, Sơn thấy bà Thư từ trong đi ra. Bà cười nhưng có vẻ rất xúc động. Sơn gật đầu chào. Bà Thư nắm lấy hai tay anh giọng nghẹn nghẹn. Bà mẹ khỏe không ti. Sơn hơi bất ngờ vì cảm xúc của bà Thư anh ấp ống Dạ, ba mẹ con vẫn khỏe. Bà Thư kéo anh ngồi xuống xà lông để cô nhìn coi mới ngày nào con và Na còn là hai đứa nít danh chưa trốn ngủ ra vườn dương chơi bây giờ đã to cao như thế này. Sơn cũng xúc động, còn thật sự vui khi gặp lại Na và cô. Bà Thư bùi ngồi, cô có nghe Na nói hai đứa từng thân thiết biết bao nhiêu, vậy mà nói như biết đã lỡ lời, bà Thư vụt im bặt. Ông Thuần tế nhị bảo, hai cô cháu cứ tâm tình thoải mái, tôi tìm vài chai rượu ngon một chút. Bà Thư nhìn theo ông, chú ấy rất tốt, sơn gật đầu con cảm nhận được điều này khi làm việc chung rồi sơn tuôn ra ấm ức có thể con hỏi không phải nhưng tại sao hồi đó cô không mang na về để na đỡ khổ hơn bà thư cười buồn bên nội con na đâu có chịu thậm chí thăm con bé cô còn không được phép nữa là sơn bối rối con xin lỗi đã hiểu lầm cô có sao đâu cô vẫn là người có lỗi ngập ngừng một chút bà thư nói tiếp chỉ mong sau này na không đi trên con đường cô từng đi, cô mong nó hạnh phúc. Sơn hỏi ngay, "Na có tới không cô?" Bà thư gật đầu, "Cô có gọi nó và thằng Đốm." Sơn nói, "Lâu lắm rồi cháu không gặp Đốm, chính vì vậy cô mới mời cơm mấy đứa bạn bè cũ nên gặp nhau." Không chỉ trong công việc mà cả ngoài đời. Sơn hiểu những ý bà thư vừa nói ra, anh nghe tiếng chuông ngoài cổng bà thư đứng lên chắc là na tới sơn bỗng hồi hộp anh nhìn ra cửa và thấy dáng nghênh ngang của chí bước vào theo sau là lan hai gã đàn ông nhìn chằm chặp vào nhau rồi sơn đứng dậy chìa tay ra trước chí ngần ngừ một chút mới bắt tay sơn với vẻ ngạo nghễ của kẻ chiến thắng chí nheo nheo mắt trông mải ra dáng tổng công chỉnh sư lắm sơn cười vậy sao lần đầu tiên ta mới nghe đó Chí nói câu thứ hai Đi một mình à Sao không dẫn nàng theo cho mọi người biết mặt Sơn còn chưa biết trả lời sao Chí đã bổi thêm Hay mày sợ nam buồn Sơn nhún vai Mày hỏi nhiều quá Chí tỉnh queo Nhưng mày có trả lời câu nào đâu Sơn nhìn vội lan Cô vẫn thản nhiên như không biết Chí đang cố tình trêu gan Sơn Anh chợt thẳng thốt nhận ra Lan bây giờ là vợ sắp cưới của Chí, suy nghĩ thậm chí sở thích của cô cũng giống chí sơn lờ lửng câu hỏi này nên để na trả lời vì ta đâu quản lý chuyện vui buồn của con nhỏ chí bật cười mày đúng là mày luôn có câu trả lời thông minh vậy na nghĩ sao lan liếc chí một cái thật dài cô nói em bị đứt dây thần kinh cảm xúc rồi làm gì còn biết buồn hay vui chí gật gù thêm một câu trả lời thông minh nữa Hai người làm chung công trình có bàn tính trước kế hoạch chống tôi không đó? Lan mím môi, đây có phải một câu hỏi thông minh không nhỉ? Bà Thư vội nói chen vào, các con lớn cả rồi mà nói chuyện cứ châm chọc nhau như là con nít. Nào, nào. Chí nhìn bà, con không thấy bác Thuần đâu cả. Bà Thư hóm hỉ ông ấy đang nhận vai trò bếp trưởng. Chí thú vị, thì ra là vậy, mẹ sướng thật khi có ông chồng trên cả tuyệt vời, sau này chắc con không thể giỏi như bác Thuần." Lan nói ngay. "Em không yêu cầu anh phải giỏi như bác." Chí choàng vai cô, "Vì em có yêu cầu cũng không được." Sơn chậm chạp bước theo sau Chí và Lan, anh có cảm giác bình thừa trước sự âu yếm của Chí. Ông Thuần vui vẻ mời mọi người vào bàn, ông hồ hởi giới thiệu chai rượu ngoại mấy trăm đô vừa được khui trước khi rót ra ly không khí bàn ăn nhờ có ông mà ấm áp dần bà thư ân cần gắp thức ăn cho sơn tự nhiên nhé ti ngồi đối diện lan lặng lẽ gắp cho chí miếng gà rô ti chí cau mày muốn anh mắc xương hả mặt lan thoáng đỏ lên cô bưng ly rượu uống một hơi trước sự ngạc nhiên của bà thư ông thuần lần sang chuyện khác ngay chí nè trước khi đi học phải có tiệc chia tay đó chí nói ngay dạ sẽ có tiệc con sang đây hôm nay cũng để thưa chuyện với bác và mẹ luôn chúng con muốn tổ chức cưới lan ngắt lời anh em không muốn là nghe chí trừng mắt sao vậy na đây không phải lúc em đùa đừng ngắt lời anh như vậy bà thư nhỏ nhẹ con muốn tổ chức thế nào hả chí chí buông từng tiếng chúng con muốn tổ chức cưới trước khi con đi học bà thư nhìn lan rồi nhìn ông thuần trong khi Sơn sửng sốt quên cả ăn. Căn phòng trầm hẳn xuống, mất mấy giây, ông Thuần mới phá vỡ sự im lặng đó. Ông hỏi, bao giờ con đi? Chí ngập ngừng, dạ khoảng 3 tháng nữa. Bà Thư chép miệng, gấp quá, có kịp chuẩn bị mọi thứ không? Chí cả quyết, có gì đâu mà không kịp. Sơn nhìn Lan, cô làm thinh nhưng rõ ràng đang bị kích động mạnh. Tay cô bấu vào cạnh bàn như đang cố dằn như ngày nào, cô vẫn làm thế khi bị bà huệ mắng, giọng bà thư hoang mang, có cần phải như vậy không? Chí rảnh rọt, con thấy rất cần. Lan phản ứng ngay, con thấy không cần và con đã không đồng ý. Nhìn Chí là nói tiếp, nên chấm dứt chuyện này ở đây đi anh. Chí giận dữ đứng dậy, em không hề tôn trọng tôi, thật là quá đáng. Ông thuận ôn tồn, không nên nóng nảy như vậy, chúng ta cần lắng nghe nhau. Nà, con phải nói lý do tại sao mình không đồng ý chứ. là nhỏ nhẹ, con đã nói rồi, mọi sự thay đổi đều phiền phức. Thời gian của anh ấy đi học kết thúc trước ngày đã dự định đám cưới. Vậy thì cưới sớm để làm gì? Chí cười gằn chưa thấy cái nào như em, cưới sớm làm chi hay em không thích cưới? Bà Thư nói, người ta chỉ thay đổi ngày cưới khi chẳng đặng đừng. Ngày cưới đã được xem và chọn rất kỹ, mẹ thấy không nên đổi đâu con xui xẻo lắm đó chí nhếch mép mẹ tin chuyện này nữa sao đám cưới nào mà không coi ngày tốt nhưng đâu phải vợ chồng nào cũng ăn đời ở kiếp với nhau nhờ cái ngày tốt ấy mặt bà thư sượng ngắt lan nóng bừng lên cô hậm hực anh vừa phải thôi chí khựng lại con xin lỗi nếu đã quá lời lan khoanh tay tóm lại em vẫn giữ ý kiến của mình chí lạnh lùng anh cũng vậy. Ông thuần pha trò, kiểu này chắc hai đứa phải quản tụt tỉ ra cái gì quá. Chí hất mặt, vợ đương nhiên phải nghe lời chồng, để rồi bác và mẹ xem, đầu cũng vào đó thôi. Sơn bỗng thấy lo cho Lan, cô và Chí đã có bất đồng, điều này rõ như ban ngày, liệu Lan có phải đương nhiên nghe lời chồng không? Sơn ngậm ngùi thương cảm, giá như ngày xưa anh lì mặt theo đuổi Lan, Bất chấp sự ngăn cấm của mẹ và bà Huệ bất chấp sự có mặt của Trí anh có mất cô như bây giờ không? Tại sao hồi đó anh thừa tự ái đến mức chỉ cần nghe Lan ngọt ngào ra ba câu với Trí là đã đùng đùng nổi giận. Để bây giờ biết chắc hai người sẽ cưới nhau Sơn vẫn khao khát hoài mong Lan là của mình tự ái của anh đâu rồi? Sơn uống cạn ly rượu nhưng không có cảm giác ấm áp nào trái lại chỉ có nỗi buồn chảy luồn trong từng mạch máu làm anh nao nao chí ngồi xuống anh gấp thức ăn cho lan giọng ngọt sớt nói thế chứ nhất vợ nhì trời phải không bác ông thuận ông thuần gật đầu câu này thì nghe được rót rượu vào ly trí ông nói bác thưởng con quay sang sơn ông bảo còn cháu nữa lần sau không được tới một mình đâu sơn gượng gạo cười trong khi Lan nhìn đi nơi khác, Sơn hiểu trước những ký ức cũ cô lẩn tránh anh. Giọng trí lại vang lên, trời ở xa lắm mà không biết có trời hay không, bởi vậy suy ra vợ là nhất. Mà nhất thì phải quý, đã quý phải sợ mất. Thú thật với mẹ và bác còn sợ mất vợ lắm, nên mới xin cưới liền ạ. À. Ông Thuần kêu lên, trời ơi vợ chứ có phải viên kim cương nhỏ bé xíu xiu đâu mà sợ mất chí nhún vai vẫn biết thế nhưng cháu vẫn sợ kim cương người ta có thể giấu được còn vợ thì không lan đứng dậy bỏ ra phòng khách cô thấy ghét chí quá anh cố tình nói thế để châm chọc cô và sơn thì phải trước đây chí vẫn tra hỏi để biết tình cảm giữa cô và sơn là tình cảm gì dĩ nhiên lan luôn luôn trả lời loanh quanh chí chưa bao giờ bằng lòng với những câu trả lời đó anh vẫn ghen với quá khứ của Lan. Một quá khứ trong đó, anh chỉ là chiếc bóng mờ. Bữa tối nay là dịp để trí thể hiện mình đây bà. Bà Thư ngồi xuống đối diện với Lan. Hai đứa, à không, bà đứa bay sao vậy? Lan lắc đầu, dạ có sao đâu mẹ. Bà Thư nói một hơi, mẹ và có lẽ cả bác Thuần rất khó chịu cách xử sự của Trí. Tối nay mẹ mời đi tới chơi, đây đâu phải lúc Trí nói chuyện này. Nhìn Lan, Bà Thư trầm giọng Nó đã cố tình đúng không Mẹ thấy rõ dụng ý của nó đối với ti Làn nốt nghẹn xuống Bà Thư đặt câu hỏi Tại sao trí lại như vậy Giữa con và ti có gì không Mà nó đòi cưới ngay Cô khổ sở Mẹ đừng hỏi nữa Bà thở dài Mẹ không muốn con đi theo vết xe đổ của mẹ Hãy suy nghĩ cho kỹ Nếu không cả cuộc đời mai sau Con chỉ nhận được toàn cay đắng Làn chỉ muốn khóc Cô với Sơn đã lỗi nhịp yêu, dù tình vẫn trốn tìm trong trái tim mảnh vỡ. Bà người đàn ông từ bếp ra, Sơn là người đi sau chót. Anh nhìn bà và xin phép về trước vì có bạn đợi. Bà thư và ông thuần cũng không giữ Sơn lại, Lan thì lặng lẽ nhìn anh thay lời chào. Chí ngạo nghễ bắt tay, "Hôm nào hai thằng mình phải uống một bữa quên đường về, mày không từ chối chứ?" Sơn bình thản, "Đương nhiên, tao đang chờ ngày đó đây." Sơn bước xuống nấc thang cuối cùng của bậc thềm nhưng lại có cảm giác chập chững bước đầu tiên của một hành trình vòng quanh. Anh biết mình sẽ lập lại từ đầu, lập lại từ đầu một tình yêu đã cũ. Bà Thư nhìn chồng, anh nghĩ sao về đề nghị của thằng Chí? Ông thuần ậm ừ, anh thông cảm và đương nhiên sẽ giải quyết. Bà Thư hỏi tới, anh giải quyết bằng cách nào? Ông thuần chép miệng, thay người khác vào chỗ Na đang làm, tức là không để con nhỏ và Sơn gặp nhau. Ông Thuần ngập ngừng. Đó chỉ là giải pháp tình thế, thằng Chí thiếu bản lĩnh khi yêu cầu anh như vậy. Bà Thư nhíu mày, ý anh là sao? Ông Thuần nhìn vợ, thằng Chí trói chân con Na nhưng đâu trói được trái tim nó. Bà Thư nhíu mày, chẳng lẽ anh cho là con Na có tình ý với thằng Sơn? Rõ ràng là như vậy, tình cũ không rủ cũng đến, anh có hỏi và sơn đã kể thật hồi hai đứa còn ở cạnh nhà chúng nó rất thương nhau nhưng thím huệ và mẹ thằng sơn đều cấm sau đó sơn vô sài gòn học rồi hai đứa mất liên lạc vì những suy nghĩ nông nổi trẻ con thằng chí thừa biết chuyện này nên mới ghen ra mặt bà thư thở dài em không biết phải làm sao đây hồi đó em đã bỏ con bé lại nên bây giờ ông thuần ngắt lời bà Đừng tự trách mình, người ta chỉ có một cuộc đời và cũng chỉ sống một lần. Em có dần vặt, chuyện cũng qua rồi. Cái trước mặt là làm sao cho Na được hạnh phúc. Bà Thư giàu dĩ, dạo này nó buồn lắm. Anh biết, hôm bất ngờ gặp lại Sơn, Na y như người mất hồn, thằng Sơn cũng vậy. Tách hai đứa ra đôi khi lại vô tình làm chúng xích lại gần nhau hơn. Bà Thư nhìn chồng, không làm vậy thằng chí chịu để yên sao ông thuần chép miệng chí không phải là mẫu người đàn ông rộng lượng không chỉ trong tình yêu mà cả trong đời thường khi yêu cầu đổi việc cho na nó đã để lộ bản chất của mình qua cách nói gay gắt ích kỷ anh lo cho con na sẽ khổ khi đã là vợ nó bà thư im lặng bà còn lo hơn ông nhưng không nói ra thôi sống với ông thuần bà có thêm hai đứa con trai chúng đều đang đi học ở nước ngoài bà không có gì phải lo cho chúng tất cả thương yêu bây giờ bà dồn cả cho na bà muốn bù đắp cho đứa con gái của mình bà đâu có muốn na khổ chuông cổng reo chị giúp việc ra mở cửa lan đẩy xe vào với vẻ mệt mỏi ông thuần ái ngại nhìn cô con đến một mình à dạ anh chí bận họp mà có chuyện gì ông thuần nói không thấy chí thì bác hỏi vậy thôi. Còn vừa ở công trình về à? Dạ. Bà Thư xót ra. Chồng con phở phạc quá. Ông Thuần im lặng. Một lát ông bảo. Bác sẽ thấy anh Hùng vào chỗ của con. Hơn nữa công việc này phù hợp với anh Hùng hơn. Là nói ngay. Con làm được mà. Bà Thư buột miệng. Nhưng mẹ không yên tâm. Làn hỏi gặng lại, mẹ không yên tâm về con hay về công việc con đang đảm nhận bà thư nhìn lan mẹ không muốn thấy con xác sơ lan vuốt tóc con con vẫn bình thường bà thư ái ngại con cần có thời gian nghỉ ngơi ông thuần nói bác cho con nghỉ một tuần hai đứa đi đâu chơi thì đi rồi về nhận việc khác lan đều giọng vâng con sẽ xin nghỉ vài ngày bây giờ con về không thôi thím huệ lại trông Bà thư hỏi tới chừng nào con xin nghỉ dạ hết tuần này ông thuần gật gù vậy cũng được nhớ mai khỏi ra công trình lan chạy xe về tới nhà đã thấy chí ngồi trong phòng khách với vẻ nôn nóng anh nhìn cô ngờ vực em đi đâu vậy lan ngồi xuống lông em ghé nhà mẹ để làm gì anh hỏi lạ quá ghé nhà mẹ cũng phải có lý do à chí nuốt nước bọt anh cao có, sao lại tắt điện thoại? Làn thản nhiên, tại nó hết pin. Chí hậm hực, dạo này em giỏi thật, anh hỏi cái gì em cũng trả lời thật trơn tru mau lẹ. Làn trầm trọng, chắc tại những câu hỏi của anh dễ trả lời quá. Chí cầu mày, em thách thức anh hả? Hừ, dẹp cái thái độ ấy đi, anh rất khó chịu. Làn làm thinh, cô thật sự mệt mỏi mỗi khi đối diện với Chí dường như lâu rồi hai người không có lấy một nụ hôn chưa cưới nhau mà mặn nồng đã nhạt ngồi cạnh nhau chỉ toàn những câu chua cay lan nghĩ tới tương lai mà dùng mình liệu rồi cô và trí có suốt ngày ra giả cãi nhau vì khắc khẩu như thím huệ vẫn hay nói về hai người không giọng trí hạ xuống bác thuần có nói gì với em không lan lắc đầu cô vẫn chưa hiểu ý anh trí bực dọc vậy mà ông hứa sẽ đổi việc làm cho em lan nhìn chí việc này thì có thì ra anh đã yêu cầu bác thuần tại sao anh chen vào chuyện của em chí tỏ vẻ phân bùa anh không muốn em cực chỉ vậy thôi lan cười khẩy anh không muốn em làm chung với ti thì đúng hơn chí dụ mặt nếu vậy thì sao anh không có quyền ghen à lan mỉa mai ghen hay là đố kỵ chí vênh váo thật ra anh không ghen cũng không đố kỵ vì thằng ti chẳng có gì hơn anh anh không thích nó gặp em vì anh ghét nó chỉ như vậy mà anh bắt bác thuần đổi việc cho em anh chỉ nghĩ tới mình anh có nghĩ tới cảm giác của em không mẹ và bác thuần vin vào lý do sức khỏe để đổi công việc em đang làm hai người không nói ra lý do thật là vì muốn em nghĩ tốt về anh tiếc thay anh không cần điều đó vì anh nghĩ anh có toàn quyền đối với em. Lan ngừng lại để thở trước khi nói tiếp. Đã vậy, em sẽ đòi tiếp tục công việc này. Chí gần, đố em dám, anh sẽ quậy cho ông Thuần biết tay. Lan nhìn anh, nếu anh quậy, anh sẽ khỏi đi học, em dám nói như vậy. Mặt Chí đỏ bừng lên. Em hăm dọa anh vì thằng Ti à? Lan không trả lời. Cô vơ cái túi sách rồi đi thẳng một mạch thái độ của lan làm chí điên tiết lan mới bước vài bậc thang chí đã kéo cô lại mất thăng bằng cô ngã ngửa ra sau suýt té lan hoảng hồn la lên anh làm gì vậy chí lầm lì muốn dạy em cách đối xử chưa trả lời câu hỏi của anh em đâu thể bỏ đi ngang xương được em không được phép coi thường anh lan phản ứng vì tôn trọng anh em mới không trả lời anh xỉ nhục em khi hỏi câu đó chí hậm hực nhưng rõ ràng em quá đáng khi nói như vậy lan bướng bỉnh em nhất định sẽ tiếp tục công việc chí gầm lên em dám hả bà huệ dưới bếp ngơ ngác chạy ra hai đứa bay sao vậy chí tiếp tục quát thím coi đó sắp đám cưới tới nơi nhưng na vẫn lượn lờ với thằng ti trước mặt con lan giận run lên lượn lờ là sao cách nói của anh là phỉ báng người khác em không thể chấp nhận. Bà Huệ dãy này, thôi thôi, không gây nữa. Chí thở hào hển con đã yêu cầu bác Thuận phân công Na vào việc khác, bác ấy đã chịu, nhưng Na lại không đồng ý, nếu không vì thằng chó đó thì vì lý do gì? Hai người nhắn qua điện thoại bao nhiêu lời tình tứ rồi, nào là nhớ em nhiều nhưng... Làn vẫn nộ, anh kiểm tra cả điện thoại của tôi à? Chí cười khẩy, có vậy mới biết rõ con người của em. Bà Huệ sững sờ, có chuyện nhắn gửi qua điện thoại nữa sao? Còn nà, mày hò hẹn với thằng Ti thật hả? Làn uất nghẹn, còn không có. Chí khỉnh khỉnh, ngày nào chẳng gặp nhau, cần gì phải hò hẹn hả thím? Làn mím môi, chúng tôi gặp vì công việc chứ không như sự tưởng tượng tối tăm của anh. Chí nghiến răng, chúng tôi nghe tình tứ chưa? làn tức tối, anh thật là ác miệng. Dứt lời cô chạy nhanh lên lầu, vào phòng khóa trái cửa lại. Ngày lúc này đây, nỗi khát khao có sơn bên cạnh, chợt bùng lên dữ dội. Nó như ngọn lửa thiêu đốt tâm trí Lan. Lẽ ra, trí phải khôn ngoan, dập tắt từ khi nó mới là đốm đỏ, vùi trong cho. Nhưng tệ thay, anh không làm được điều này. Trái lại, anh lại đổ thêm dầu vào lửa. Lan thả người xuống giường, cô không thèm mở cửa mặc kệ Chí đứng gọi bên ngoài. Giọng Chí đã chuyển từ giận dữ sang nằn nỉ ỉ ôi. "Anh xin lỗi, đã quá nóng, anh yêu em nên không giàn lòng được vì ghen. Em phải hiểu với anh, em là tất cả." Bỗng dưng, Lan muốn cười vì những lời như ca cải lương của Chí, anh không làm cô cảm động chút nào. Sao thế nhỉ? chẳng lẽ dây thần kinh cảm xúc của Lan đứt thật rồi? Chí vẫn nói già giả, những lời thật dịu dàng mở cửa đi Lan, anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, anh sẽ đem niềm vui và hạnh phúc đến cho em. Lan ôm đầu kêu lên, em muốn được yên, anh đi về đi. Bên ngoài im bặt, rồi Chí đổi giọng, anh sẽ đi khỏi đây nhưng chưa về đâu. Anh gọi điện cho thằng Ti, gọi nó ra một cái quán nào đó để hai mặt một lời anh bắt nó giang em ra lan bật dậy anh không được làm như vậy tại sao có gì đâu em lại cuống lên thôi anh đi cho em được yên lan nhắm mắt lại như trốn tránh thực tại cô không mắc lừa trí đâu mặc xác anh và ti muốn nói gì với nhau thì nói cô chưa bao giờ phản bội anh sao phải cuống lên chứ lan nghĩ vậy nhưng không phải vậy cô quá hiểu ti anh nóng này đâu kém trí lỡ như hai người lao vào nhau như lần ngoài biển ti lao vào bọn dũng quắn thì sao lan bật dậy tung cửa chạy xuống nhà trí đã phóng xe đi rồi cô thẫn thờ trở vào bà huệ nghiêm nghị con nên nghe lời đốm không làm công việc đó nữa nếu cần nghỉ làm cho ông thuần cũng được nó thừa sức nuôi con mà lan nhìn bà nhưng con không muốn lệ thuộc vào người khác con không muốn giống thím ngày xưa bà huệ khựng lại nà vừa chạm vào nỗi đau của bà ngày đó bà hoàn toàn lệ thuộc vào chồng để đến khi ông thay lòng đổi dạ bà túng thế điều bán nhà để mong kiếm riêng cho mình chút ít nếu bà có một công việc bà đã không bài bạc và biết đâu bà đã không mất chồng lan lấy nhí con xin lỗi đã nói vậy bà huệ gượng gạo con không sai Thời buổi này không thể để chồng nuôi dù thằng chồng đó thương mình cỡ nào đi chăng nữa. Con người ta biết đâu mà lần. Lan gặp ngừng. Thím còn hận chú Lĩnh không? Bà Huệ nói khẽ. Thím quên ông ấy rồi. Lan không tin. Cô biết Thím Huệ nói dối nhưng không dám hỏi thêm. Giá như Lan có thể quên dễ dàng như Thím Huệ nhỉ? Sơn nhíu mày, nhìn người thợ phụ đang long khom khiêng gạch. Đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặt khuất dưới vành nón, dáng quen của ông ta đã khiến Sơn chú ý từ nãy giờ. Sơn bước đến gần, đúng lúc ông ta ngẩng lên, anh thẳng thốt gọi, chú Lĩnh. Ông Lĩnh cũng bất ngờ không kém, quẹt mồ hôi chán, ông ấp úng. Ủa, thằng Ti hả? Sơn kêu lên, dạ, trời ơi, chú, chú vô đây hồi nào? Ông Lĩnh gượng gạo, cũng gần hai tháng rồi. Sơn ngập ngừng, chú chưa gặp thím Huệ à? ông lĩnh cộc lóc, chưa nắm càng xe cút kít dở lên ông lĩnh nói cháu làm gì ở đây sơn trả lời công ty cháu thầu công trình này cháu đi kiểm tra thật tình cháu bất ngờ khi gặp chú ông lĩnh nhếch môi đời mà thôi chú làm việc đây sơn nhìn ông lĩnh đẩy xe đi với vẻ can chịu mà chạnh lòng nghe nói ông đã có vợ khác nhưng sơn không ngờ ông tới nông nỗi này Tại sao ông Lĩnh phải bỏ Nha Trang vô Sài Gòn làm phụ hồ nhỉ? Nếu ông làm công trình khách sạn của ông Thuần, chắc ông đã gặp Na rồi. Sơn rất muốn hỏi thăm hoàn cảnh hiện tại, nhưng hình như chú Lĩnh không muốn nói, nên anh thấy ngại. Phước, cài thợ đến cạnh Sơn. Ông cự cãi gì cậu hả? Sơn lắc đầu. Đâu có, ông ấy là người quen. Lâu lắm rồi tôi mới gặp lại. Chưa kịp hỏi thăm thì ông đã đi. Phước chép miệng. Ông cũng riêng mà cũng hoàn cảnh lắm. Sơn ngạc nhiên, hoàn cảnh là sao? Phước nói, nghe đầu bị vợ bỏ, một thân một mình vô đây kiếm sống, thấy ông ấy cũng tội. Sơn nhìn đồng hồ, đã sắp hết giờ làm việc, chắc anh phải gặp riêng ông lĩnh một chút để xem ông sống như thế nào ở cái đất Sài Gòn. Hôm trước qua trò chuyện, Sơn biết Lan có về Nha Trang tìm nhưng không gặp ông. Chẳng biết bây giờ lan có còn muốn tìm chú của mình nữa không anh ngồi chờ thợ phụ ra hết cả nhưng không thấy ông lĩnh không lẽ ông ở lại đây sơn trở vào lán thợ và thấy ông lĩnh đang nấu cơm bằng bếp dầu ngẩng lên nhìn sơn xong ông lại gằm mặt xuống sơn ngồi kế ông anh không biết phải hỏi ông lĩnh như thế nào ông ấy cười chú tàn tạ lắm phải không con sơn nắm tay ông lắc mạnh thôi đừng nấu cơm nữa chú cháu mình kiếm cái quán nào đó ngồi ông lĩnh nheo mắt nhìn sơn trông ngọt lành như vậy mày không thấy xấu hổ khi ngồi với chú sao sơn hùng hồn với cháu chú là chú của na ngày xưa đã thế bây giờ và về sau này cũng vậy ông lĩnh gật gù mày là đứa có trước có sau chứ không như cái thằng khác được chú sẽ uống với mày sơn chờ ông lĩnh tới quán ăn gần đó anh gọi thức ăn bia khui bia sơn hỏi chú vào một mình nhà ờ à, thế còn vợ chú đâu ông lĩnh bật cười mày hỏi cung chú hả cháu thật sự thắc mắc ông lĩnh nhếch môi nó bỏ tao rồi rốt cuộc tao không có được cái nhà để thở cha mẹ số tao khổ vì vợ bà huệ bài bạc bà sau để đóm huề hội tao phải bán cả ghe cả nhà để trả nợ khi tao trắng tay cũng là lúc nó cặp với thằng khác, đời tao thật chó má. Sơn rẻ dặt chú không có con với bà sao à? Ông lĩnh buồn bã, có một đứa nhưng nuôi không được, họ nhà tao coi như tuyệt tự. Sơn nhìn ông, sao chú lại nói vậy, vẫn còn na mà. Ông lĩnh khẽ lắc đầu, liệu thằng chồng nó có để cho con nhỏ na thờ cúng ông bà cha mẹ không? Tao không tin thằng đốm là đứa biết nghĩ tới bên vợ, sơn nốc cạn lon bia anh xót xa cho na khi nghe ông lĩnh nói vậy dạo này không được gặp cô sơn buồn rũ rượi anh giống kẻ thất tình đến mức thoa phải phát ghen mà không biết mình ghen với ai khi sơn kín như bưng sơn không trách ông thuần đã phân cho cô công việc khác cũng đúng thôi đâu ai muốn con cháu mình gặp rắc rối trong tình cảm sơn ngập ngừng na biết chú vô không ông lĩnh gật đầu biết nhưng nó từ chối gặp tao sơn thắc mắc sao chú biết na từ chối gặp chú thằng đốm nói chứ ai hôm ở nha trang vô tao nô nức chờ gặp con na ai ngờ chỉ thấy thằng đốm ra bến đón nó nói con na và bà huệ không muốn thấy mặt tao tao nên về lại ngoài đó nếu không sẽ bị bà huệ đâm chết vì hận sơn bức bối cháu không tin na như vậy ông lĩnh cười khẩy tao cũng đang cố không tin nhưng hơn hai tháng rồi nó có tìm tao đâu sơn nói để cháu điện thoại cho na hỏi xem ông lĩnh đưa tay ngăn lại không cần tao tệ thật nhưng không chịu nhục với thằng đốm thêm lần nữa sơn nhìn ông lĩnh uống cạn lon bia ông đáng trách thật nhưng cũng đáng tội nghiệp người vợ thường mà rộng vòng tay đón người chồng lạc lối quay về bà huệ vậy mà lạnh lùng sắt đá quá sơn nhìn ông giọng chân tình cháu ở có một mình chú về ở với cháu ông lĩnh xúc động chú biết mày thật lòng nhưng thôi con sơn nói chú có tuổi rồi ở ngoài lâu đâu có tốt cứ về nhà cháu cháu nói thật đó ông lĩnh lắc đầu tao đâu ngại sương gió thỉnh thoảng chú cháu gặp nhau cùng lai dai là vui rồi bây giờ mày đưa chú về tao phải ngủ sớm mai mới có sức mà làm Sơn gật đầu. Trên đường về, ông lĩnh dặn anh đừng nói với Na và bà Huệ đã gặp ông. Sơn ậm ựa hứa, nhưng trong lòng vẫn không vui. Tại sao Na lại nhẫn tâm thế kia? Về nhà, Sơn thấy Thoa ngồi chờ mình trên chiếc Attila dựng ngoài lề đường. Cô hỏi ngay khi Sơn vừa dừng xe. Sao anh tắt điện thoại? Sơn vừa mở cửa vừa đáp, máy hết pin. Thoa cong cớn. Em biết thế nào anh cũng trả lời như vậy. Nhưng chẳng lẽ em không hỏi chứ? Sơn buông mình xuống ghế. Đó là dạng câu hỏi và câu trả lời đã được lập trình mà chúng ta lại có rất nhiều trong cuộc sống. Em có thấy đơn điệu và tẻ ngắt không? Thòa nhún vai rất tây. Cuộc sống với em còn nhiều thứ khác chứ đâu chỉ ra ba câu hỏi cho có đó. Sao bữa nay anh lại xa xôi quá nhỉ? Sơn nhìn lên trần nhà. Anh đang tự hỏi em tìm thấy gì ở anh xả xuống kế bên sơn thoa phụng phịu vậy anh tìm thấy gì ở em sơn nói ngay sự cô đơn của anh mặt thoa sụ xuống anh không cần nói như thế em biết anh chưa bao giờ yêu em nhưng chúng ta đang là một đôi rất đẹp mà sơn cười là do em nghĩ chứ một đôi rất đẹp đâu có nghĩa là một đôi hạnh phúc thoa bướng bỉnh bên anh em luôn thấy mình hạnh phúc chỉ là cái cảm giác của riêng em em hạnh phúc khi ngồi trong quán với anh cảm giác đó có do nhiều người khen mình là một đôi thoa nhằn nhó anh nói lòng vòng khó hiểu quá sơn chuyển đề tài tìm anh làm chi thoa tươi nét mặt uống cà phê sơn mỉa mai lại muốn tìm cảm giác hạnh phúc à thoa im bặt cô nhìn anh bữa nay anh sao vậy sơn nhìn lên trần nhà một lát anh mới nói Em nên tìm cho mình một người khác anh. Thòa thẳng thốt, chúng ta đang rất vui cơ mà. Sơn đều giọng, nhưng chúng ta vẫn cô đơn khi ở cạnh nhau. Anh vẫn buộc lòng quên người này khi bên anh là người khác. Như vậy thật không công bằng. Thòa hẳn học, anh đã gặp lại con na à? Sơn nói, đó là chuyện riêng của anh em không cần biết. Lâu nay chúng ta từng thỏa thuận không xâm phạm đời tư của nhau mà. Thòa cười ngạo nghễ Em biết sẽ có một ngày như vậy. Không anh, em vẫn còn người khác, đâu cần phải tìm kiếm gì. Có điều em tức vì không biết con Na hơn em ở điểm nào để bao nhiêu năm anh vẫn chưa quên được nó. Sơn nhỏ nhẹ. Na thua em tất cả mọi điểm, nhưng khi yêu thật lòng, không ai so sánh giữa tình yêu với kẻ khác. Thoa nhếch môi. Sâu đậm đến thế kia à? Em thua nó không vì điểm nào hết, nhưng lại là thua đau. Thoa đứng dậy, em về đây. Nhưng khi buồn hay khi vui chúng ta lại uống cà phê chứ? Sơn gật đầu. Anh tiễn Thoa ra, chờ xe cô chạy khuất mới trở vào. Lại thêm một ngày dài trôi qua không được thấy Na. Sơn nhìn cái di động trên bàn, anh thèm gọi cho Na vô cùng, nhưng anh không thể. Điện thoại giúp Sơn nghe được giọng nói của Na, nhưng đâu giúp anh có được cô. Thôi thì nhắm mắt mà quên như suốt sáu bảy năm dài anh đã từng quên vậy lan nhìn số điện thoại gọi cho mình là của sơn cô chợt hốt hoảng nhìn quanh dù bên cô không có ai lan để mặc nhạc chuông vang lên bài dạ khúc như cắt đôi buổi tối cuối cùng cô áp máy vào tai giọng sơn gấp rút khác thường có chuyện quan trọng anh phải nói với em xin đừng ngắt máy lan do dự một hồi mới nhỏ nhẹ được anh nói đi chú lĩnh vừa nhập viện anh nói ai chú lĩnh của em anh vừa đưa chú vô bệnh viện lan khựng lại cô ấp úng. anh anh đang ở nha trang à sơn hơi gắt sao lại nha trang anh đang trong phòng cấp cứu của bệnh viện nguyễn tri phương với chú lĩnh anh báo cho em biết thế thôi còn em và thím huệ có vào với chú hay không thì tùy thôi nhé lan chưa kịp hỏi gì thêm sơn đã ngắt cô ngạc nhiên và hoang mang quá sức chú lĩnh bệnh gì mà phải vào tận sài gòn nằm Lan nhắn số của Sơn nhưng không được vì anh khóa máy. Hấp tấp, cô bước xuống nhà nơi bà Huệ đang xem tivi. Lan nói ngay, anh Ti vừa cho con biết chú Lĩnh đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Mắt bà Huệ biến sắc khi nghe đến tên ông Lĩnh. Bà vẫn còn rất hận chồng. Lan biết điều đó nên cô hạ giọng. Con sẽ vào xem chú bị bệnh gì, thím cứ ở nhà, con sẽ gọi điện về. Bà Huệ nói như rên, Sao lại nằm phòng cấp cứu ở đây chứ? Ông bị bệnh gì? Chuyển vô đây chắc phải nặng lắm. Lan lắc đầu. Con chưa kịp hỏi thì tì đã tắt máy. Lan dẫn xe ra bà Huệ bảo gọi thằng Đốm đi cùng. Lan lắc đầu. Mất công phiền con không muốn. Bà Huệ lại thắc mắc. Không biết ông vô đây với ai nữa? Lan mặc thêm chiếc áo jean vào. Con sẽ gọi điện về. Thím vào nhà đi. Lan chạy xe với một mớ thắc mắc hỗn độn trong đầu tại sao, tại sao và tại sao. Sơn lại cất giọng với cô và lại tại sao anh lại gặp mà đưa chú Lĩnh vào bệnh viện. Lan là cháu ruột, còn Thím Huệ là vợ cũ, từng bị chú Lĩnh ruồng bỏ. Chú chỉ có mỗi Lan là cháu, cô đâu để mặc chú của mình. Tới bệnh viện gửi xe, Lan hớt hải bước tới phòng cấp cứu. Người y tá trực cho cô biết họ vừa chuyển ông Lĩnh tới phòng phẫu thuật. Lại hớt ha hớt hải Lan chạy tút vào trong, cô gặp Sơn đang đi tới đi lui đầy sốt ruột ngoài hành lang. Sơn nhìn cô mặt lạnh tanh, tưởng em không đến nên vừa rồi anh nhận mình là người nhà của chú Lĩnh để ký tên vào giấy chỉ định mổ. Lan cau mày, anh ký tên thay em, em xin cảm ơn, nhưng sao anh lại nghĩ em không vào khi nghe tin chú mình nhập viện? Sơn cười nhạt, tại sao hả? À? Vờ vịt đâu phải là tính cách của em, nhưng dù gì em cũng đã tới lan hỏi chú lĩnh bị bệnh gì vậy viêm ruột thừa cấp tính lan ngạc nhiên viêm ruột thừa cấp tính mà chuyển từ nha trang vào đây à sao lại thế sơn hơi nhíu mày anh thấy rõ lan không hề biết ông lĩnh đã vào sài gòn từ lâu sơn buột miệng chú lĩnh vào đây hơn hai tháng rồi lan kêu lên sao anh không cho em biết sơn dài giọng không phải em đã biết rồi sao lan ngờ ngác không em không biết Sơn định nói gì đó rồi lại thôi, anh kéo Lan ngồi xuống ghế đá, anh hỏi vặn, "Có thật là em không biết chú Lĩnh đã vô Sài Gòn không?" Lan khó chịu, "Sao em phải nói dối chuyện này?" Sơn ngập ngừng, "Chú Lĩnh bảo em và thím Huệ không muốn gặp chú vì chú bây giờ là kẻ trắng tay." Lan nghẹn ngào, "Sao chú Lĩnh nói vậy trong khi em từng về Nha Trang tìm chú?" Sơn nhỏ nhẹ, "Không phải tự nhiên chú Lĩnh nói thế đâu." đợi khi chú mổ xong em hỏi chú sẽ rõ đầu đuôi rồi từ tốn Sơn kể cho Lan nghe mình đã gặp lại chú lĩnh trong trường hợp nào di động của Lan có tín hiệu giọng của thím Huệ sao con không về nhà chú mày có bị gì không Lan ồn tồn chú lĩnh mổ ruột thừa chắc không gì nguy hiểm đâu con sẽ ở lại bệnh viện thằng đốm đã vô chưa còn chưa thấy nhưng thím gọi anh ấy làm chi con đã dặn rồi bà huệ ngập ngừng tại không nghe con gọi về thím sốt ruột lan bỗng nói chú lĩnh có một mình thôi bà ta đã bỏ chú rồi giọng bà huệ thẳng thốt vậy sao hay thím vô với con con lo được thím cứ ở nhà sáng mai còn buôn bán nữa thôi ha thím nha sơn nhìn lan em về đi anh ở lại với chú được rồi đốm không thích em vào đây đâu lan tỏ vẻ không hài lòng anh nói nghe lạ thật Em là con cháu, em lo cho chú mình. Sao anh đốm lại không thích nhỉ? Chú lĩnh nghe được thì tội nghiệp em và đốm. Sơn nhếch môi cười, anh vừa thương vừa lo cho Lan. Em đã chọn lầm người rồi na bé nhỏ của anh. Giọng Lan đầy trách móc. Lẽ ra khi gặp chú lĩnh, anh phải nói cho em biết ngay. Sơn xa xôi, anh cũng định như vậy, rồi cứ lần lửa mãi. Anh sợ người ta nói anh kiếm cớ để gọi điện cho em. Lan liếc anh, nhưng đây là cái cớ chính đáng cho bộ. Sơn nhún vai, có người không ưa, thậm chí rất ghét cái cớ này. Với lại chú Lĩnh đã nói em từ chối gặp chú, nên anh đành im lặng. Thú thật, anh giận cách đối xử của Na vô cùng. Cho nên lúc nãy gọi điện, giọng anh rất gắt gỏng. Sơn gật đầu, đúng vậy. Lan chỉ muốn khóc, em không có thật mà. Sơn vội vàng, bây giờ anh tin rồi. Lan ấm ức. Nhưng tại sao chú em lại nói vậy? Chắc chắn anh biết nên anh mới giận em. Sơn không trả lời. Di động của Lan lại có tín hiệu. Cô nhìn số là của Trí. Bước ra khoảng sân bệnh viện. Cô mở máy. Giọng Trí rừng rưng. Chú em sao rồi? Chú lĩnh viêm ruột thừa phải mổ gấp. Viêm ruột là chuyện thường. Hồi nãy nghe thím huệ gọi. Anh tưởng ông ấy bị gì ghê gớm lắm. Lan khó chịu. Lên bàn mổ mà anh cho là chuyện bình thường hả ôi sao mổ cắt bỏ phần viêm là yên thân tới già so với những bệnh nhân khác viêm ruột thừa có nhầm gì lúc nãy thím huệ báo anh vào bệnh viện nhưng anh đang bận dữ lắm sắp phỏng vấn tới nơi rồi lỡ có gì sơ sót là mất suất du học lan ngắt lời chí anh không cần vào anh cũng nghĩ vậy mà em sắp về chưa coi chừng khuya đó sao lại về chí nhấn mạnh ở trọng em cũng ngồi chờ bên ngoài cho tới khi ông ấy tỉnh chứ có làm gì được đâu. Đó là chú em, em không bỏ chú một mình. Chí cười khẩy, nhưng ông ấy từng bỏ mặc em và thím huệ giữa lúc khốn khổ nhất, em quên rồi sao? Làn cộc lốc, em quên rồi. Nhưng anh vẫn nhớ, anh không thích em ở trọng chút nào. Làn lặng đi mất mấy giây vì câu nói của Chí. Cô thấy có gì là lạ trong cách gần của Chí chăm sóc người bệnh là trách nhiệm, là bổn phận, sao lại đặt vấn đề thích hay không? Làn nhà từng tiếng một, đây là chuyện của gia đình em, anh không thích thì đừng can dự vào, thôi nhé. Chí quát trong máy, khoan đã, thằng ti trong đó nên em không chịu về chứ gì. Làn giận dữ, anh nói đủ chưa, thật là lố bịch. Làn tắt máy, cô chưa bước lên tới hành lang, điện thoại lại vang lên bài giả khúc vẫn là chí anh còn muốn làm tình làm tội gì lan nữa đây lan khoanh tay cô nhất định không nghe cuộc gọi này chí đâu chịu thua anh gửi tin nhắn cho lan nếu em không về coi như chúng ta chấm dứt từ bây giờ lan cười mà mắt cay xè cô hoàn toàn thất vọng về chí sao anh lại ích kỷ đến mức trở nên ác như vậy có thật chí không thích chú lĩnh vì chú đã bỏ lan và thím huệ hay anh ghét chú vì lý do gì khác sao chí không có vẻ gì ngạc nhiên khi nghe tin chú lĩnh nằm viện trong sài gòn dường như chí biết chú lĩnh vô đây từ trước rồi lan hối hả nhấn số của chí cô lấp bắp hỏi anh biết chú lĩnh vô đây lâu rồi phải không phải và anh đã nói với chú tôi và thím huệ không muốn gặp lại chú giọng chí trơn tuột đã rất nhiều lần thím huệ nói như vậy với anh anh đâu hề láo với chú lĩnh làn hét trong máy anh đừng làm bộ ngây thơ như trẻ con tại sao anh không đưa chú lĩnh về nhà tôi chí nói một hơi ông không đáng làm chú em anh không muốn em dây vào một người tồi tệ như ông làn mím môi ông ấy là người chú duy nhất của tôi ông đã thay cha mẹ nuôi tôi nhưng ông cũng đã bỏ mặc em lúc ngặt nghèo nhất để chạy theo vợ bé chuyện này không có liên quan tới anh chí gào lên sao lại không? anh không muốn có một chú vợ như vậy. em không thấy xấu hổ sao? Lan sững sờ, cô im bặt, người run lên vì giận. xấu hổ à? giọng khàn đặc Lan nói. chúng ta chấm dứt là đúng. dứt lời cô tắt máy và đứng như trời trồng giữa sân bệnh viện. Lan định thần trở lại, mọi thắc mắc của cô rõ cả rồi. Chí đã rất thật khi nói như vậy anh xấu hổ vì có một ông chú vợ như chú lĩnh nên anh đã tìm cách nói dối nhằm chú cháu lan không liên lạc được với nhau ai có một ông chú như thế lại không xấu hổ nhưng đâu phải vậy rồi bỏ mặc chú mình càng nghĩ lan càng khổ tâm trí và lòng hiếu thảo một mối tình đã nhiều năm bộ dễ dàng chấm dứt như câu nói sau cùng đó sao dẫu gì hai người cũng đã chọn ngày cưới rồi mà sơn bước đến bên lan điện của đốm hả lan gật đầu rồi không dàn lòng được cô bật khóc ngon lành lan nức nở em đã sai đã sai rất nhiều sơn vỗ về bình tĩnh đi na chú lĩnh sẽ hiểu mà lan lắc đầu giọng vẫn sũng nước mắt không không ai hiểu em đâu kể cả anh sơn giữ chặt vai lan chẳng có gì nghiêm trọng như em tưởng đã nhận ra điểm sai thì em sẽ sửa đổi lan nhìn sơn nói nghe dễ lắm nhưng anh biết em sai vấn đề gì không sơn đặt tay lên mồi lan không cho cô nói nữa giọng anh lạc đi và xúc động anh sai chứ không phải em ngày xưa chính anh đã ngu ngốc không biết giữ em chính anh đã tạo cơ hội cho đốm tới gần em anh đã đau đớn đã ân hận đến cỡ nào em có hiểu không lan gục đầu vào ngực sơn nước mắt cứ thế mà tuôn sơn tiếp tục trách bản thân giá như ngày xưa mình dám sống thật là mình ta đã chẳng làm tổn thương nhau giá như ngày xưa anh đừng u mê thì bây giờ em chẳng khổ thế này lan ngẩng lên anh đừng nói nữa em không chịu nổi sơn lau nước mắt cho lan hãy tha thứ cho anh tha thứ cho những lầm lạc của anh ngày xưa lan để sơn giữ hai tay mình cô muốn nói với sơn rằng được tin yêu và tha thứ cho nhau là hạnh phúc nhưng cô không sao cô nghe sơn dịu dàng gọi na ơi giọng anh tha thiết hơn bao giờ khiến cô không biết giấu vào đâu nhịp đập của trái tim cô hốt hoảng thấy mình đang sống với cái cảm giác lập lại từ đầu một tình yêu đã cũ vội vã lan rút tay về và vụt chạy nhưng sơn đâu buông có ra dễ dàng như vậy anh giữ giết lấy lan điều không tưởng bỗng dập dồn xô đến khoảnh khắc nhiệt ngã của tình yêu lâu nay nén tận đáy lòng của cả hai chợt bùng lên dữ dội. Lan chới với ngã vào sơn, môi Lan run rẩy đón môi anh cuống quýt không rời. Yêu, điên và say đắm vây quanh hai người. Sơn thảng thốt: anh không thể để mất em lần nữa. Không thể, em hiểu không na? Lan cứ úp mặt vào ngực sơn trong im lặng. Cô không thể nói gì với sơn trong giây phút điên rồ này. Hãy để mặc lý trí mù lòa cùng con tim. Hãy cứ để thời gian trôi và cứ để cô nép vào sơn như vậy. Ngày mai biết đâu chừng, Trí sẽ tới nhà xin lỗi cô. Anh sẽ nỉ non năn nỉ như anh đã từng làm thế biết bao nhiêu lần. Biết đâu, Lan sẽ siêu lòng và như cô đã từng siêu lòng. Hai người lại tiếp tục yêu nhau, chờ từng giờ cho mau tới ngày Trí đi học. Sau đó chờ Trí và làm đám cưới với Lan buổi tối nồng nàn môi hôn này chỉ là một giấc mơ ngọt ngào lãng mạn chớ không hề có thật biết đâu chừng chỉ nghĩ thế thôi lan đã thấy sợ cô bàng hoàng nhận ra từ khi gặp lại sơn tới nay cuộc sống của cô thay đổi nhiều khổ nỗi những thay đổi ấy đều liên quan tới sơn thời gian qua không được gặp anh với lan đúng là cực hình cô chờ đợi qua điện thoại hy vọng tình cờ gặp gỡ sơn nhưng tất cả chỉ nhận được con số không to tướng cả hai đã bóp nghẹt máu tim mình để đến khi về chỉ mong được ngủ ngon với những giấc mơ có được nhau nỗi nhớ không hình hài màu sắc cứ nhấn chìm cô trong những cơn mộng tràn hương quá khứ mà giấc mơ đâu có thật bao giờ thôi thì hãy coi như bây giờ cả anh và cô đang mơ vâng xin giấc mơ điên đừng bao giờ vỡ Bà Huệ kiên nhẫn dìu ông lĩnh đi từng bước trong phòng. Do với thân hình ngư phủ to lớn của ông, bà trông yếu đuối mảnh rẻ như một bà vợ rất mực dịu hiền. Trong sơn bất giác tùm tìm cười khi nghĩ thế. Nụ cười của anh không thoát khỏi ánh mắt của bà. Hơi cau mày một chút, bà Huệ cao giọng Cười chuyện gì vậy ti? Sơn lúng túng rồi xòe xòa, chóng vui vì thấy cô chú đầm ấm quá. Bà Huệ có vẻ ngựa bà lầu bầu, thím làm ơn với người bệnh, chứ còn gì nữa mà đầm ấm hả ti. Sơn nhìn bà, cháu không nghĩ vậy. Sơn ngập ngừng, anh muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng không dám. Chuyện tình cảm khó lắm, đã vướng vào, ai dám vỗ ngực bảo mình khôn, còn kẻ khác là dại. Bà Huệ chịu tới bệnh viện chăm sóc ông Lĩnh là tín hiệu tốt cho cả hai người. Ông Lĩnh run run ngồi xuống giường. Bữa nay tôi đã đỡ nhiều, bà không cần tới nữa vì tôi bà phải bỏ chuyện buôn bán thiệt tôi ngại quá bà huệ khựng lại vì câu nói của ông lĩnh bà giận dỗi vậy thì tôi về ông dáng tự lo tôi không tới nữa đâu vờ cái giỏ sách bà hấp tấp bước ra sơn vội chạy theo tại cháu lỡ lời mà chú thím lại lại bà huệ ngồi phịch xuống ghế đá đâu ăn thua với cháu thím chăm sóc ổng vì thương con na chớ với ông ấy tao chỉ còn hận mà thôi sơn ngồi xuống cạnh bà thím đã thương na thì thương cho chót liệu na vui được không khi chú thím cứ như vậy bà huệ nghẹn ngào ông ấy đâu cần tới tao trời ơi nếu không cần chú đâu từ nha trang vào đây tìm thím và na nhưng tao vẫn còn hận sơn nhẹ nhàng vậy thím đừng trách đốm sao giấu thím và na chuyện chú lĩnh vô đây khi lúc nào thím cũng nói là hận chú bà huệ sụ mặt hận hay không là chuyện của thím thằng đốm thiệt tầm bậy nó đâu có quyền bảo chú con na về lại nha trang khi chưa hỏi qua ý thím sơn im lặng lẽ ra vừa rồi anh không nên khơi lại chuyện này sơn bỗng xấu hổ với cảm giác mình là kẻ tân công hoặc một tên cơ hội bà huệ chợt nhấn mạnh nó không có quyền tự quyết định chuyện gia đình bên vợ con na giận thằng đốm là đúng nó làm thím thật sự thất vọng suy cho cùng nó cũng chỉ nghĩ tới mình trước đây thím luôn đứng ra giải hòa khi hai đứa nó gây nhau thím luôn luôn vun vào nhưng lần này thì không thím để mặc con na giải quyết chuyện của nó bà huệ nhìn sơn thím về đây cháu ở chơi với ông ấy dùm con na nó rất cần có cháu ra cổng bệnh viện bà ngoắc xe ôm ngồi trên xe bà huệ cứ ứa nước mắt khi nhớ tới ông lĩnh bà đã rất hận ông sao bây giờ thấy ông tàn tạ tà, ốm đau bà lại tội nghiệp ngày xưa bà cũng tệ khi ham mê bài bạc bà càng tệ hơn khi dám lén chồng đem nhà đi bán rồi đổ thừa vì ông có vợ bé bà mới bán nhà hỏng thủ thân bà huệ khịt mũi bà đã có một đêm thức trắng khi na vào viện chở ông lĩnh mộ một đêm để cân đong đo nếm tình cảm của mình với người chồng cũ đêm trắng ấy đã trôi qua tình thương bà dành cho ông vẫn còn chính vì vậy bà cũng hận ông nhiều không kém vào nhà bà thấy trí ngồi một mình ngoài sa lông bà hỏi ngay con na đâu trí trả lời na đang nấu cháo cho chú lĩnh bà huệ cười khẩy hai đứa hòa rồi phải không trí xoa hai tay vào nhau dạ vẫn chưa nhưng cháu sẽ cố năn nỉ thím nói vô dùng cháu vài câu bà huệ ngồi xuống đối diện với trí Mày muốn thím nói gì đây? Chí cười, thím cứ nói như mấy lần trước là được, Na Nà lúc nào cũng nghe lời thím. Mặt Bà Huệ đành lại, nhưng chuyện lần này đâu có giống mấy lần trước, bởi vậy lần này thím sẽ làm thinh. Chí hơi ngạc nhiên, sao vậy thím? Bà Huệ từ từ nói, con Na coi ông Lĩnh như cha, nhưng mày lại xấu hổ đến mức không muốn có một ông chú như vậy, nghĩa là con Na phải chọn một là mày, hai là chú nó bên tỉnh bên hiếu, xem ra thật khó xử. Chí ngắt lời bà, chú lĩnh đã bỏ thím và na từ lâu, na đâu cần chọn lựa gì nữa. Vậy sao nó lại giận? Mà nói thật, tao cũng giận nữa, mày tệ lắm khi dám qua mặt tao. Dứt lời, bà bỏ xuống bếp, ngồi lại một mình, chí không ngừng suy nghĩ. Xem như anh đã mất đồng minh lớn là bà Huệ. Trong chuyện tình cảm của anh và Lan, bà Huệ có vai trò rất quan trọng bà tác động khuyên nhủ nhiều lắm na mới đồng ý lấy anh rồi những lần giận hờn chính bà hòa giải để hai đứa êm xuôi chí luôn vênh vênh tự đắc trước lan vì lúc nào bà huệ cũng bênh anh ra mặt hôm nay coi bộ mệt rồi bà huệ đã thay đổi thái độ anh sẽ gặp khó khăn khi năn nỉ lan chí sắp đi học anh muốn mọi chuyện êm đẹp trước khi đi anh đã sắp xếp mọi ý tứ trong đầu nào ngờ tới phút 90 lại bị thím Huệ phạt thẻ đỏ. Chí đã quen được thím Huệ thiên vị, bây giờ thế trận hoàn toàn lật ngược. Anh thấy thật khó khi Lan cứ lần tránh không muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Nãy giờ, Chí đã chờ, nhưng Lan cứ trốn dưới bếp, cô lại tìm cớ đuổi anh lên. Lan đang suy tính gì đây, hay cô nhất định chấm dứt như câu sau cùng cô nói trong điện thoại đêm đó? Chí cười khẩy chấm dứt một cuộc tình, phải nói là một cuộc hôn nhân đầu dễ như vậy. Lan mang lên một ly chanh muối, anh uống đi, rồi nói gì thì nói hết bữa nay luôn. Chí xoa hai tay lại, sao em nặng nề thế? Lan từ tốn, trái với nhận xét của anh, em đang rất nhẹ lòng khi đã có một quyết định cho mình. Chí cau mày, lần nào giận nhau, em cũng nghĩ tới chuyện quyết định chia tay. Người ta nói xây thì khó, chứ đập bỏ thì dễ, không lẽ em chọn hạ sách à lan thản nhiên em là người tầm thường em chọn hạ sách chúng ta có nhiều điểm khác quá chia tay là cách tốt nhất vớ vẩn anh thấy những điểm khác ấy chỉ là vụn vặt đời thường cái đọng lại thiêng liêng trên hết là tình yêu chẳng phải chúng ta đã rất yêu nhau sao lan gật đầu trước khi nói chúng ta từng yêu nhau nhưng tình yêu ấy không mãnh liệt tới mức lấp hết những khác biệt vụn vặt đời thường như anh nói với em chuyện anh xấu hổ vì chú lĩnh là vấn đề lớn em mồ côi cha mẹ có chồng khác chú thím khác nào cha mẹ em anh xấu hổ đến mức nói dối là em không muốn gặp chú thậm chí thím huệ sẽ đâm chú chết anh muốn em đoạn tuyệt với chú mình anh nhỏ nhen độc ác như vậy em làm sao mà chịu được em đau đớn biết bao dằn vặt biết bao mới quyết định nói với anh những lời này rất tiếc em không thể tiếp tục chính anh đã nghiền nát những tình cảm em dành cho anh. Mắt trí lòng lên tóe lửa, nói láo, em đã thay đổi từ lúc thằng Ti xuất hiện. Chuyện chú lĩnh chỉ là cái cớ để nó lập công với thím huệ và lấy điểm với em. Bộ nó tưởng muốn chiếm vợ người khác dễ lắm sao? Lan im lặng, một lát sau cô nói, đừng kéo anh Ti vào chuyện của chúng ta, anh nên nhìn thật rõ vấn đề. Đừng làm khổ nhau nữa, em xin anh đó. Chí hạ giọng Khi quyết định em có nghĩ tới anh không Anh yêu em biết bao nhiêu hả na Lan ứa nước mắt Cô cường quyết Em sẽ về Nha Trang thưa chuyện với ba mẹ ngoài ấy Lý do tại sao Mặt Chí đỏ lên Anh cấm em đó Em thật ác khi muốn sỉ nhục anh Lan nuốt nước bọt Em muốn sạch giỏi đâu ra đấy Chí cười khẩy Em giống y như cô Thư Muốn bỏ chồng là bỏ cái một bất chấp hậu quả, bất chấp dư luận. Là nóng mặt, anh không có quyền nhận xét mẹ em. Chí ngạo nghễ, anh chỉ là một so sánh chứ không nhận xét. Trước đây, mẹ thằng Ti cấm nói yêu em vì bác ấy sợ cái huông của cô Thư vận vào em. Môi nhếch lên khinh khinh Chí nói, anh cũng phải năn nỉ dữ lắm, Bà mẹ anh mới đồng ý chấp nhận em. Em tưởng mình cao giá lắm sao, mà đòi ra ngoài ấy thưa chuyện này nọ. Muốn chia tay chứ gì, được thôi, là đàn ông anh có lỗ lã gì, nhưng em thì khác, dẫu sao cũng là một đời chồng đó. Lan có vẻ kềm lòng, cô biết Trí đang rất giận, rất tự ái và rất đau, cứ để mặc Trí nói cho Hà, nếu được anh mắng cô càng tốt. Trí cao giọng, em tưởng thằng Ti thật lòng yêu em hả, vậy là em chưa hiểu đàn ông rồi. Nó ghét tôi nên kéo em ra khỏi tôi cho bỏ ghét, nhưng khi được rồi nó sẽ đá em ngay. Lan nhỏ nhẹ, cho dù thế nào đi nữa, em cũng không thể tiếp tục với anh. Chí đanh mặt, chẳng lẽ tôi có thể tiếp tục với em à? Suy cho cùng, cha mẹ tôi đúng, tôi sẽ về Nha Trang để nói với ông bà với chính thức bỏ em trước khi tôi đi du học. Dứt lời, Chí hầm hầm bước đi, Lan bật dậy gọi anh, đốm. Chí khựng lại, Lan ấp úng, chúng ta vẫn là bạn nhé. Chí im lặng, anh ra sân phóng xe đi còn lại một mình với tâm hồn trống rỗng Lan ngồi xuống ghế dù sao đi nữa cũng đớn đau khi phải chia tay một mối tình tưởng sẽ cùng mình đi hết cuộc đời nhưng chẳng thà chịu đau một lần bà Huệ xách cả mền đựng cháo ra nó về rồi à Lan gật đầu cô ngập ngừng tụi con đã chấm dứt bà Huệ nhún vai để tao coi được mấy ngày Lan nhìn bà giọng nghiêm nghị con không thể lấy một người lúc nào cũng xem thường thậm chí khinh rẻ gia đình con không thể nào bà huệ thở dài vợ chồng phải có duyên số ông bà xưa vẫn nói vậy coi như hai đứa bây vô duyên nên đám hỏi rồi vẫn bỏ nhau lan lảng đi con chưa kịp hỏi chú bữa nay thế nào bà huệ chua chát dĩ nhiên phải khỏe hơn hôm qua ông ấy bảo tao đừng vô bệnh viện nữa vì ông ấy thấy tao cực lan vội vàng lên tiếng Chú lĩnh mặc cảm với thím Huệ nên mới nói vậy. Thím không vào bệnh viện thì ai chăm sóc cho chú? Có những cái còn đâu làm được, không lẽ cứ nhờ anh ti hoài? Bà Huệ nói, thím biết, con là gái đâu có tiện chăm sóc ông. Nhưng suy nghĩ lại, tao vẫn còn buồn lắm, ông đã quá tệ với tao. Ngẫm nghĩ một hồi, bà nói tiếp, chắc tao sẽ ra ngoài quán ở luôn cho tiện. Vài bữa nữa, ông mới xuất viện rồi. Lan kêu lên, thím không thương con sao lại nói vậy thím đi chắc gì chú chịu về ngôi nhà này con luôn ao ước được sống chung với chú thím như hồi đó chứ đâu có được người này mất người kia bà huệ nhìn lan dẹp chuyện này qua một bên đi thím nói thẳng nghe mày không nên để thằng ti lui tới hoài nó sẽ khinh mày thả mồi bắt bóng lan chớp mi con hiểu mà hiểu thì chở thím vào bệnh viện lan dắt xe ra thời gian là phương thuốc diệu kỳ nhất cô mong thời gian sẽ giúp cô chỉ lấy lại sự cân bằng tình cảm thời gian sẽ xóa tất cả để giúp cô và sơn đi lại từ đầu nhưng liệu thời gian có màu nhiệm đến thế không nhỉ tới phòng ông lĩnh nằm tim lan cứ đập loạn nhịp cô tránh ánh mắt ấm áp của sơn trong khi anh cũng ra vẻ tự nhiên bằng vài câu nói đùa chọc bà huệ và ông lĩnh Nhìn hai ông bà ngượng ngập bên nhau, Lan vừa buồn cười vừa tội nghiệp, để mặc hai người, Lan bước ra ngoài hành lang, Sơn cũng đi theo, hai người lặng lẽ đi trong khuôn viên bệnh viện. Lâu lắm Sơn mới mở lời, "Nà hết giận đốm chưa?" Lan gật đầu, "Hết, hết thật rồi." Sơn nhíu mày, "Là sao?" Lan hơ tay hái hoa quỳnh trên lối đi, "Là hết chứ sao mà anh đừng có hỏi chuyện này nữa." nó không hề liên quan tới anh. Xin lỗi, anh quan tâm chứ không có ý tò mò. Cảm ơn anh, em lớn rồi, em đủ mạnh mẽ để lo cho mình. Em quen không có anh che chở rồi ti à? Sơn tha thiết, nhưng anh vẫn muốn được chăm sóc em như ngày xưa. Đó luôn là mơ ước của anh lâu nay, em hiểu không? Làn lạnh lùng. Ngày xưa em tin anh muốn như vậy, bây giờ thì không. Anh nên chăm sóc Thoa, con bé ấy rất cần anh. Nó vừa điện thoại cho Trang cách đây không lâu Thoa báo em là gái sắp có chồng Mà còn đi quyến rũ người yêu của kẻ khác Em không đáng để bị nói như vậy phải không? Sơn cau mày Thoa nói vậy thật à? Lan đều giọng Cũng không nên trách Thoa Khi yêu có ai muốn mất người mình yêu đâu Sơn phần bùa Nhưng giữa anh và Thoa đâu phải là tình yêu Lan nói Anh không cần đính chính điều em quan tâm là em không muốn bị mang tiếng nha trang nhỏ lắm tiếng sóng biển không lấn át nổi tiếng thị phi đâu sơn thở dài tiếng sóng biển cũng không lấn át nổi nhịp đập của trái tim chúng ta đâu na lan ngắt lời sơn anh lầm rồi đó chỉ là phút yếu lòng em không muốn nhớ và anh nên quên đi hai người lặng lẽ bước song song không nói ra nhưng ai cũng biết nhớ và quên thật không dễ dàng chút nào. Sơn ngạc nhiên khi nghe giọng của chị Xu trong điện thoại. Có bao giờ Xu gọi cho anh đâu? Lo lắng Sơn hấp tấp hỏi, mẹ có chuyện gì hả? Xu gằn mẹ bình thường nhưng tao đang nổi nóng đây, tao không hiểu mày còn là niềm tự hào của mẹ hay không nữa. Sơn cào nhào, bà nói rõ ra đi, tôi không có hiểu gì hết. Xu sổ một hơi, bà già thằng đốm rêu rao khắp khu mã vòng là thằng đốm đã bỏ con na vì nó dạo này đi tây đi mỹ nhiều một người ăn học cao chức vụ lớn không thể có một con vợ chẳng ra gì như con na nhưng mày lại không thấy con quỷ đó tệ trái lại mày đang mê mẩn thứ người ta bỏ tức quá tao phải hỏi mày có đúng như vậy không sơn bùng lỗ tai anh không biết trả lời thế nào đây nữa thằng đốm đã bỏ na sao anh không hề nghe chuyện này từ khi ông lĩnh xuất viện rồi cùng về ở chung với bà huệ và lan sơn không gặp lại cô chính lan yêu cầu anh đừng quanh quẩn làm phiền cô và trí nữa lời yêu cầu ấy rõ ràng quá rồi anh đã thôi không điện thoại không nhắn tin không vờ như vô tình hỏi qua ông thuận hay bà thư về lan nữa sơn cũng không biết trí còn trong nước hay đã đi du học anh cố quên cố lờ tất cả mọi thông tin liên quan tới Lan, sao bỗng dưng chị Xu lại nói như vậy? Giọng Xu quang quát như đang đứng trước mặt Sơn. Mày thừa biết cái mồm bà già thằng đốm rồi, bà ấy nói nào là dù chưa đám cưới nhưng con Na đã ăn ở với con trai bà ấy mấy năm nay. Thằng đốm khỏi mất tiền chơi gái, lại có con ở trong nhà hậu hạ. Nào là tiền đám hỏi, bà ấy bỏ ra tính tới tính lui, vẫn có lời chán so với tiền mua một con hầu gái như con na, Sơn bình tĩnh hỏi còn gì nữa không bà ấy nói mày húp canh thừa mút xương cá mà khen ngon nghe xong tao vừa choáng váng mặt mày vì nhục vừa nổi điên lên vì tức sao mày ngu dữ vậy ti lâu nay không nghe mày hỏi thăm nhắc nhở gì con quỷ na tao và mẹ tưởng yên rồi ai ngờ mày muốn mẹ chết sớm thì cứ cặp với nó Sơn hạ giọng chuyện không phải như chị nghe đâu không lẽ tự nhiên mẹ thằng đốm dựng lên chuyện nó bỏ con na nhưng đúng là mày đang cặp với nó chứ sơn nhát gừng chị hỏi làm gì đâu có liên quan tới chị sao lại không liên quan tao không muốn có một đứa em dâu như con na chắc mẹ cũng vậy sơn cười khẩy chị lạ thật chẳng lẽ tôi phải lấy vợ theo ý muốn của chị à thật buồn cười nếu không có gì khác tôi cúp máy đây dù hậm hực Tao sẽ mách mẹ để mẹ có ý kiến với mày. Sơn cáu lên. Sao chị rảnh quá vậy? Tôi nghĩ mẹ không nghĩ xấu về Na như chị đâu. Thôi đó. Sơn bực mình đứng phát dậy. Thông tin chị Xu vừa cung cấp khiến anh hoang mang quá. Lẽ nào suốt thời gian qua anh là một thằng ngố không biết Lan đã lừa mình. Nhưng tại sao cô lại làm vậy khi đã chia tay với Chí? Chắc chắn người nói lời chia tay phải là Lan chứ không phải trí. Nhưng vì tự ái và sĩ diện, trí đã về Nha Trang rêu rao ngược lại. Sơn đi loanh quanh trong căn phòng hẹp, anh chợt hiểu ra rằng Lan cần có thời gian bình tĩnh, cô không muốn vội vàng đến với anh, cũng có thể Lan thử lòng anh cũng nên. Trái tim đang héo khô của Sơn bỗng rộn ràng, anh nhắn tin cho Lan, nhớ em nhiều nên phải nói. Chỉ vài phút sau, Sơn đã nhận lại tin nhắn của cô nói cho nhiều cũng vậy thôi. Sơn bật cười, anh gọi thẳng vào máy lan, giọng cô vang lên khiến Sơn cảm giác cô đang rất cần mình. Lan có vẻ hóm hỉnh, định phải nói gì với em đây? Sơn im lặng, vài ba giây sau mới lên tiếng. Anh có chuyện vui muốn chia sẻ với Na. Chuyện vui hả? Em rất thích nghe chuyện vui, nhất là của anh. Sơn thong thả buông từng tiếng. Anh sẽ cưới vợ. Đầu dây bên kia lặng thinh Sơn nghe rõ tiếng thở của Lan Rồi giọng cô thẳng thốt Chúc mừng anh Và và chắc là Thoa Sơn ậm ừ Sao em không nghĩ là ai khác mà lại là Thoa Lan hỏi Anh còn quen ai khác ngoài Thoa nữa Còn chứ Anh cưới người khác Vì biết Na không thích Thoa Anh vì em đến vậy sao Sơn lờ lửng, lúc nào anh cũng muốn em được hạnh phúc bên người em chọn giọng lan chua chát anh lấy vợ cũng vì muốn em hạnh phúc sơn chắc nịch đúng vậy em có gì muốn nói với anh không anh rất muốn nghe một lời từ trái tim em lan ú ớ em chúc anh hạnh phúc sơn chưa kịp nói tiếp lan đã cúp máy anh gọi lại nhưng không được hình như lan đã tắt máy cô nàng đã bị sốc nếu không còn yêu sơn lan đầu sốc như vậy phép thử đã kết quả Sơn hí hửng ngã xuống ghế nhưng Sơn hí hửng chưa được bao lâu chuông điện thoại bàn lại reo anh cao mày không lẽ là bà Du lại quậy tiếp Sơn đợi chuông reo thật lâu mới nhấc máy giọng ông lĩnh quát to khiến Sơn giật mình mày làm gì mà con na khóc dữ vậy ti Sơn ấp ống cháu cháu đùa cháu đùa đùa cái quái gì hả thằng quỷ sứ mày giết nó vì trò độc ác của mày thì có ông lĩnh gác mấy cái lầm khiến sơn ê cả đầu vội vã anh phóng xe tới nhà lan bà huệ mở cửa cho sơn nhìn anh bà lầu bầu chúng bay điên cả rồi sơn ngượng ngùng na đâu thím khóc trong phòng ấy ông lĩnh bảo mày đùa nhưng nó vẫn khóc cháu vào được không bà huệ cười khẩy tao nói không được với mày sao ngày xưa tao cấm mày vẫn leo rào sang mà chúng bay giả đầu cả rồi còn chơi trò ú ti mà sơn gượng gạo đứng hoài thềm bà huệ hất hàm tao không xen vào chuyện tụi mày nữa đâu sơn bước một lúc mấy bậc thang để mau lên tới phòng lan trên lầu cửa phòng mở cô đang ngồi lọt thòm trong chiếc bành nhung tím sẫm nhìn lan sơn thương đứt ruột anh đến bên lan không phản ứng gì trên gương mặt trắng xanh của cô nước mắt không ngừng tuôn trào sơn nửa ngồi nửa quỳ anh nắm hai bàn tay lan và ủ vào tay mình. Lan òa lên nước nở. Anh tội nghiệp em phải không? Sơn lắc đầu. Không. Anh yêu em, nhưng em đã không chọn anh. Lời anh muốn nghe em là đã không nói. Sao vậy na? Lan thổn thức. Em sợ. Em sợ anh coi thường em. Em không đủ tự tin khi em và trí chia tay. Cho dù em biết anh rất yêu em. Lòng nước mắt cho Lan bằng những nụ hôn lên mặt. Sơn bồi hồi. Em lúc nào cũng là con bé na ngốc nghếch, dễ bị anh bắt nạt, dễ bị anh xí gạt, dễ bị anh dụ. Lan đẩy Sơn ra. Đừng làm như vậy khi anh đã quyết định cưới vợ. Sơn lì lợm ôm siết Lan. Sao lại không khi người anh quyết định cưới là em? Chúng ta đã phí phạm quá nhiều thời gian, phí phạm biết bao nhiêu nụ hôn, lẽ ra ta phải cho nhau từ lâu. Vì cái gì hả na? Vì sợ người này đánh giá, người kia coi thường à? suy cho cùng chúng ta không làm gì sai hết chúng ta có quyền lựa chọn hạnh phúc lan ngập ngừng nhưng mà sơn gạt ngang anh không muốn nghe thêm bất cứ lý do nào nữa lan thấp thỏm cô diệu không bao giờ bằng lòng em biết sơn để tay lên môi cô rồi mẹ anh sẽ bằng lòng anh biết với chúng ta tất cả mới là khởi đầu nhưng đã yêu mình đâu ngại khó anh sẽ thuyết phục ba mẹ chắc chắn ông bà sẽ bằng lòng. Lan vẫn không yên tâm, nhưng nếu hai bác vẫn không chịu thì sao? Sơn im lặng, anh trầm giọng. Em đánh đố anh Hà Na, từng này tuổi rồi anh có quyền tự định đoạt cuộc đời của mình. Nhưng anh không thích như chị Xu, anh muốn cha mẹ đôi bên đứng ra tổ chức cưới cho mình. Lan cựa quậy trong vòng tay Sơn, có quá sớm không khi chúng ta đề cập tới chuyện cưới xin, đã một lần rồi em sợ mọi sự bồng bột. Sơn Tử Tốn nói, anh chỉ sợ em không yêu anh thôi, anh đã qua thời bồng bột từ lâu." Lan nhìn Sơn, "Em yêu anh." Sơn mỉm cười, "Vậy là đủ rồi." Sơn siết chặt tay mình hơn. Giọng Lan xúc động, "Đã rất lâu, em quên hết những câu thơ mình từng viết, mình từng đọc, nhưng lúc này đây, em lại nhớ những dòng thơ của nhà thơ Ngọc Liên." anh yêu giữa khúc quanh đời ta mới thấy rõ nhau xin anh đừng nhụt trí vào dạo đời những muốn dìm chết đôi ta hãy hiểu em như đã từng yêu đừng để em lẻ loi cô độc sơn lại dịu dàng tiếp lời lan đại lộ hay khúc quanh nào có ý nghĩa gì bốn con mắt vẫn âu yếm nhìn nhau ta cứ yêu